Hổ Tế, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết. Tập 31. Người phụ nữ này là Hoa Mộ Tranh, một người có chỉ số thông minh cao, lần này cô đến để đô và đầu quân cho công ty trách nhiệm hữu Rai Hoa, Cỏ Hoa Chỉ Huyễn là vì Dương Tiêu. Hoa Mộ Tranh sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng cướp dâu ở nhà họ Bạch ở Giang Nam. Người trong lòng cô là một anh hùng vô song, sau vụ cướp dâu, cộng thêm việc bìa Dương Tiêu là chủ của Tuyệt Thê Long Môn, Hoa Mộ Tranh hiểu rằng một hình bóng đang dần in sâu trong lòng cô, hình bóng này lưu luyến không rời. Hoa Mộ Tranh biết rõ tâm lòng của Dương Tiêu đã dành cho Đường Mộc Tuyết, chuyện Dương Tiêu chấp nhận một người phụ nữ thứ hai là kiên khó như lên trời. Nhưng Hoa Mộ Tranh chắc chắn là một người phụ nữ thông minh, cô sẽ không nói thăng cho Dương Tiêu biết tâm lòng của mình, tránh làm cho Dương Tiêu chán ghét. Thay vào đó, cô chọn đi theo bên cạnh Dương Tiêu, tạo ra một thế giới cho Dương Tiêu. Anh thắng, tôi có thể thống trị thế giới với An Hưu, anh thua, tôi có thể say cùng anh. Cô Hoa, không phải tôi đã nói rồi sao? Những bồng hoa cho nhà họ Liễu chúng tôi này chỉ giảm hơn 30% trên cơ sở bán cho đối tác khác. Cô coi lời của tôi như gió thoảng bên tai sao? Hoa Mộ Tranh cười lịch sự, Liễu Tông, Hoa Chỉ Huyễn của chúng tôi vừa mới thành lập, hoa do chúng tôi cung cấp. Chắc chắn là loại tốt nhất trong nước, vừa mới nở, chúng tôi sẽ nề mặt nhà họ Liễu ở đế đô, giảm 50% trên cơ sở bán cho đối khác thì chúng tôi đã hoàn toàn bị lỗ rồi. Rốt cuộc, tiền thuê và vận chuyển thủ công của công ty chúng tôi rất đắt và chỉ có thể giảm giá 50%. Mong Liễu Tổng thứ lỗi cho. Cô Hoa, cô có chắc chỉ được giảm 50% không? Sắc mặt người phụ nữ trung niên nhà họ Liễu càng ngày càng ảm đạm. Hoa Mộ Tranh nhắn mạnh, vâng. Liễu Tổng, giảm giá 50% đã là điểm mấu chốt của Hoa Chỉ Huyễn chúng tôi rồi. Là một người có chỉ số LQ cao, Hoa Mộ Tranh làm kinh doanh luôn tin vào một chân lý. Không bao giờ có thể bỏ tất cả tiền vào túi của mình, chỉ có thể kiếm được nhiều tiền hơn nếu sẵn sàng chỉ tiền để thu lợi nhuận. Một số người kiếm tiền bởi vì họ sẵn sàng tiêu tiền, và một số người không thể kiếm tiền là bởi vì họ không chỉ tiền. Tuy nhiên, Hoa Chỉ Huyễn mới thành lập. Với quy mô nhỏ việc giảm giá 50% thực sự thua lỗ, số lượng hoa bên kia muốn rất lớn nên không thể nhường bước thêm nữa. Cô chắc chắn chứ, cô Hoa, khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ trung niên càng ngày càng ảm đạm. Bà ta tên là Liễu Đồng, xuất thân từ nhà họ Liễu ở Đề Đô, là em gái của chủ nhà họ Liễu ở Đề Đô, là cô ruột của Liễu Như Yên, con gái của nhà họ Liễu. Liễu Đồng rất có hứng thú với hoa của Hoa Chỉ Huyễn, muốn giành được số lượng hoa lớn với giá cực kỳ rẻ. Ai ngờ Hoa Mộ Tranh nhất quyết không chịu cho bà ta thể diện. Vốn dĩ Liễu Đông có ý định cậy thê bắt nạt người khác, nhưng bây giờ, Hoa Mộ Tranh không làm theo ý của bà ta, Liễu Đông hoàn toàn tức giận. Hoa Mộ Tranh nở nụ cười tao nhã, dễ gần nói, Liễu Tổng, nếu công ty này là của tôi, đừng nói là giảm giá 30%, tôi có thể miễn phí cho bà, nhưng tôi cũng là công nhân làm công ăn lương, giảm 50% đã là giảm giá lớn nhất của Hoa Chỉ Huyễn chúng tôi rồi. Nghe đến đây, một dòng khí tức giận vô hình bộc phát trong lòng Liễu Đồng. Chát, y bà ta giơ tay đột nhiên tát một cái vào khuôn mặt ngọc xinh đẹp của Hoa Mộ Tranh. Hừ, đồ đĩ, dám không cho tôi mặt mũi. Biết đây là đế đô không? Nhà họ Liễu chúng tôi là một trong 6 gia tộc lớn ở đế đô. Tôi nói cho cô biết, không cho tôi mặt mũi cũng giống như không cho nhà họ Liễu mặt mũi. Tin hay không, chỉ một cuộc điện thoại của tôi cũng khiến công ty của các người không lăn lộn được không? Liễu Đồng nghiêm mặt trách mắng. Khuôn mặt bà ta đầy vẻ kiêu ngạo, như thể một ý nghĩ của bà ta đã có thể quyết định sinh tử của Hoa Chỉ Huyễn. Cảm nhận được vẻ đau rát trên mặt, thân thể mỏng manh của Hoa Mộ Tranh chân động, cô không ngờ đối phương lại kiêu ngạo vô lý như vậy. Họ đã nhượng bộ đến mức này rồi, nhưng đối phương vẫn gây hấn. Nghĩ nhà Liễu ở Đề Đô là một trong 6 gia tộc lớn, có thể so sánh với sự tồn tại của các nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới. Khuôn mặt ngọc bích của Bon Mộ Tranh trở nên tái nhọt. Cho dù cô thuộc top IQ cao, nhưng khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối chỉ có thể bị áp chế tàn nhẫn. Khiến công ty chúng tôi không lăn lộn được, chỉ dựa vào người đàn bà tranh chua như bà, dám làm hại cô Hoa, lập tức chặt đứt cánh tay, sau đó biến mất khỏi mắt tội. Nếu không chém không thương tiếc, đột nhiên, một giọng nói âm vang vang lên. Trong lúc Hoa Mộ Tranh tái mặt và vô lực, Dương Tiêu chính thức đến hiện trường trong cơn thịnh nộ. Dương Tiêu, nhìn thấy rõ người tới, Hoa Mộ Tranh thở phào nhẹ nhõm. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Dương Tiêu, Hoa Mộ Tranh không khỏi nghĩ đến chuyện Dương Tiêu cướp dâu ở Giang Nam. Trần Khải nhìn thấy Hoa Mộ Tranh bị đánh,
anh ta tức giận, dám ra tay với cô Hoa, đồ đàn bà xấu nhà bà không muốn lăn lộn nữa hả? Dương Tiêu đến chỗ Hoa Mộ Tranh nói lời xin lỗi, tôi đến muộn. Không, không sao, Hoa Mộ Tranh nhìn ni chằm vào mắt Dương Tiêu, đôi mắt đẹp si mê một lúc rồi dần dần tỉnh táo lại. Ở trước mặt Dương, Tiêu, cô hơi xấu hổ, Hoa Mộ Tranh vốn luôn có lòng tự trọng cao, bị người ta tát vào mặt lại bị Dương Tiêu nhìn thấy, khiến Hoa Mộ Tranh muốn tránh khỏi cảnh tượng này. Phụ nữ là người yêu cái đẹp, vì lẽ đó, Hoa Mộ Tranh chỉ muốn thể hiện những mặt tốt nhất của mình trước mặt Dương Tiêu. Dương Tiêu thật sự không ngờ mình còn chưa tới nhà họ Dương, vừa đến công ty đã xảy ra cảnh tượng này. Anh hít sâu một hơi nhìn Liễu Đồng, bà dám kiêu ngạo, độc đoán trên địa bàn của tôi, bà thật to gan. Vừa trở về Đề Đô, mọi chuyện xảy ra ở Đề Đô khiến cho lửa giận của Dương Tiêu không tiêu tan được. Tôi to gan, tôi thấy các người mới là người to gan, biết nơi này là nơi nào không? Đây là Đề Đô, các người từ bên ngoài tới muốn làm ăn ở Đề Đô còn không dám nghe lệnh của tôi thấy các người không muộn lăn lộn nữa. Liễu Đồng không hề kinh hãi. Bà ta xuất thân từ nhà họ Liễu ở Đề Đô, nhà họ Liễu là một gia đình quý tộc thuộc hàng đại gia ở Đề Đô. Từ trước đến nay bà ta luôn kiêu ngạo, không bao giờ để mắt tới người thừa nghĩ, đặc biệt là những người không phải người địa phương. Bị Liễu Đồng áp chê không phải số ít, dưới áp bức địa vị của nhà họ Liễu những người ngoài này đành phải im hơi lặng tiếng. Chỉ là Liễu Đồng nằm mơ cũng không bao giờ ngờ tới, Dương Tiêu sẽ không nhẫn nhịn tính tình xấu của bà ta. Trần Khải không vui nói, đồ đàn bà sâu xa này, kỳ thị người ngoài đúng không? Người ngoài trộm đô nhà bà hay ăn cơm nhà bà hả? Xí, bọn người ngoài các người chẳng mấy ai tốt cả. Ở Đề Đô này, là rồng cũng phải năm cho tôi, là hổ cũng phải năm sắp cho tôi. Bọn người ngoài các người dám kiêu ngạo ở Đề Đô, thật sự chán sống. Liễu Đồng rất khinh thường. Vẻ mặt Dương Tiêu lạnh đi, anh biết đây là phân biệt vùng miên, phân biệt vùng miễn trăng trợn. Loại chuyện này tồn tại ở trong nước, người dân ở Đề Đô cũng rất bài ngoại, những điều này Dương Tiêu đều hiểu. Chỉ là Dương Tiêu không ngờ mình sẽ gặp được một nhân vật điển hình như Liễu Đồng. Trần Khải nổi giận, này, đồ đàn bà sâu xa, thử nói lại xem, người ngoài không có ai tốt, tội nghĩ đồ khôn nạn nhà bà mù mắt rồi nhỉ. Bà cho rằng hành vi chó cậy thế chủ rất cao thượng hả? Cậu mắng ai là đồ xấu xa hả? Liễu Đồng càng tức giận hơn. Là người của nhà họ Liễu ở Đề Đô, là em gái của chủ nhà họ Liễu, ai dám mắng bà ta là đồ đàn bà xấu xa? Trần Khải tức giận mắng, ông đây mắng bà đấy, đồ đàn bà chanh chua, đồ đàn bà sâu san. Cậu, thằng khốn nạn, cậu tìm chết. Liễu Đồng bị Trần Khải chọc giận thân thê run lên. Bà ta nhìn chằm chằm vào Trần Khải, nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng Trần Khải đã bị tan thành cho rồi. Trần Khải muốn tiếp tục mắng, nhưng Dương Tiêu đã kéo Trần Khải lại. Nhìn thấy Dương Tiêu kéo Trần Khải, Liễu Đồng nở một nụ cười hung ác, mắng đi. Tiếp tục mắng đi, sợ sao? Nếu mắng tiếp bà đây sẽ xé rách miệng chó của các người. Sợ, chúng tôi chẳng sợ gì. Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Liễu Đồng nhíu mày nhìn Dương Tiêu, cậu có ý gì? Chẳng có ý gì, Trần Khải, không cần quan tâm đến bà ta. Đây là hiện tượng bình thường, mấy năm trước ở trong nước, nhiều vùng nông thôn chưa có điện. Sau khi có điện thì thường xuyên bị mất điện, càng về đêm càng mất điện. Khi gặp sự cố, chó sẽ sủa, chó của nhà hàng xóm nghe thấy tiếng sủa sẽ sủa theo, tất cả chó trong làng đều sủa dữ dội. Vậy lý do tại sao chúng sủa là vì hầu hết những con chó này đều sủa với những con chó khác. Dương Tiêu nghiêm nghị nói. Khúc khích. Nghe Dương Tiêu nói, Hoa Mộ Tranh không nhịn được bật cười. Cô là người thông minh, vừa nghe đã biết Dương Tiêu đang cố ý mắng Liễu Đồng là con chó hung ác. Giờ phút này, ánh mắt Hoa Mộ Tranh nhìn Dương Tiêu xuất hiện gợn sóng đẹp, cô phát hiện người đàn ông mãng người không chửi thề này càng quyến rũ hơn. Trần Khải nghe kỹ chợt giơ ngón tay cái lên cho Dương Tiêu, đội trưởng, cao. Cậu dám mắng tôi là chó. Liễu Đồng nhìn chằm chằm Dương Tiêu mắt như muôn nứt ra. Bà ta tức giận, sắp bùng nổ, là người của nhà họ Liễu ở Đề Đô, lại bị hai người đàn ông măng mỏ, không cần nói Liễu Đồng tức giận như thế nào. Dương Tiêu giang hai tay, đừng hiểu lầm, tôi không mang bà là chó, là bà tự nhận, không liên quan gì đến tôi. Tự nhận, tôi nhận ông nội cậu. Thằng nhóc nhà cậu có lòng dạ xấu, chỉ cây dâu mắng cây hòe tưởng bà đây không nghe ra hả? Dân đen từ nơi khác đến, ba người các ngươi đều là dân đen y Liễu Đồng lại mắng. Vẻ mặt Dương Tiêu lạnh lẽo, anh không giận mà uy nhìn Liễu Đồng,
một luồng sát khí dâng trào quét qua. Dưới luồng sát khí này, Liễu Đồng giật mình, bà ta có thể cảm nhận được rõ ràng mình đang bị quái thú nhìn chằm chằm, cảm giác này thật sự rất tệ. Như thể Dương Tiêu là một kẻ dế người, hoàn toàn có thể cướp ởi mạng sống của bà ta bất cứ lúc nào. Đôi mắt Dương Tiêu lóe lên tia sáng lạnh, đông, tây, bắc, nam đều là một nước, luôn có người tốt người xấu, có thánh có tặc. Trong Phật, đạo cũng có ma, nơi nào cũng có người này người nọ, chớ phân hán giới với sở hà. Đề đô thì sao, trong đề đô không có người sâu hả, phần còn lại của quốc gia cũng không có người tốt hả. Định kiến của bà quá sâu, đây là đất đai màu mỡ của Trung Hoa, chúng ta là con cháu của Viêm Hoàng, đây là đất nước Trung Quốc, tất cả đều là truyền nhân của rồng. Đội trưởng, nói rất hay, vừa nghe thay thế đôi mắt của Trần Khải sáng lên. Đôi mắt xinh đẹp của Hoa Mộ Tranh chớp động, Dương Tiêu có thể nói ra lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Đúng, đây là đất đai màu mỡ của Thiên Bảy hỏi chúng ta là con cháu của Viêm Hoàng, đây là đất nước Trung Quốc, tất cả đều là truyền nhân của rồng. Nơi nào cũng có người này người nọ, chớ phân hán giới với sở hà. Miệng lưỡi sắc bén, miệng lưỡi sắc bén, Liễu Đồng hoàn toàn loạn. Bà ta nhận thấy người đàn ông trước mặt này có thể nói đến mức bà ta không phản bác lại được. Liễu Đồng lười tiếp tục tranh luận với Dương Tiêu về chủ đề này, ánh mắt bà ta lạnh lẽo, bót nói nhảm đi, xem dáng vẻ này chắc cậu là ông chủ đứng sau Hoa Chi Uyên nhỉ. Là tôi, Dương Tiêu không phản bác. Liễu Đồng nhìn chăm chăm Dương Tiêu cười lạnh. Nói thật với cậu, tôi là người nhà họ Liễu ở Đề Đô, còn là em gái của người đứng đầu nhà họ Liễu ở Đề Đô. Lần này các người đã xúc phạm tôi rất bất mãn với các người, tôi sẽ cho các người một cơ hội sửa đổi, tất cả hoa mà nhà họ Liễu ở Đề Đô muốn đều phải miễn phí. Đây là mệnh lệnh của nhà họ Liễu ở Đề Đô, nếu các người không làm vừa lòng nhà họ Liễu ở Đề Đô, thì các người cứ chờ xong đời đi. Nói xong, nụ cười lạnh lùng trên mặt Liễu Đồng càng lộng lẫy. Đặc biệt nhân mạnh mấy chữ nhà họ Liễu ở Đề Đô, bà ta không tin Dương Tiêu lại dám hỗn láo ở trước mặt nhà họ Liễu ở Đề Đô. Trong phút chốc, trên mặt Liễu Đồng tràn đầy vẻ kiêu ngạo, như thể lần này bà ta đã nắm chắc được Dương mà. Như thể lần này đã được định sẵn bà ta là giao thót, còn bọn Dương Tiêu là cái. Bà của bà là em gái của chủ nhà họ Liễu ở Đề Đô. Chủ nhà họ Liễu già đến thế à? Cho dù ông bà là em trai ruột của chủ nhà họ Liễu ở Đề Đô cũng không được. Miễn phí, đừng mơ nữa tỉnh lại đi. Dương Tiêu nhìn Liễu Đồng đang ra vẻ mặt kiêu ngạo với vẻ mặt đầy vui đùa. Ông bà là em trai ruột của chủ nhà họ Liễu ở Đề Đô. Nghe vậy, lúc đầu Liễu Đồng còn bồi rồi, nhưng sau đó sắc mặt thay đổi tràn đầy tức giận. Được lắm, thằng điêu dân như cậu lại dám chơi chữ với tôi, gan chó của cậu lớn thật. Tôi nói rõ cho cậu biết, nếu không thể miễn phí thì công ty này đợi đóng cửa đi. Liễu Đồng uy hiếp. Bà ta tự giễu không thôi, bà ta không tin mình không thể đối phó với một vài người xứ lạ. Không phải trước nay Liễu Đồng chưa từng gặp phải những người xứ lạ cứng rắn, sau này Liễu Đồng điều động quan hệ khiến người đó rơi xuống vực sâu, những người xứ lạ này lập tức thành thật, cúi đầu xưng thân, khom lưng cúi đầu. Trong mắt Liễu Đồng, Dương Tiêu và những người xứ lạ kia không khác gì nhau. Trần Khải cười khinh thường, muốn miễn phí, bà mơ giấc mộng xuân thu đi. Cậu không miễn phí thử xem. Sau lưng tôi là nhà họ Liễu ở Đề Đô, Liễu Đồng giữ tợn nói. Dương Tiêu phất tay, chờ đãi. Hoa này là nhà họ Liễu ở Đề Đô muốn hay là bà muốn? Bà bót bưng bít ở đây lấy nhà họ Liễu ở Đề Đô ra áp chế chúng tôi. Tôi muốn và nhà họ Liễu ở Đề Đô muôn thì có gì khác? Tôi sẽ đại diện cho ý chí của nhà họ Liễu ở Đề Đô. Tôi nói lại lần cuối, nhất định phải miễn phí, nếu không các người chuẩn bị đóng cửa đi. Liễu Đồng mất kiên nhẫn không muốn nói chuyện với Dương Tiêu. Nhìn Liễu Đồng hung hăng ngang ngược, Dương Tiêu chế nhạo, bà rất đẹp. Nghe được lời khen của Dương Tiêu, trên mặt Liễu Đồng lập tức lộ ra vẻ tự mãn. Đúng như dự đoán, rốt cuộc nhóm điêu dân đến từ nơi khác này vẫn phải chịu thua, không phải xương cốt rất cứng hả? Cứng đến mấy cũng phải khen bà đây. Đừng mở tưởng quá đẹp, Dương Tiêu nói tiếp. Không thể không nói, Liễu Đồng này có nhan sắc không tệ. Ý vị mười phần, chắc lúc còn trẻ cũng là người đẹp. Đáng tiếc, Dương Tiêu không thể chịu nổi tính cách chanh chua của Liễu Đồng. Hả, nghe được câu tiếp theo của Dương Tiêu, vẻ mặt của Liễu Đồng đột nhiên thay đổi. Dương Tiêu nói tiếp, còn nữa, nhắc nhở bà, tôi quanh năm sông ở Trung Nguyên, nhưng hộ khẩu của tôi ở Đề Đô, tôi cũng là người Đề Đô. Cái gì, cậu cũng là người Đề Đô? Liễu Đồng vô cùng kinh ngạc,
Đúng vậy, cho tới bây giờ hộ khẩu của Dương Tiêu vẫn ở Đề Đô, chẳng qua không còn là người nhà họ Dương ở Đề Đô nữa mà thôi. Kể từ khi Dương Tiêu bị đuổi khỏi nhà họ Dương ở Đề Đô, bà cụ và Dương Bân Hàn đã gạch tên Dương Tiêu ra khỏi gia phả, chặn hộ khẩu của anh. Kể từ lúc đó, họ đã không nhận Dương Tiêu. Sau đó, Dương Tiêu gia nhập đội đặc chiến Đông Phương Thần Ứng, giữ chức đội trưởng. Đội đặc chiến Đông Phương Thần Ứng là đội đặc chiến lớn nhất ở Thiên Phủ Chi Quốc, với đầy dẫy những người tinh nhuệ nhát. Tổng bộ của đội đặc chiến Đông Phương Thần Ứng đặt ở Đề Đô, hộ khẩu của Dương Tiêu đương nhiên là do lãnh đạo cấp cao đặt ở Đề Đô, cho phép Dương Tiêu được hưởng chế độ đãi ngộ đặc chiến ở Đề Đô. Khi kết hôn với Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu muốn chuyên hộ khẩu đến Trung Nguyên, nhưng thủ tục quá rườm rà. Ngoài ra, lão lãnh đạo vẫn luôn phái người truy tìm tung tích của anh, Dương Tiêu đã quyết định lần trốn nên cũng không làm ra hành động lớn. Thậm chí, trong trường hợp không đủ giấy tờ, thầy dịch thấp của anh đã đích thân đứng ra làm thủ tục đăng ký kết hôn. Dương Tiêu nhẹ giọng nói, đúng vậy, tôi cũng là người Đề Đô. Hừ, người Đề Đô thì sao? Đã định sẵn bị lu mờ trước mặt nhà họ Liễu chúng tôi. Nếu hoa mà tôi muốn không được miễn phí, thì các người chờ xong đời đi. Trong mắt Liễu Đồng tràn đầy khinh thường, bà ta không tin. Tiêu sẽ không đầu hàng. Dương Tiêu nhìn Hoa Mộ Tranh, bà ta muốn bao nhiêu hoa? 80 triệu, Hoa Mộ Tranh nói thật. Nhiều như vậy, Dương Tiêu hơi ngạc nhiên. 80 triệu tiền hoa, đây không phải là con số nhỏ, Dương Tiêu cũng hiểu được vì sao Hoa Mộ Tranh không chịu nhường. Công ty Hoa Hoa Chị Uyên vừa mới thành lập, một khi chuyên 80 triệu lãi lớn, quả thực sẽ lỗ trên diện rộng. Dương Tiêu đã mua biển hoa lớn nhất ở quê hương của Trần Khải với giá 1 tỷ tệ, nếu sản lượng hoa tốt, ước tính sản lượng cuối cùng sẽ lên đến hàng chục tỷ tệ. Đúng vậy, thực sự lợi nhuận có thể lên đến hàng chục tỷ tệ. Xét cho cùng, bản thân ngành công nghiệp hoa là một ngành siêu lợi nhuận, chỉ cần không có người trung gian tạo ra sự khác biệt, công ty sẽ sản xuất và bán, lợi nhuận sẽ đáng kể. Ở Đề Đô, chỉ cần một bó 9 bông hoa hồng được đóng gói, chi phí tối thiểu là 200 tệ. Chi phí sản xuất, vận chuyển và đóng gói 9 bông hoa hồng chỉ có 20 tệ, lợi nhuận trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Đừng quên Tây Song Bản Nạp là cơ sở trồng hoa nổi tiếng ở trong nước, giá hoa đắt hơn những nơi khác một chút. Liêu Đông cho rằng Dương Tiêu sẽ chịu thua, bà ta lập tức ngồi xuống tăng giá, không. Tôi muốn 100 triệu, nếu các người không làm được, thì chờ công ty xong đời đi. 100 triệu, Dương Tiêu chế nhạo. Trong nháy mắt đã tăng thêm 20 triệu. Bà già chanh chua này đúng là biệt làm ăn. Sắc mặt Dương Tiêu lạnh lẽo nhìn Liêu Đồng, tôi nói bà xinh đẹp, đừng mơ tưởng quá đẹp. Hơn nữa, bà đã già rồi, cho dù bảo dưỡng đến mây cũng không, xinh được như cô gái bán hoa, bà muôn miễn phí. Vào nhà vệ sinh rửa mặt xem bà là người như thế nào đi. Giờ phút này, Dương Tiêu không hiền hòa với Liễu Đông nữa. Cậu có ý gì, cậu dám làm trái mệnh lệnh của tôi? Công ty của cậu không muốn kinh doanh nữa hả? Vẻ mặt Liễu Đồng lạnh lùng. Dương Tiêu dửng dưng nhún vai, người tranh nhau một hơi thở, Phật tranh nhau một nén hương. Hôm nay bà đánh người của tôi, cho dù công ty tôi không kinh doanh nữa, hôm nay bà cũng sẽ phải trả giá rất đắt, như lời tôi nói chặt một cánh tay, sau đó biến. Cái gì? Chặt một cánh tay, sau đó biến. Liễu Đồng sửng sốt, bà ta nhìn Dương Tiêu như yêu quái. Dám bảo bà ta chặt cánh tay. Đúng là điên rồi, bà ta là em gái của chủ nhà họ Liễu ở Đề Đô, lẽ nào người này không để nhà họ Liễu ở Đề Đô vào mắt? Tên khốn, cậu tìm chết, bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm, tính cách. Chanh chua của Liễu Đồng lại nổi lên. Vẻ mặt đầy dữ tợn, Liễu Đồng lập tức giơ tay phải lên, định tát mạnh vào mặt Dương Tiêu, khiến Dương Tiêu tỉnh táo. Hôm nay, bà ta sẽ dạy cho Dương Tiêu một bài học, để cho Dương Tiêu hiểu cái gì gọi là trời cao đất dày. Để cho Dương Tiêu hiểu cái gì gọi là khác biệt giữa hai người. Dương Tiêu cẩn thận, Hoa Mộ Tranh lo lắng lên tiếng nhắc nhở. Trần Khải nheo mắt sắc bén như chim ưng, có vẻ như chỉ cần Dương Tiêu ra lệnh, anh ta sẽ lấy tốc độ xâm xét giết chết Liễu Đồng. Dương Tiêu cười nhìn Liễu Đồng, tôi tìm chết, bà chắc chắn. Thằng khốn, xem ra nếu bà đây không dạy cho cậu một bài đức cậu sẽ thật sự không biết tôn ti quý tiện là gì. Vẻ mặt Liễu Đồng phẫn hận như răn độc. Tay phải lấy tốc độ bưng tai sét đánh giáng vào mặt Dương Tiêu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn thấy Dương Tiêu không né tránh, Liêu Đông khinh thường, ở trước mặt nhà họ Liễu ở Đề Đô tôi, không thể sinh ra một chút phản kháng nhỉ.
Vẻ on ngay lúc Liêu Đông còn ngây thơ tưởng rằng Dương Tiêu sẽ bị mình đánh, tay phải của Dương Tiêu đã hóa thành một bóng mờ túm lấy cổ tay của bà ta. Cậu còn dám chống cự, cậu không muốn sống nữa hả? Liễu Đông tức giận quát. Dương Tiêu tỏ vẻ vô hại, vừa nãy là cánh tay này đã đánh cô Hoa đúng không? Phải thì sao, cậu dám làm gì tôi chắc? Liễu Đông hung hăng ngang ngược. Dương Tiêu khẽ gật đầu, lộ ra hàm răng trăng, chúc mừng bà, đoán đúng rồi. Sắp thú vị rồi đấy. Trần Khải hưng phấn nhìn Dương Tiêu. Năm đó anh ta chiến đấu cùng Dương Tiêu, đánh giá từ phong thái của Dương Tiêu, Trần Khải biệt người đàn bà chanh chua trước mặt này đã định sẵn hôm nay sẽ gặp xui xẻo. Bỏ ra, thằng xúc sinh nhà cậu mau bỏ tay Red bị Dương Tiêu nắm cô tay, Liễu Đồng rồng lên như một con sư tử cái tức giận. Khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên, trong mắt hiện lên vẻ vui đùa, khóe miệng hiện lên một vòng cung kỳ lạ. Cảm nhận được khí thế kinh người của Dương Tiêu, Liễu Đồng không khỏi hoảng sợ. Dường như Dương Tiêu trước mặt này là quân vương bóng đêm, có thể túm cổ đòi mạng bà ta bất cứ lúc nào. Răng rắc. Đột nhiên, Dương Tiêu chợt dùng sức, một lực lượng dâng trào tỏa ra từ trong cơ thể Dương Tiêu, cánh tay phải của Liễu Đông giống như một cành cây mảnh mai đột nhiên phát ra âm thanh kỳ dị. A a uy, ngay sau đó, một cơn đau dữ dội ập đến, Liễu Đông hét thảm thiết như giết lợn tại chỗ, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Phế, cánh tay phải của bà ta đã hoàn toàn bị Dương Tiêu bẻ phế. Dương Tiêu hừ lạnh, bà già chanh chua, ở sân nhà đế đô, tôi còn có thể để bà bắt nạt người khác. Dám ra tay với người của tôi ngay trong đế đô, đừng nói là em gái của chủ nhà họ Liễu ở đế đô, cho dù chủ nhà họ Liễu ở đế đô tới đây, tôi cũng vân không cho ông ta thể diện. Một luồng khí ác hỗn loạn trào ra từ người Dương Tiêu, khiến Liễu Đồng sợ đến mức chết điếng. Lúc này, Liễu Đồng đau nhức trán đổ đầy mồ hôi lạnh, cánh tay phải của bà truyền đến cảm giác đau đớn. Sau đó dần dần mất cảm giác. Nhìn Dương Tiêu độc đoán, đôi mắt đẹp của Hoa Mộ Tranh hiện ra một vệt sóng kỳ lạ, trái tim không khỏi đập loạn lên. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Dương Tiêu, Hoa Mộ Tranh thực sự muôn nhìn vạn năm. Nghĩ đến Dương Tiêu nói dám ra tay với người của mình, Hoa Mộ Tranh càng cảm thấy xấu hổ. Đây có phải là cảm giác của tình yêu không? Chẳng lẽ trước mặt người đàn ông này mình thật sự không còn thuốc chữa nữa sao? Sao cánh tay phải của tôi lại không có cảm giác nữa? Cánh tay phải của tôi bị phê rồi sao? Thằng xúc sinh, cậu phê tôi. Liễu Đồng kinh hãi trừng mắt nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu lạnh lùng nói, phế bà vẫn còn nhẹ. Cái gì, phế vẫn còn nhẹ? Liễu Đồng càng kinh hãi hơn, nếu nặng, vậy chăng phải thằng xúc sinh trước mặt này sẽ làm thịt mình sao? Liễu Đồng đã đoán đúng, nếu không có công ty Hoa Chỉ Uyên, nếu Hoa Mộ Tranh không có mặt. Nếu không phải Dương Tiêu không muôn đổ máu trước mặt Hoa Mộ Tranh, một cái tát của Dương Tiêu đã đủ lấy mạng của Liễu Đồng. Chậc chậc, không tìm đường chết sẽ không phải chết, Trần Khải cười nói. Anh ta và Dương Tiêu từng chứng kiến vô số sinh tử, năm đó rong ruồi trên thế giới giết địch như tê tái, đây đối với Trần Khải chỉ là một cảnh tượng nhỏ. Nhìn Dương Tiêu, Liễu Đồng rất muốn đập Dương Tiêu thành hàng nghìn mảnh. Thằng xúc sinh, cậu tìm chết. Liễu Đồng tức giận quát. Là một thành viên của nhà họ Liễu ở đế đô, bà ta có uy thế của một nhà tài. Phiệt đẳng, cập, thế giới, bị một thằng nhóc vặt mũi chứa sạch làm chật vật đến mức này, Liễu Đồng tức giận đến nỗi suýt hôn mê bất tỉnh. Liễu Đồng lại hét lên, thằng xúc sinh, dám phế bà đây phải giết cậu. Nói xong, trong mắt Liễu Đồng lộ ra sát ý, bà ta dương nanh múa vuốt lao về phía Dương Tiêu. Bà ta muốn dùng tay trái túm cổ của Dương Tiêu. Như thế bà ta muốn bóp nát cô Dương Tiêu bằng móng tay sắc nhọn của mình. Dương Tiêu, Hoa Mộ Tranh không kìm được tim đập loạn. Thằng xúc sinh, bà đây phải giết cậu, bà đây phải giết cậu. Ánh mắt Liễu Đồng phẫn hận như rắn độc. Àm, nhìn vẻ mặt dữ tợn của Liễu Đồng, trong mắt Dương Tiêu lại lóe lên tia sáng lạnh lẽo, bà già chạnh chua, tìm chết chứ gì. Nếu muốn chết, hôm nay tôi không ngại hoàn thành tâm nguyện của bà. Lần này tôi trở về đế đô. Nhất định sẽ gây nên một trận mưa gió máu tanh, tôi không ngại dùng máu của bà dọn đường cho cơn bão đẫm máu này trước. Vẻ on ngay lúc Liễu Đồng lao tới trước mặt Dương Tiêu, chân phải của Dương Tiêu hóa thành tia chớp. Liễu Đồng không hề thấy Dương Tiêu hành động như thế nào, chân phải của Dương Tiêu đã như sấm sét đá mạnh vào Liễu Đồng. Àm! Dưới ánh mắt của mọi người, thân hình uyển chuyển và sang trọng của Liễu Đồng lui mạnh về phía sau như một viên đạn, cuối cùng đập vào cửa kính ở cửa. Lực này quá nặng. Cửa kính không chịu được lực mạnh này mà vỡ tung. Trong chốc lát, kính vỡ tung,
các mảnh vỡ bay tung tóe. Cơ thể Liễu Nồng rơi xuống đất, hông của Liễu Nồng ngã trúng mảnh thủy tinh sắc nhọn. Ói, a an mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào người, tình cờ cào lên búi trí của Liễu Đông, một cơn đau khó tả suýt nữa đã tiên Liễu Nồng về châu trời. Phụt, ngã trên mặt đất, máu trong người Liễu Nồng trào ra, nôn ra một ngụm máu. Nhìn trạng thái thê thảm của Liễu Nồng, Hoa Mộ Tranh kinh ngạc che đôi môi đỏ mọng gợi cảm. Là một người có chỉ số lồ cao trên thế giới, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một cảnh bạo lực và đẫm máu như vậy. Đặc biệt, hành động dứt khoát của Dương Tiêu Dông như sấm sét, khiến Hoa Mộ Tranh sửng sốt không thôi. Về phương diện này, Hoa Mộ Tranh cũng không có thành kiến với Dương Tiêu, ngược lại cô nhìn Dương Tiêu càng tán thưởng hơn. Một người đàn ông, đặc biệt là một người đàn ông có địa vị đặc biệt, cần phải dứt khoát, hành động như sấm SSI nêu cấp trên thiếu quyết đoán trước việc phân biệt phải trái, thường sẽ đánh mất cơ hội tốt và để đối thủ tìm kẽ hở, dẫn đến kết cục toàn quân chết hết. Sự kiên trì của Dương Tiêu, sự độc đoán của Dương Tiêu, phương pháp của Dương Tiêu khiến Hoa Mộ Tranh cảm thấy đời này mình đã yêu người đàn ông này. Cho dù thiêu thân lao vào hồ lửa, cho dù không có kết quả, cho dù chờ đợi từ xa nhìn Dương Tiêu, đời này cô cũng sẽ không hối hận. Người không bộc phát trong im lặng thì cũng sẽ chết trong im lặng. Giác quan thứ 6 của phụ nữ nói cho Hoa Mộ Tranh biết chắc chắn Dương Tiêu là đàn ông nhiệt huyết, thành tích sau này nhất định sẽ vô địch thế giới. Cô không biết mình có thể đồng hành cùng Dương Tiêu lên đỉnh vinh quang hay không, nhưng cô sẵn sàng đi theo suốt con đường vinh quang của Dương Tiêu. Nhìn Liễu Nồng thê thảm, Trần Khải cười khà khà nói, đội trưởng đúng là đội trưởng. Sau bao nhiêu năm, một khi ra tay vẫn hung hãn và độc đoán như hôi đói. Lập tức biến khỏi mắt tôi, nếu không, dê không tha. Dương Tiêu khinh thường nhìn Liễu Nồng. Bộp 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 bộp. Với tình trạng hỗn loạn như vậy, một nhóm vệ sĩ của Liễu Nồng từ bên ngoài tòa nhà Hoa Chỉ Huyên ập đến. Vệ sĩ trưởng hô lên, Liễu Tổng, Liễu Tống. Vệ sĩ trưởng phát tay, đám vệ sĩ xông lên đỡ Liễu Nồng dậy. Nhẹ tay, đau đau đau. Liễu Nồng đau đớn nước mắt chảy ròng ròng. Được đám vệ sĩ hỗ trợ, Liễu Nồng nhìn Dương Tiêu giống như thù giết trẻ oán hận nói, thằng xúc sinh, cậu dám đánh tôi. Tôi thấy cậu thật sự chán sống rồi. Lên, lên hết cho tôi, đánh thằng nhóc này đầu rơi máu chảy, đánh thằng nhóc này gọi cha gọi mẹ, đánh thằng nhóc này hối hận khi đến thế giới này cho tôi. Nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, Liễu Nồng tràn đầy ý nghĩ diệt người. Sống ở Đề Đô nhiều năm như vậy, Liễu Nồng chưa từng gặp phải kẻ không kiêng nể ai như Dương Tiêu. Dám ra tay với bà ta, Liễu Nồng hận ngứa út trời, bà ta thật sự muôn cạo sông Dương Tiêu. Giết, vệ sĩ trưởng trừng mắt nhìn Dương Tiêu hô lên. Dám ra tay với em gái của chủ nhà họ Liễu ở Đề Đô, người này phải nợ máu trả bằng máu. Giết, đám vệ sĩ hét lớn. Vèo 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 on. Trong chốc lát, nhóm vệ sĩ chuyên nghiệp lao về phía Dương Tiêu, với khí thế giết người khắp người. Sắc mặt Dương Tiêu lạnh lẽo, ý nghĩ dê người trong lòng anh hoàn toàn bộc phát. Ngay lúc đám người chuẩn bị đụng vào Dương Tiêu, một tiếng măng mỏ cứng rắn đột nhiên bùng nổ, láo xược. Lũ không có mắt, tất cả dừng lại ngay. Nhìn kỹ hơn thì thấy đó là bóng dáng của Liêu Như Yên, con gái của nhà họ Liễu ở Đề Đô đang đi vào từ ngoài công hoa chi viên. Nghe thấy lời của trách của Liễu Như Yên, nhóm vệ sĩ nhà họ Liễu ở Đề Đô đều sững sờ, họ dừng lại với tốc độ nhanh nhất. Các người láo xược, các người có biết anh ấy là ai không? Anh ấy là ân nhân của tôi. Nếu không có anh ấy thì hôm nay tôi đã gặp tai nạn trên máy bay rồi. Liễu Như Yên đen mặt trách mắng đám vệ sĩ. Sau đó Liễu Như Yên nhìn Dương Tiêu, quan tâm hỏi, Dương Tiêu, anh không sao chứ? Hải không sao, Dương Tiêu không ngờ lúc này Liễu Như Yên lại chạy tới. Trần Khải như thể vừa khám phá ra một thế giới mới, lơ mơ hỏi, đội trưởng, chị đại này là ai vậy? Nói ai là chị đại đấy? Liễu Như Yên thở phì phò nhìn Trần Khải. Không nói tới, cho tới bây giờ Liễu Như Yên vẫn đang dùng biện pháp hoàn toàn không thể nhận ra, khuôn mặt xấu như đầu heo, cả người rất già nua, ai không biết sẽ thật sự cho rằng cô ta là chị đại. Lần này, Liễu Như Yên đến gặp Dương Tiêu là bảo Dương Tiêu nhanh chóng khôi phục lại vẻ ngoài như tiên nữ của mình. Vừa nãy cô ta lẻn về nhà, nhưng bị bảo vệ ở công biệt thự chặn lại, cô ta nói mình là Liễu Như Yên, nhưng lại bị bảo vệ sỉ nhục đùa ôi ra ngoài. Sau đó, Liễu Như Yên mới nhận ra Dương Tiêu đã giúp mình tránh nhóm vệ sĩ nhà họ Liễu, đồng thời cũng ngăn không cho mình vào nhà. Vì vậy, trong lúc tuyệt vọng, Liễu Như Yên vội vàng tìm kiếm tung tích của Dương Tiêu, muốn Dương Tiêu trả lại gương mặt xinh đẹp của mình.
Ai dè vừa mới tìm được Dương Tiêu đã thấy hai bên sắp đánh nhau. Dương Tiêu bình tĩnh nói với Trần Khải, đây là Liễu Như Yên con gái của nhà họ Liễu ở Đề Đô, cô ấy đang dùng thuật dịch dung của chúng ta mà thôi. Vãi ạ, đội trưởng thế mà anh lại độc ác như này. Không phải chứ, Trần Khải kinh ngạc. Trần Khải đương nhiên biết Dương Tiêu biết kỹ thuật dịch dung đặc biệt, nhưng Trần Khải thực sự không ngờ Dương Tiêu lại ra tay với con gái nhà họ Liễu. Liễu Nồng nghe vậy lập tức chế nhạo, cô ta là cô chủ nhà họ Liễu nhà tôi. A Phiêu không đi tiểu soi gương mà xem, dáng vẻ nhếch nhác như cô ta sao có thể là cô chủ nhà họ Liễu được. Cô à, tôi biết cô vẫn luôn bát mãn với tôi, nhưng hiện giờ cô nói vậy là có ý gì? Vẻ mặt Liễu Như Yên lạnh lùng. Không thể không nói, trong nhà họ Liễu ở Đề Đô, Liễu Như Yên và cô ruột vẫn luôn có mâu thuẫn. Không có lý do nào khác, chính là bởi vì cha của Liễu Như Yên chỉ có một đứa con gái ruột là cô ta, không có con trai dưới gối. Liễu Nồng thành lập phe phái riêng trong nhà họ Liễu ở Đề Đô. Liễu Nồng có con trai, Liễu Nồng muốn giành lấy vị trí chủ nhà tương lai của nhà họ Liễu ở Đề Đô, ủng hộ con trai của bà ta. Vì vậy, Liễu Nồng không hề coi trọng Liễu Như Yên, bà ta ước gì Liễu Như Yên chết ở bên ngoài càng sớm càng tốt. Thậm chí, cả hai sát thủ béo gầy trên máy bay cũng không thể tránh khỏi có liên quan với Liêu Đông. Dương Tiêu chỉ vào Liễu Như Yên, đúng. Cô ấy chính là cô chủ nhà họ Liễu của bà đấy. Nếu vừa nãy không phải, nể mặt Liễu Như Yên, nếu không phải Liễu Như Yên thích Lý Một Thần Chiến, vết thương trên người Liễu Đồng chắc chắn sẽ thê thảm hơn bây giờ gấp mấy lần. Cô là cô chủ nhà họ Liễu chúng tôi. Cô cứ khoác lác đi, nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô, không khác gì đầu heo. Hơn nữa, còn đi Liễu Như Yên đó lẻn ra ngoài, còn chưa biết lần này có thể quay lại được không. Liễu Đồng cười âm hiếm. Lẻn ra ngoài, còn chưa biết có thể quay lại hay không. Nghe vậy, Dương Tiêu khẽ nhíu mày, dường như anh đã phát hiện ra điều gì đó không ngờ. Dương Tiêu nhìn Liễu Như Yên, cô và bà già chanh chua này có quan hệ không tốt. Liễu Như Yên hơi do dự nhìn Dương Tiêu, cuối cùng gật đầu. Đã như vậy, chẳng phải cảnh tượng trên máy bay có liên quan đến bà già chanh chua này à? Dương Tiêu trầm ngâm hỏi. Liễu Như Yên nghe vậy sắc mặt thay đổi. Ngẫm nghĩ nhưng gì Liễu Đồng nói, trong lòng không còn bình tĩnh được nữa. Cô ruột mình muốn giết mình. Liễu Như Yên nhìn Liễu Đồng, bà phái sát thủ đuổi giết tôi. Đuổi giết cô là cái thá gì? Tuy nhiên, tôi có thể nói cho các người biết, tôi đã sắp xếp sát thủ trên chuyên bay đêm qua, giết người trên máy bay, không ngỏ tới đúng không? Lần này, con đi Liễu Như Yên kia chết chắc rồi. Xem ra các người có liên quan đến con đĩ Liễu Như Yên này. Đáng tiếc, lần này con đĩ đó chắc chắn đã chết. Liễu Nồng dương tự đắc nói. Vì để con trai mình trở thành chủ nhà tương lai của nhà họ Liễu ở Đề Đô, Liễu Đồng đã không ngần ngại thuê sát thủ hàng đầu trong nước ám sát Liễu Như Yên. Liễu Như Yên tức giận nói, thật sự là bà, thật sự là bài. Liễu Như Yên xuống máy bay đã suy nghĩ cẩn thận người sai người đến ám sát mình, Liễu Đồng là một trong những kẻ tình nghi. Không nằm ngoài dự đoán. Cuối cùng Liễu Đồng này đã ra tay độc ác với mình. Liên quan gì đến cô? Cô đâu phải Liễu Như Yên. Ha 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 hai, nghĩ. Đến việc Liễu Như Yên đã chết, Liễu Đồng cười điên cuồng. Cứ như thể con trai bà ta đã trở thành chủ nhà mới của nhà họ Liễu ở Đế Đô vậy, cứ như thể lần này chắc chắn Liễu Như Yên sẽ chết. Dương Tiêu Diêu, cọt, có vẻ bà đã vui vẻ sớm quá rồi. Bà phái một người béo trăng, một người đen gầy đúng không? Hả? Làm sao cậu biết, nghe vậy, Liễu Nồng sững sờ. Đúng vậy, bà ta phái sát thủ hàng đầu đen trăng trong nước, sao thằng nhóc trước mặt này lại biết được. Dương Tiêu vui đùa nói, mở to mắt chó của bà ra nhìn đây là ai. Nói xong, Dương Tiêu đấm thẳng vào mặt Liễu Như Yên, Liễu Như Yên không kịp cảnh giác bị Dương Tiêu đâm trúng, cô ta chưa kịp phản kháng, Dương Tiêu đã tung liên tiếp hàng chục cú đấm. Anh đánh tôi làm gì? Liễu Như Yên bối rối nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu cười nhẹ, soi gương. Liễu Như Yên vô thức lấy gương nhỏ ra soi, cô ta sững sờ phát hiện mình đã lấy lại được dáng vẻ xinh đẹp. Đây là phương pháp gì? Cú đá hoàn toàn không thể nhận ra, đâm trở lại dáng vẻ xinh đẹp. Liễu Như sững sờ. Dương Tiêu bình tĩnh nói, cô nói thế thì cứ cho là thế đi. Đây là một biện pháp cứu mạng đặc biệt do thầy dịch thấp của anh dạy, chẳng có không liên quan gì đến cú đá hoàn toàn không thể nhận ra và đấm xinh đẹp trở lại cả.
Chỉ cần những ai đã xem phim Đường Bá Hỗ Điểm Thu Hương của Tinh Nghìa, đều sẽ không kìm được nghĩ đến điều này. Vãi ạ, đúng là xinh đẹp tựa tiên nữ, không hổ là cô chủ nhà họ Liễu ở đế đô. Hai mắt Trần Khải chợt sáng lên. Dương Tiêu tức giận nhìn Trần Khải, chớ suy nghĩ lung tung. Người ta có người thương rồi. Làm sao có thể, làm sao có thể. Liêu Như Yên, cô chưa chê, nhìn Liêu Như Yên khôi phục lại dáng vẻ cũ, Liễu Đồng hét lên, vẻ mặt kinh hãi như vừa nhìn thấy ma. Vẻ mặt Liễu Như Yên lạnh như băng nhìn Liễu Đồng, người cô tốt của tôi, bà rất muốn tội chết đến vậy à? Chưa chết chứ gì, không sao, chưa chết cũng không sao, bây giờ tôi sẽ tiễn lũ súc sinh các người về chầu trời. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Giết hết cho tôi, chẻm thành nhiều khúc ném xuống sông cho cá ăn. Liễu Đồng hung hăng hét lên. Vệ sĩ trưởng sững sờ nói, Liễu. Liễu Tổng, đây, đây là cô chủ. Cô chủ thì sao, cậu nghe lời tôi hay nghe lời cô ta? Chỉ cần giết cô ta, tôi sẽ chịu mọi hậu quả. Liễu Đồng tức giận nói. Vệ sĩ trưởng hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt anh ta lạnh lùng phất tay, giết. Xem ra cô của cô rất tàn nhẫn. Dương Tiêu nhìn Liễu Như Yên nói đùa. Liễu Như Yên căm hận nói, thật sự rất tàn nhẫn, bà ta đã muốn giết tôi từ lâu, nhưng đáng tiếc, sao tôi có thể để bà ta giết dễ như vậy được. Ồ, cô đã chuẩn bị đường rút. Dương Tiêu đoán. Vừa định bắt đầu, một giọng nói âm vang vang lên, em gái, chẳng lẽ bà muốn vị trí chủ nhà họ Liễu đền thế à? Vì mục đích mà không từ thủ đoạn sát hại Như Yên. Đã như vậy, chớ trách anh cả này không nói chuyện tình cảm. Người đâu, bắt hết bọn họ lại cho tôi. Trong phút chốc, người đứng đầu họ Liễu ở đề đô xuất hiện. Bất lại, một người đàn ông khoảng 30 tuổi mạnh mẽ dẫn đầu một đoàn người nhanh chóng xông lên. Dương Tiêu hơi ngắng đầu, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đi vào từ lôi vào công ty Hoa Chi Uyên. Đôi mắt của người này ý toát ra vẻ khôn ngoan, khí chất của cấp trên tỏa ra, khiến người ta không thể bỏ qua hơi thở khổng lồ của người này. Người tới rõ ràng là Liễu Cảm Văn, chủ nhà họ Liễu ở Đề Đô. Trước khi Liễu Như Yên đến tìm Dương Tiêu, Liễu Như Yên đã gọi điện cho cha mình Liễu Cẩm Văn. Chủ nhà, nhìn thấy Liễu Cẩm Văn đến, đám vệ sĩ do Liễu Đồng đứng đầu đều sững sờ. Trước mặt Liễu Cảm Văn, nhóm vệ sĩ này không dám phản kháng, nhanh chóng bị nhóm vệ sĩ mà Liễu Cẩm Văn dẫn theo thu phục. Khi Liễu Đồng nhìn thấy Liễu Cẩm Văn tới, sắc mặt bà ta tái nhọt, anh cả. Sao anh lại tới đây? Hừ, nếu tôi còn không tới, chắc Như Yên đã chết dưới tay người đàn bà độc ác như bà rồi nhỉ? Liễu Đồng à Liễu Đồng, bà cậy thế là em gái tôi, những năm qua bà bổ trí ở đề đô bà cho rằng tôi không biết hả? Có rất nhiều chuyện tôi đều mở một mắt nhắm một mắt. Bây giờ, bà lại dám động vào Như Yên, thật sự cho rằng tôi không dám bắt bà. Liễu Cảm Văn lạnh lùng măng. Liễu Như Yên là con gái duy nhất của ông ta. Còn Liễu Đồng là em gái của ông ta. Liễu Cẩm Văn biết Liễu Đồng mơ tưởng vị trí chủ nhà họ Liễu, nhưng nể tình quan hệ gia đình Liễu Cẩm Văn đã mở một mắt nhắm một mắt. Tuy nhiên, lần này Liễu Đồng quyết định ra tay với Liễu Như Yên, điều này khiến người cha như Liễu Cẩm Văn không thể kiềm chế được sự tức giận trong lòng. Liễu Đồng biết hôm nay mọi chuyện đã lộ, bà ta hoảng sợ, anh cả, em gái sai rồi, em thật sự hối hận đứt ruột. Cũng may Như Yên không sao, nếu Như Yên có mệnh hệ gì, em là cô sẽ hối hận cả đời. Hối hận cả đời, thật sự chưa từng thấy người nào trơ trến như vậy. Dương Tiêu không kìm được nói. Để bảo vệ bản thân, Liễu Đồng lại có thể nói những lời trái lương tâm, khiến Dương Tiêu thật sự không nhịn được muốn nói mấy câu. Liễu Cảm Văn phát tay hét lên, bắt hết lại. Vâng, chủ nhà, hai tên vệ sĩ bước tới khuất phục Liễu Đồng. Liễu Đồng biết lần này anh cả thật sự tức giận, bà ta kinh hãi nói, anh cả. Chúng ta sinh ra từ một gốc, sao nỡ đốt thiệu nhau, cho em gái một cơ hội sửa đổi đi. Khôn kiệp, những lời này nói ra từ miệng bà đúng là chớ trêu mà, sao nỡ đốt thiêu nhau. Lúc đối phó với cô Như Yên, tại sao bà không nghĩ sao nỡ đốt thiêu nhau? Tôi đã thấy người không biết xấu hổ, nhưng thật sự chưa thấy người không biết xấu hổ như bài Trân Khải khinh thường nói. Liễu Cẩm Văn lười nhìn Liễu Đồng thêm nữa, đưa Liễu Đồng đến bệnh viện giám sát nghiêm ngặt. Đuổi hết quan hệ của Liễu Đồng ra khỏi gia tộc. Vâng, chủ nhà, vệ sĩ trưởng cung kính đáp. Anh cả, Liễu Đồng nghe vậy, trên mặt khiếp sợ không còn chút máu. Bà ta hiểu sâu sắc, một khi làm theo những gì anh cả nói, gần như tất cả quan hệ của bà ta sẽ kết thúc. Liễu Cẩm Văn thực sự thất vọng về cô em gái này,
Liễu Đồng rất không nên chạm vào con gái Liễu Như Yên của ông ta. Liễu Cảm Văn phát tay, Liễu Đồng và những người khác đều bị cưỡng chế đưa ra khỏi công ty Hoa Trì Huyễn. Dương Tiêu nhìn Liễu Như Yên, không nhận ra, có chút bản lĩnh. Đó là đương nhiên, Liễu Như Yên hơi tự đắc. Sau đó, Liễu Như Yên đến bên Liễu Cẩm Văn giới thiệu, bố, con giới thiệu với bố, đây là Dương Huyền Tiêu. Nếu không có Dương Tiêu, sợ rằng lần này con đã gặp nạn trên máy bay rồi. Dương Tiêu, đây là bố tôi, Liễu Cẩm Văn. Chấm, xin chào, chủ nhà Liễu. Dương Tiêu lịch sự cười nói. Liễu Cẩm Văn, liếc mắt đánh giá Dương Tiêu cẩn thận, ông ta thờ ơ nói với Liễu Như Yên, con gái, con ra ngoài trước đi, bố có chuyện muốn nói với Dương Tiêu. Hả, có chuyện muốn nói, con không thể ở lạ sao? Liễu Như Yên ngạc nhiên. Liễu Cảm Văn nghiêm mặt nói, ra ngoài. Vâng vâng, nhìn vẻ mặt uy nghiêm của CS Liễu Như Yên bĩu môi miễn cưỡng bước ra khỏi công ty. Nhìn thần thái của Liễu Cảm Văn, Dương Tiêu đã hiểu tại sao Liễu Như Yên muốn lẻn ra ngoài. Liễu Cảm Văn này có vẻ không phải là người tốt, sự giáo dục gia đình của ông ta cực kỳ nghiêm khắc. Hoa Mộ Tranh kéo Trần Khải chợt nhận ra, hai người lập tức rời khỏi hiện trường. Khi hai người rời đi, Dương Tiêu nhìn. Liễu Cảm Văn cười nói, chủ nhà Liễu, ông tìm tôi có chuyện gì? Dương Tiêu, đứa con rơi của nhà họ Dương ở Đề Đô, con trai của vợ hai của Dương Thiên Khung, bị Dương Bân Hàn hãm hại đuôi ra khỏi nhà, bà cụ nhà họ Dương ở Đề Đô là bà ruột cậu, những điều này đúng hết chứ? Liễu Cảm Văn nhìn thẳng Dương Tiêu. Dương Tiêu nghe vậy, tự diễu, xem ra chủ nhà Lưu có chuẩn bị mà đền. Dương Tiêu, tôi không quan tâm cậu có ý đồ gì hay không, tôi khuyên cậu nên tránh xa con gái tôi ra. Liễu Cẩm Văn lạnh lùng nói. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Liễu Cẩm Văn, Dương Tiêu không kìm được bật cười, chủ nhà Liễu yên tâm, tôi không có hứng thú với con gái của ông. Tôi sẽ nói rõ hơn, đưa Lý Thần Chiến tránh xa con gái tôi ra. Liễu Cẩm Văn nói lại lần nữa. Ồ, Dương Tiêu hơi ngạc nhiên. Liễu Cẩm Văn này lại biết Lý Thần Chiến. Vậy dường như mọi động thái của mình ở thành phố, Trung Nguyên đều nằm trong tầm mắt của Liễu Cảm Văn. Mặc dù không biết mối quan hệ giữa Lý Thần Chiến và Liễu Như Yên là gì, nhưng từ thái độ của Liễu Cảm Văn, mối quan hệ giữa hai người rất không bình thường. Hơn nữa, mình đã cứu Liễu Như Yên trên máy bay, chuyện trên máy bay này đã khiến Liễu Cảm Văn cho rằng mình tiếp cận Liễu Như Yên là có mục đích. Liễu Cảm Văn lại nói, tôi nói rõ cho cậu biết, nếu cậu không xen vào, lúc trên máy bay con gái tôi sẽ không sao. Cậu lo chuyện bao đồng. Thật không, Dương Tiêu rất khó hiểu về Liễu Cẩm Văn này. Đã sắp xếp cao thủ bảo vệ Liễu Như Yên, khi hai tên sát thủ béo gầy xuất hiện, người của ông ta lại không ra tay mà ngồi im, mình ra tay cứu người là sai hả? Liễu Cẩm Văn lại lạnh lùng nói cho cậu biết, trong mắt tôi cậu chỉ là đứa con rơi, hoàn toàn không thể đứng trên sân khấu tao nhã. Còn nữa, nói với Lý Thần Chiến, cậu ta không hề xứng với con gái tôi. Nếu cậu ta dám đến Đề Đô, tôi bảo đảm sẽ khiến cậu ta chết không có chỗ chôn. Nói xong, Liễu Cẩm Văn phát tay, đi về phía bên ngoài công ty Hoa Trì Huyễn. Nhìn chằm chằm bóng lưng của Liễu Cẩm Văn đang dần đi xa, Dương Tiêu chế nhạo. Tôi cứu con gái của ông không biết cảm ơn thì thôi, còn nói tôi không thể lên sân khấu tao nhã. Dương Tiêu đã gặp đủ loại người, đây là lần đầu tiên Dương Tiêu nhìn thấy người dám thối như Liễu Cẩm Văn. Lại nói. Lý Thần Chiến trông như là thuộc hạ của mình, nhưng Dương Tiêu lại thực sự coi Lý Thần Chiến như anh em của mình. Rõ ràng, Liễu Cẩm Văn này không hề biết mình chính là lưỡi đài, sắc bén của đất nước mạnh nhất Thiên Phủ Chỉ Quốc, càng không biết mình còn là Long Chủ mới. Nếu không, Liễu Cẩm Văn sẽ không dám nói chuyện với anh bằng giọng điệu như thế. Nhìn bóng lưng của Liễu Cẩm Văn, Dương Tiêu hét lên, chủ nhà Liễu, núi cao còn có núi cao hơn, lời nói đừng nói quá hoàn hảo, nếu không sẽ rất dễ bị vả mặt. Bản thân tôi có năng lượng như nào chính tôi còn không rõ lắm, nhưng tôi có thể bảo đảm với ông, một khi tôi nghiêm túc ngay cả bản thân tôi cũng sợ. Lý Thần Chiến là anh em của tôi. Nếu Lý Thần Chiến muốn cưới Liễu Như Yên, nhà họ Liễu ở Đề Đô thì sao? Ai dám ngăn cản, người đó chết. Ai trong nhà họ Liễu ở Đề Đô ngăn cản, trừ Liễu Như Yên ra, tôi không ngại giết tất cả người nhà họ Liễu ở Đề Đô. Đúng vậy, Lý Thần Chiến là anh em của anh. Hôm nay là anh em. Mãi mãi là anh em. Chỉ cần Lý Thần Chiến và Liễu Như Yên tâm đầu ý hợp, Dương Tiêu không ngại để tay nhuốm máu tạo điều kiện cho cuộc hôn nhân này. Nhà họ Liễu ở Đề Đô thì sao? Dương Tiêu không hề để vào mắt. Không gây chuyện thì chẳng sao,
nhà họ Lưu ở Đề Đô các người gây chuyện trước mặt tôi thử xem. Đợi đến tiết trùng dương vào tháng 9 mùa thu, lúc hoa của ta nở rộ, các loài hoa khác đều héo úa. Mùi hương từng trận sông lên tròi, thấu đến Trường An. Khắp cả kinh thành đều mặc ảo giáp vàng. Nghe thấy những lời của Dương Tiêu, khuôn mặt của Liễu Cảm Văn Đồng cứng lại, sau đó trong mắt ông ta hiện lên một sự khinh thường. Nhóc con, chớ nói khoác không biết ngượng, ngày mai, nhà họ Dương ở Đê Đô sẽ đón gió Tây Chân chào mừng cậu chủ lớn Dương Bản Hàn ở khách sạn Thần Phong. Nếu cậu muốn tôi nhìn thẳng, tán thưởng cậu, từ đó khiến tôi nhìn Lý Thần Chiến với cái nhìn khác, cậu cứ việc biểu diễn, để tôi xem rốt cuộc đứa con rơi của nhà họ Dương này có năng lực cỡ nào. Dứt lời, Liễu Cảm Văn ngắng đầu bước ra khỏi công ty Hoa Chỉ Uyên. Yên tâm, sẽ cho ông một bất ngờ lón. Dương Tiêu cười nhếch mép. Ngày mai khách sạn Thần Phong nhất định sẽ di chuyển theo mọi hướng, tên của tôi Dương Tiêu sẽ hoàn toàn báo động toàn bộ Đề Đô. Thật sự cho rằng đứa con rơi như tôi muốn bắt nạt như nào cũng được sao. Khi Liễu Cẩm Văn hoàn toàn rời đi, Hoa Mộ Tranh từ trong bóng tối bước ra, xem ra chủ nhà họ Lưu rất có thành kiến với chúng ta. Tôi và Lý Thần Chiến chứ? Cô Hoa đa mưu túc trí, chắc hẳn đã hiểu rõ mọi chuyện, quan hệ của tôi và Lý Thần Chiến như cô thấy. Nhưng tạm thời tôi không rõ quan hệ giữa Lý Thần Chiến và Lưu Như Yên, lát nữa tôi phải tìm hiểu kỹ. Dương Tiêu thấp giọng nói. Hoa Mộ Tranh gật đầu, cái nhìn của thế tục là ngọn núi lớn trong lòng người. Tôi rất mong chờ cái ngày anh khiên chủ nhà họ Liễu nhìn với ánh mắt khác. Nhìn với ánh mắt khác, nói đúng ra thì phải là mở mang tầm mắt, Dương Tiêu tỏ vẻ tính toán kỹ càng. Hoa Mộ Tranh mỉm cười, cô biết Dương Tiêu là chủ của Long Môn, cô cũng tin tiếp theo Dương Tiêu sẽ làm cho Liễu Cẩm Văn kinh ngạc. Hoa Mộ Tranh thấp giọng nói, nhắc nhở anh, trong 6 gia tộc lớn ở Đê Đô. Nhà họ Liễu Vân luôn có quan hệ tốt với nhà họ Dương, mà nhà họ Dương muốn liên hôn với nhà họ Lưu, tức là vợ của anh cả Dương Bân Hàn của anh rất có thể là Lưu Như Yên. Chỉ là Liễu Như Yên không có tình cảm với Dương Bân Hàn, chủ nhà họ Liễu tôn trọng ý kiến của con gái. Bây giờ Vân chưa ép buộc, một khi ép buộc thì mọi chuyện khó nói rồi. Ồ, còn có chuyện như vậy, Dương Tiêu rất ngạc nhiên. Nếu nói như vậy, chẳng phải vừa nãy Liễu Cảm Văn cố ý chọc tức mình. Sau đó để mình lộ át chủ bài. Nếu đúng như vậy, Liễu Cẩm Văn này cũng là một con cáo già. Dùng phép khích tướng chọc giận mình, một khi mình để lộ át chủ bài, Liễu Cẩm Văn sẽ chọn lại từ trong. Tất nhiên, Liễu Cẩm Văn cũng đang nhắc nhở mình, một khi lông. Thể được ông ta coi trọng, chắc chắn Lý Thần Chiên và Lưu Như Yên sẽ không thể ở bên nhau. Họa Mộ Tranh nói tiếp, mực nước ở Đề Đô sâu, nhà họ Liễu sâu, còn có ông cụ phía trên nhà họ Liễu. Tôi hiểu rồi, Dương Tiêu gật đầu. Có thể đứng ở Đề Đô, ai mà chẳng phải kẻ già đời. Tất cả đều là những người có kinh nghiệm giàu có, những kẻ già đời này, tỉnh thông hơn ai hết, họ biết rất rõ ý nghĩa của việc lựa chọn giữa lợi ích. Dương Tiêu hơi ngạc nhiên nhìn Hoa Mộ Tranh, anh thật sự không biết sao Hoa Mộ Tranh lại hiểu rõ tình huống của các gia tộc lớn ở Đề Đô như vậy. Bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm, Hoa Mộ Tranh lập tức nhìn thấu ý nghĩ của Dương Tiêu, không cần nghĩ nhiều. Ân này tôi tới là vì NHTL. Tới vì tôi, có ý gì? Dương Tiêu bối rồi hỏi. Hoa Mộ Tranh cười tao nhã, tôi có cảm giác, đời này đi theo anh sẽ phát huy hết tài năng của mình. Đơn giản như vậy, Dương Tiêu không tin có chuyện đơn giản như vậy. Anh có thể cảm nhận được với trí tuệ của Hoa Mộ Tranh, cô đi đến đâu cũng sẽ tạo nên sự khác biệt, cho dù không đi theo mình vẫn sẽ tỏa sáng. Hoa Mộ Tranh vén mái tóc dài xóa trước trán. Khế căn môi cười quyền rũ nói, nếu tôi nói với anh, tôi có cảm giác với anh có tin không? Cô Hoa, cô thật biết nói đùa. Dương Tiêu dở khóc dở cười. Thấy Dương Tiêu không hề tin, trong mặt không có khinh nhờn, khuôn mặt ngọc xinh đẹp của Hoa Mộ Tranh hiện lên một chút cô đơn. Sau đó, Hoa Mộ Tranh cười duyên, đừng để ý, tôi nói bừa thôi. Bởi vì anh là chủ của Long Môn là tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới, trong lòng tôi mong mỏi. Hy vọng Long chủ đại nhân sẽ cho tôi một cơ hội ở lại, để tôi thể hiện tốt. Điều này có độ tin cậy hơn một chút. Dương Tiêu cười nhẹ. Khi đến Giang Nam cứu Hoa Mộ Tranh, thân phận Long chủ của anh đã bị bại lộ. Hoa Mộ Tranh quả thật là một người phụ nữ thông minh, cô biết chắc mình muốn điều gì. Long Môn mạnh đến mức nào mà ngay cả Dương Tiêu của ngày hôm nay cũng không biết, nhưng Dương Tiểu có thể chắc chắn lực lượng của tuyệt thế Long Môn bao phủ khắp nơi trên thế giới. Tạo thành một mạng nhện dày đặc giám sát mọi bí mật trên trái đất. Nếu Hoa Mộ Tranh gia nhập Long Môn với mình,
dựa vào sự đa mưu túc trí của Hoa Mộ Tranh nhất định sẽ có sân khấu biểu diễn tốt hơn. Đối với việc Hoa Mộ Tranh thích mình, Dương Tiêu hoàn toàn không quan tâm. Hơn nữa, trực giác nói cho Dương Tiêu biết rằng Hoa Mộ Tranh đi theo anh, có thêm một ngày nào đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến anh. Khi anh phụ trách đội đặc chiến Đông Phương Thân Ưng, nhược điểm duy nhất của đội đặc chiến là thiếu một đội cô vân. Nếu Hoa Mộ Tranh là cố vấn của đội đặc chiến, e rằng có rất nhiều nhiệm vụ sẽ hoàn thành dễ dàng. Trí tuệ hơn người, thường đề ra chiến lược, chiến thắng cách xa hàng nghìn dặm. Dương Tiêu rất muốn xem giới hạn của Hoa Mộ Tranh đến đâu, muốn xem Hoa Mộ Tranh có thực sự trở thành cánh tay phải của mình hay không. Trực giác nói cho Dương Tiêu biết tương lai anh phụ trách Long Môn sẽ không dễ dàng, sẽ xảy ra bão táp đâm máu. Lúc đó chính là lúc để Hoa Mộ Tranh tỏa sáng, hy vọng Hoa Mộ Tranh sẽ không làm mình thất vọng quá. Trần Khải đưa cho Dương Tiêu một xấp tài liệu, đội trưởng, đây là tất cả tài liệu của công ty và tất cả hợp đồng chúng ta đã thương lượng ở Đề Đô vừa qua, anh nhìn xem L. Ừ, Dương Tiêu gật đầu. Vì lấy tên của mình mở công ty Hỏa Hoa Trị Huyễn này, Dương Tiêu cần phải hiểu rõ hoạt động nội bộ của công ty trong giai đoạn đầu. Thấy Dương Tiêu cầm tài liệu ngồi xuông, Hoa Mộ Tranh tức giận dậm chân. Tên ngốc này, anh ấy thực sự nghĩ rằng mình chạy tới là vì thân phận Long chủ anh ấy sao? Tên đàn ông thẳng như thép, tên đàn ông thẳng như thép điển hình. Tuy nhiên, Hoa Mộ Tranh không nản lòng, cô chỉ cảm thấy chinh phục được một người đàn ông như vậy mới có tính khiêu chiến. Nếu Dương Tiêu dễ xúc động, xê những suy nghĩ không đứng đắn. Về mình, thì ngược lại sẽ khiến Hoa Mộ Tranh vô cùng thất vọng. Dương Tiêu càng giữ mối nạ hệ rong sạch như thế này, ngược lại sẽ khiến trong lòng Dương Tiêu dục dịch. Đôi mắt đẹp của Hoa Mộ Tranh hiện lên một vệt sóng, trên khuôn mặt ngọc bích hoàn mỹ của cô lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Anh Dương, Dương Tiêu, sau này mong sẽ được chỉ bảo nhiều hơn. Về cơ bản công ty không có việc gì lớn cần giải quyết, công ty Hoa Hoa Trị Uyên thành lập chưa bao lâu, có lẽ trong công ty chỉ có khoảng hơn 100 nhân viên. Hơn 100 nhân viên ở một nơi như Đề Đô chẳng là gì so với những công ty lớn đó. Đơn giản như núi nhỏ gặp núi lớn. Bất chi bất giác trời đã tối, Dương Tiêu vươn vai ngáp dài. Đêm qua Dương Tiêu đi máy bay không hề ngủ, lại thêm một ngày trằn trọc, Dương Tiêu thấy hơi mệt. Anh muốn nhanh chóng về nghỉ ngơi, ngày mai sẽ đến khách sạn Thần Phong. Tới giờ tan làm, Hoa Mộ Tranh thu dọn đồ đạc đi đến chỗ Dương Tiêu, chưa tìm được chỗ dừng chân đúng không? Chuyện này thì đúng là chưa. Dương Tiêu cười khô nói. Trên người Hoa Mộ Tranh toát ra phong thái chỉ cả quyên rũ, cô cười nói, hay đêm nay đến chỗ tôi ngủ đi. Cái gì? Đến chỗ tôi ngủ. Vừa dứt lời, Dương Tiêu trợn to mắt không thể tin được, ánh mắt nhìn. Chuyện này, vẻ mặt Dương Tiêu cứng đờ. Anh thật sự không ngờ Hoa Mộ Tranh lại nói ra lời như vậy, trong chốc lát Dương Tiêu không biết nên trả lời như thế nào. Hoa Mộ Tranh nở nụ cười thuần thục quyên rũ, sao? Sợ tôi ăn anh à? Cô đang trêu tôi đấy à? Dương Tiêu chớp mắt hỏi. Nghe vậy, Hoa Mộ Tranh nhìn vẻ mặt cảnh giác của Dương Tiêu mà dở khóc dở cười, nụ cười của cô rất đẹp, giống như trăm hoa đua nở. Hoa Mộ Tranh khẽ nghịch sợi tóc dài trên trán, cười tủm tỉm nói, nếu tôi nói tôi đang trêu anh có tin không? Không tin, Dương Tiêu nói thẳng. Chả ăn hiểu tại sao, Dương Tiêu luôn cảm thấy Hoa Mộ Tranh có mục đích với mình, Dương Tiêu không hề hay biết Hoa Mộ Tranh đã yêu mình. Hoa Mộ Tranh cảm thấy rất cô đơn, nhưng cô đã biết Dương Tiêu sẽ nói lời này. Cô cũng không quá thất vọng, đêm nay đến chỗ tôi ngủ đi. Yên tâm, tôi thuê nhà ở gần đây, tôi sợ tối nay sẽ có người đến gây chuyện, trong lòng tôi có dự cảm không lành. Dương Tiêu nhíu mày, anh nghĩ tới mình về Đề Đô có lẽ tung tích đã bị lộ. Dù là Liễu Đồng hay nhà họ Dương, có thể đêm nay bọn họ sẽ trần áp những người xung quanh mình. Dương Tiêu có linh tính Liễu Đồng sẽ không dễ dàng buông tha, lần này Liễu Cảm Văn tước quyền của bà ta, nhất định Liễu Đồng sẽ rất hận mình. Một khi Liễu Đồng không tìm được mình, nhất định sẽ tấn công những người xung quanh mình. Hơn nữa, người nhà họ Dương ở Đế Đô có thể đã biết tung tích của mình, Dương Bân Hàn không phải người. Tốt gì, rất có thể sẽ trả thù những người xung quanh mình. Bên cạnh mình thì Hoa, Mộ Tranh và Trần Khải đều rất có thể bị trả thù. Trần Khải thì không sao, với kỹ năng của Trần Khải cho dù là những sát thủ hàng đầu thế giới có đến cũng không thể làm hại được Trần Khải. Hoa Mộ Tranh thì khác. Tuy có chỉ số IQ cao nhưng bản chất của cô Vân là một người phụ nữ yếu đuối. Anh không muốn trở thành hộ hoa sứ giả của tôi đâu à? Hoa Mộ Tranh trêu chọc hỏi. Trần Khải bước tới,
cười kha kha nói, đội trưởng, nếu anh không đi thì để tôi đi cho. Tôi hoàn toàn có thể nói chuyện về cuộc sống và lý tưởng với cô Hoài. Nghiêm túc tí đi, Dương Tiêu tức giận nói. Trần Khải có thể nhìn ra lần này Hoa Mộ Tranh đến là vì Dương Tiêu, anh ta lại cười kha kha, đội trưởng, tôi còn có chuyện phải làm, tôi đi trước, an toàn của cô Hoa giao cho anh, tôi luôn cảm thấy Liễu Đông không phải người tốt gì. Không nói nữa, tôi nghe nói các cô gái trong câu lạc bộ Hoàng gia ở Đề Đô rất đẹp, đi đây. Nghe vậy, Dương Tiêu giờ khóc giờ cười, nhiều năm như thế Trần Khải vẫn là một người như cũ. Anh thật sự nhẫn tâm để tôi rơi vào nước sôi lửa bỏng sao, anh Dương. Hoa Mộ Tranh tỏ vẻ đáng thương. Dương Tiêu bất lực nhún vai, đi thôi. Hoa Mộ Tranh nói đúng, đêm nay đã định là một đêm không ngủ. Nếu mình không bảo vệ Hoa Mộ Tranh, không biệt đêm nay Hoa Mộ Tranh có bị sát thủ ám sát ở Đề Đô hay không. NS Dương Tiêu bước ra khỏi công ty, Hoa Mộ Tranh cười tỉnh nghịch đi theo Dương Tiêu ra ngoài. Căn nhà mà Hoa Mộ Tranh thuê thực sự rất gần, cách công ty Hoa Chỉ Uyên chưa đến 500 mét. Cầm Lý Viên, một tiểu khu sống đẳng cấp. Đến rồi, là chỗ này. Hoa Mộ Tranh dẫn Dương Tiêu tới cửa một ngôi nhà. Với một tiếng lách cách, cánh cửa đã mở ra. Khi cánh cửa mở ra, một mùi hương nhàn nhạt của cây rành rành thoang thoảng qua mũi. Dương Tiêu vừa vào phòng đã quan sát kỹ cách bố trí của căn nhà. Tổng thể đơn giản, với một chút phong cách duyên dáng trong sự đơn giản, rất phù hợp với sở thích của Hoa Mộ Tranh. Hoa Mộ Tranh chỉ phòng bên cạnh, căn nhà không quá lớn, nhưng có đủ mọi thứ, chấp nhận ở nhé. Như thế này, vẫn nói là chấp nhận. Đã đủ xa xỉ rồi. Dương Tiêu cười nhẹ. Hai phòng ngủ, cộng với một phòng làm việc, một ban công quan sát rộng 20-30 mét vuông, khá sang trọng. Mệt mỏi cả ngày, Dương Tiêu đẩy cửa phòng ngủ bên cạnh, chỉ thấy bên trong có một chiếc giường lớn màu trắng, bên trong có tất cả những đồ sinh hoạt cần thiết, sàn nhà sạch bóng, bệ cửa số không tì vết. Rõ ràng là phòng đã được chuẩn bị kỹ càng. Dương Tiêu nhếch mép, xem ra cô Hoa đã thật sự hao tâm tôn phí. Đó là đương nhiên, thích không? Khóe miệng Hoa Mộ Tranh hơi nhếch lên. Nhìn dáng vẻ bất ngờ của Dương Tiêu, trong lòng Hoa Mộ Tranh cảm thấy rất vui mừng. Không thể không nói, Hoa Mộ Tranh đã chuẩn bị trước, đang đợi Dương Tiêu đến. Dương Tiêu đương nhiên có thể nhìn ra Hoa Mộ Tranh đã chuẩn bị trước. Chỉ là Dương Tiêu không đoán được Hoa Mộ Tranh đã nảy sinh tình cảm nam nữ với mình. Dương Tiêu nói đùa, không tệ, tôi rất thích. Thích thì tốt, thích thì có thể ở lâu, tôi ở một mình quả thật có hơi xa xỉ. Hoa Mộ Tranh cười duyên. Dương Tiêu lắc đầu, một đêm là đủ. Tôi sợ Mộc Tuyết nhà tôi sẽ hiểu lầm. Anh quan tâm đến cảm xúc của Đường Mộc Tuyết đến vậy à? Hoa Mộ Tranh hỏi thẳng. Dương Tiêu nhìn Hoa Mộ Tranh với ánh mắt trong veo nói, đúng vậy. Mộc Tuyết giật kỳ vọng về tôi không thể để Mộc Tuyết thất vọng. Tôi thực sự ghen tị với cô ấy. Khuôn mặt ngọc xinh đẹp của Hoa Mộ Tranh hiện lên nét ghen tị. Cô thực sự ghen tị với Đường Mộc Tuyết, khi gặp được một người đàn ông tốt, chăm sóc mình chu đáo như vậy. Hoa Mộ Tranh cũng biết lý do chính khiến Dương Tiêu chọn qua đêm ở đây đêm nay là để bảo vệ sự an toàn của mình. Kít đúng lúc này, mấy chiếc xe ô tô màu đen dừng trước Cầm Lý Viên. Bộp 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 bộp. Ngay sau đó, bóng đen nhanh chóng bước ra khỏi xe, một người đàn ông. Đầu đỉnh dẫn đầu đang ngậm niêu xì gà hỏi, tường tử, nghe ngóng xong chưa? Thằng nhóc đồ sông ở đây à? Lão đại, thật 100%, thằng nhóc đó sống ở đây. Một người đàn ông xấu xí bước tới. Trong mắt, người đàn ông đầu đỉnh hiện lên vẻ khinh thường, vậy thì tốt, đi theo tôi. Đứng lại, các người là ai? Đám người vừa đến công tiểu khu. Một nhân viên bảo vệ bước tới ngăn cản. Người đàn ông đầu đỉnh giơ cọt, đột nhiên đá vào người bảo vệ, hung hăng ngang ngược nói, Bạch Long xã bọn tôi làm việc, một nhân viên bảo vệ quèn như anh dám cản tôi. Cái gì, Bạch Long xã, nghe vậy, nhân viên bảo vệ sợ hãi run lên. Một câu nói đơn giản đã làm cho nhân viên bảo vệ kinh ngạc, người đàn ông đầu đỉnh phát tay, đám người lần lượt chạy về phía tiểu khu. Đồng thời cùng lúc đó, bên trong nhà họ Dương ở Đề Đô Dương Bân Hàn cậu chủ lớn của nhà họ Dương lộ ra ánh mắt âm hiểm lạnh lùng. Dương Tiêu, không ngờ tôi lại tìm ra tung tích của cậu nhanh như vậy đúng không? Nói cho cậu biết, cậu đừng mơ bước nửa bước vào cổng nhà họ Dương ở Đề Đô này. Tối nay tôi đã phái người của Bạch Long xã đến tiễn cậu về chầu trời, muôn ngày mai gây rồi à, không có cửa đâu. Dương Tiêu không hề hay biết tung tích của mình vừa bị bại lộ. Dương Bân Hàn đã lập tức tìm Bạch Long xã thế lực lớn nhất ở Đề Đô đến giết Dương Tiêu.
Bạch Long xã là thế lực lớn nhất ở Đề Đô, trong đó có rất nhiều cao thủ, giết người cướp của là chuyện thường như cơm bữa, trong đó có không ít sát thủ hàng đầu trong nước. Dương Tiêu, em trai tốt của tôi, đêm nay hãy xuống địa ngục đi, ha ha ha. Hai gương mặt của Dương Bân Hàn dữ tợn, đáng sợ như ma cà rông. Dương Tiêu đang nói chuyện với Hoa Mộ Tranh không hề hay biết Dương Bân Hàn đã tìm sát thủ tinh nhuệ, một cơn bão sắp ập đến. Có gì mà phải ghen tị, với tài năng của cô Hoa, chỉ cần cô muốn, không biết trên đời có bao nhiêu người đàn ông tài năng sẽ gục dưới làn váy hạt lựu của cô Hoa. Dương Tiêu cười nhẹ. Hoa Mộ Tranh tự giễu, đàn ông tài năng, anh Dương đúng là hài hước. Làm gì trên thế giới này có nhiều người đàn ông tài năng để tôi cho chọn. Thấy Dương Tiêu không hiểu phong tình, Hoa Mộ Tranh rất muốn bồ đầu Dương Tiêu ra xem Dương Tiêu đang suy nghĩ gì. Mình đã bày tỏ rõ đến thế mà anh, chàng này lại chẳng nhận ra. Anh chàng này thực sự không hiểu hay là đang từ chối một cách lịch sự. Không hề hay biết, bản thân Dương Tiêu là một người đàn ông thăng như thép điển hình, anh thực sự không biết gì về tình yêu nam nữ. Cóc cóc cóc. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Ai vậy? Hoa Mộ Tranh nhíu mày hỏi. Quản lý tài sản, bên ngoài truyền đến một giọng nói. Hoa Mộ Tranh tràn đầy nghi ngờ, có chuyện gì sao? Hình như đường ống nước trong nhà cô xảy ra vấn đề. Bên quản lý tài sản chúng tôi đến đây để sửa chữa. Giọng nói lại vang lên. Vẻ mặt Hoa Mộ Tranh lạnh đi, cô nhìn Dương Huyền Tiêu, người tới không phải người tốt. Khi cô thuê căn nhà này, Hoa Mộ Tranh đã kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng, đường ống dẫn nước sẽ không có vấn đề gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hoa Mộ Tranh bước nhẹ, khi nhìn qua mắt mèo, cô chỉ thấy có hai người đứng ngoài cửa. Nhìn thấy thế, Hoa Mộ Tranh làm động tác hai với Dương Tiêu. Chẳng phải hai người gì đâu, bên ngoài đã có 20 người ấy chứ. Dương Tiêu chế nhạo. Vừa mở mắt rồng nến anh đã nhìn thấu tất cả sự giả dối, Dương Tiêu có thể thấy rõ xung quanh cửa có những sát thủ tinh nhuệ đang ẩn nấp. Nghe thấy giọng nói của Dương Tiêu, người ngoài cửa nhìn về phía người đàn ông đâu đỉnh, lão đại, hình như chúng ta đã bị lộ. Bị lộ, vậy thì sao, cầm vũ khí, khiến người ta suy sụp cho tôi. Người đàn ông đâu đỉnh cười khinh thường. Một người lấy ra một khẩu sa mạc trị ưng, muốn bóp cò để cưỡng bức mở cửa. Ngay khi đối phương chuẩn bị ra tay, cửa nhà đã mở ra. Chỉ thấy một thanh niên vô hại đang nhìn thẳng vào bọn họ, người đàn ông đầu đỉnh hoàn toàn không ngờ tới Tuyến Tiêu sẽ đột nhiên mở cửa. Dương Tiêu liếc nhìn bọn họ ngạc nhiên nói, trời tối rồi, các ngươi không ăn rồi ngủ à? Tụ tập nhiều người như vậy, không sợ hù dọa đứa nhỏ nhà người khác hả? Hả, người đàn ông đầu đỉnh kinh ngạc nhìn Dương Tiêu. Ngay sau đó, anh ta móc một tấm ảnh từ trong túi ra, sau khi xác định chính là Dương Tiêu, ánh mắt của người đàn ông đầu đỉnh đầy sát khí, là tên nhóc này, dê cậu ta cho tôi. Danh con, xuống địa ngục đi. Thanh niên cầm sa mạc chi ưng nhe răng cười giữ tọn muốn giết Dương Tiêu. Giết anh ta, cả đám người lần lượt kích động. Vốn họ nghĩ hoàn thành nhiệm vụ này sẽ rất phiền phức, nhưng ai ngờ lại có thể dễ dàng như vậy. Bọn họ đều là những sát thủ tinh nhuệ ở Đề Đô, chỉ cần gặp được mục tiêu, với thủ đoạn của bọn họ đã có thể dễ như trở bàn tay tiễn người đó về chầu trời. Dương Tiêu kinh ngạc, đây là gì thế? Vẻ on vừa rút lời, tay phải của Dương Tiêu hóa thành tia chớp, thanh niên cầm sa mạc chi ưng không nhìn thấy Dương Tiêu ra n. Như thế nào, một bóng ma lướt qua, sa mạc chỉ ưng của anh ta đã xuất hiện trên tay Dương Tiêu. Dương Tiêu cầm sa mạc chỉ ưng với vẻ mặt khó hiểu, trên mặt nở một nụ cười vô hại, đây là gì thế? Sao rông, sa mạc chi ưng trong trò chơi thế? Đây y không phải là bản sao đấy chứ? Hay tôi để các anh thử xem thế nào nhé? Nói xong, Dương Tiêu cầm sa mạc chỉ ưng quét qua nhóm sát thủ hàng đầu tại hiện trường. Má ơi, nhìn thấy, Dương Tiêu cầm sa mạc chỉ ưng lủng lẳng về phía bọn họ, đám sát thủ hàng đầu đều sợ chết khiếp. Lúc này, đám sát thủ không ngờ rằng Dương Tiêu lại đổi khách thành chủ, trấn áp tất cả khí thế của họ. Dù đều là những sát thủ hàng đầu, giết người như ma, nhưng NS thực sự không thể chống lại sức mạnh của sa mạc chỉ ưng. Một khi Dương Tiêu bóp cò, họ chắc chắn sẽ tạm biệt thế giới ngay tại chỗ. Dương Tiêu cầm sa mạc chỉ ưng chỉ về phía người đàn ông đầu đỉnh, hay anh thử xem nhé. Không không không, người anh em, đừng làm loạn, tuyệt đối đừng làm loạn. Người đàn ông đầu đỉnh kinh hãi nói. Anh ta sợ đến mức trán đổ đầy mồ hôi lạnh, mặc dù là chủ của Bạch Long xã, thế lực mạnh nhất Đề Đô, sức chiến đấu cuồn cuộn,
nhưng anh ta cũng không thể chống lại sức sát thương đáng sợ của sa mạc chi ưng. Đúng đúng, tuyệt đối đừng làm loạn, nhóm sát thủ sợ hãi suýt tè ra quần. Dương Tiêu cầm sa mạc chi ưng chĩa vào bọn họ, chẳng lẽ đây không phải là đồ chơi giả chất lì cao đâu à? Các anh sợ đến thế cơ á? Chẳng lẽ là thật, hay để tôi đích thân thử xem sao? Nói xong, Dương Tiêu cầm sa mạc chi ưng chĩa vào đầu mình. Dương Tiêu, Hoa Mộ Tranh ở trong nhà tái mặt khi nhìn thấy cảnh tượng này. Bóp cò, mau bóp cò đi, người đàn ông đầu đỉnh vô cùng kích động. Tất cả mọi người đều coi Dương Tiêu là bệnh nhân tâm thần, nếu Dương Tiêu nổ súng bắn chính mình, họ không cần phải bắn gì cả, nhiệm vụ có thể hoàn thành một cách dễ dàng. Dương Tiêu quay đầu nhe răng cười với Hoa Mộ Tranh ở trong phòng, không sao, đây nhất định là đồ chơi, không có tính sát thương gì đâu. Bằng! Nói xong, Dương Tiêu bóp cò, một âm thanh chói tai đột nhiên vang lên. Thằng nhóc này xong đời rồi, đám người đều vui mừng khôn xia. Tuy nhiên, ngay khi viên đạn kim loại chuẩn bị bắn vào đầu Dương Diêu, Dương Tiêu đột nhiên ngửa cổ. Trông như Dương Tiêu đang di chuyển rất chậm, nhưng lại nhanh như chóp tránh né được. À! Ngay giây tiếp theo, người đàn ông đầu đỉnh cầm đầu hét thê thảm. Nhìn kỹ hơn thì thấy Dương Tiêu không bị thương gì cả, ngược lại tay phải của người đàn ông đầu đỉnh lại bị thương. Lão đại, khi nhìn thấy cảnh tượng này nhóm người không khỏi thót lên. Người đàn ông đầu đỉnh nhìn Dương Tiêu, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, anh ta run rẩy, rốt cuộc. Cậu là người hay là ma? Trong khoảng cách ngắn như vậy, Dương Tiêu có thể tránh được đạn, thật sự quá viên vông. Trời ạ! Làm sao có thể? Tránh được. Thằng nhóc này thật sự tránh được. Đám người nhìn Dương Tiêu trong lòng dâng lên từng đợt sóng gió. Là những sát thủ hàng đầu ở Đế Đô, bọn họ từng thấy người có tài trí sắc bén, nhưng ỷ bọn họ chưa từng thấy người có thể tránh được đạn như Dương Tiêu. Hoa Mộ Tranh vô cùng sửng sốt, cô cũng không ngờ Dương Tiêu lại có thể tránh được viên đạn. Dương Tiêu tỏ vẻ kinh ngạc, vãi ải đồ chơi này là thật hả? Anh bạn, anh không sao chứ? Nói xong, Dương Tiêu cầm sa mạc chi ưng bước tới trước mặt người đàn ông đầu đỉnh. Không, không sao, bọn tôi không siêu. Người đàn ông đầu đỉnh lại nhìn Dương Tiêu trong mắt hiện rõ vẻ kinh hãi. Ngay cả đạn cũng có thể tránh được, hoàn toàn không phải con người mà lúc này, người đàn ông đầu đỉnh thực sự muốn đánh cho Dương Bân Hàn một trận như tử. Mẹ kiếp, anh ta bảo ông đây giải quyết cái quái gì vậy, là người hay ma? Vốn dĩ anh ta tưởng việc xử lý Dương Tiêu rất dễ dàng. Nhưng ai biết rằng người bị xử lý lại là một kẻ biến thái. Dương Tiêu thở phào nhẹ nhõm, không sao thì tốt, không sao thì tốt, cái này chơi không vui, trả lại cho NHTL. Nói xong, Dương Tiêu cầm sa mạc chi ưng đầy về phía bụng của người đàn ông đầu đỉnh. Cơ hội đến rồi, nhìn thấy Dương Tiêu chủ động trả lại sa mạc chi ưng, đám sát thủ hàng đầu lập tức lộ ra vẻ dữ tợn. Bằng, y ngay lúc nhóm sát thủ đang chuẩn bị đối phó với Dương Tiêu. Một tiếng vang khắc nghiệt khác, gần, như làm vỡ màng nhĩ của tất cả mọi người vang lên. Đậu phộng, vẻ mặt của người đàn ông đầu đỉnh đột nhiên xanh mét. Khi Dương Tiêu nổ súng, biểu tượng đàn ông của anh ta lập tức bị thương. Nhìn thấy đúng quân của người đàn ông đầu đỉnh được bao phủ bởi một màu đỏ, nhóm sát thủ hàng đầu đều cảm thấy lạnh ở đáy quân của mình, vô thức che linh vật của mình. Dương Tiêu sững sờ, ôi, lại bóp cò rồi, ngại quá lại bóp cò rồi. Không. Sao chứ, không sao chứ, linh vật chỉ bị thương một hai tấc, không sao chứ. Cái gì, hát linh vật chỉ bị thương một hai tác, không sao chứ. Nghe vậy, đám sát thủ hàng đầu ở Đế Đô nhìn Dương Tiêu với ánh mắt khác hẳn. Linh vật của anh bị bắn bị thương có sao không? Anh dai à, giết cuộc anh là quỷ hay người? Người đàn ông đầu đỉnh khóc không ra nước mắt, đại ca à, linh vật của cậu bị thương một chút cậu có ôn không? Làm ơn. Xin đại ca cậu đó hãy làm người đi. Anh bạn, anh biểu hiện vậy là có ý gì, bị táo, bón à? Hai Dương Tiêu ngây thơ vô số tội nhìn về phía người đàn ông đầu đỉnh. Người đàn ông đầu đỉnh kìm nước mắt, gượng cười, không sao, đại ca, tôi thực sự không sêu. Ôi không sao thì tốt, trời đã tối lắm rồi, có lẽ lát nữa sẽ mưa, mau về cất quần áo đi. Dương Tiêu vô hại vỗ vai người đàn ông đầu đỉnh. Người đàn ông đầu đỉnh cảm thấy như được miễn tội chết. Vội vàng phát tay, rút, mau rút thôi. Lời của người đàn ông đầu đỉnh vừa dứt, hai người đàn ông mặc đồ đen bước tới đỡ người đàn ông đầu đỉnh, sau biến mất khỏi hành lang với tốc độ nhanh nhất. Nhìn chằm chằm vào nhóm người hỗn loạn rời đi, gương mặt xinh đẹp của Hoa Mộ Tranh muôn đặc sắc bao nhiêu thì đặc sắc bấy nhiêu đó.
Lão đại, người vừa nãy thật sự rất đáng sợ, nhóm sát thủ hàng đầu vừa mới rời khỏi Cẩm Lý Viên, một người trong số họ không nhịn được nói. Đúng vậy lão đại, tên đó không phải là quỷ đầy chứ? Một người khác kinh hãi nói. Cầm Sa Mạc Chi Ưng chĩa vào đầu mình, dễ dàng tránh đạn trong vòng 10 cm, đây đơn giản không phải là điều mà người bình y hông có thể làm được. Người đàn ông đầu đinh đổ đầy mồ hôi lạnh, bớt nói nhảm, mau đưa ông đây đến bệnh viện, rốt cuộc tên khôn Dương Bân Hàn, này muôn ông đây xử lý loại người gì vậy? Chờ quay về tìm Dương Bân Hàn, ông đây phải đánh thằng chó này phọt răm. Vừa nãy Dương Tiêu bóp cò, biểu tượng đàn ông của anh ta chắc chắn đã gà bay trứng vỡ, chẳng có người đàn ông nào trên thế giới này có thể chịu nổi cảm giác này. Dương Tiêu nhìn đám người rời đi qua cửa sổ, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, những người này đều là sát thủ hàng đầu, đều có kỹ năng phi thường. Sao, sao anh có thể tránh được viên đạn? Hoa Mộ Tranh kinh ngạc nhìn Dương Tiêu. Vừa nãy Dương Tiêu dễ dàng tránh được viên đạn, hoàn toàn lật đổ tam quan của Hoa Mộ Tranh. Dương Tiêu cười nhẹ, chút kỹ năng mà thôi. Nếu cô Hoa đã không sao, có thể giúp tôi tìm hiểu đám người này có lai lịch gì. Được, Hoa Mộ Tranh không hề do dự mở máy tính điều tra. Sau khi đóng cửa lại, Dương Tiêu thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa đã tự đánh mình, nguy hiểm thật, quá nguy hiểm. Không hề hay biết, Dương Tiêu nhanh nhẹn ở thời kỳ đỉnh cao, thực sự phi thường. Tuy nhiên, Dương Tiêu của ngày hôm nay không ở thời kỳ đỉnh cao, nhiều năm không thực hiện nhiệm vụ, các chỉ số của Dương Tiêu đã giảm đáng kê. Năm đó khi thực hiện nhiệm vụ, Dương Tiêu bước trên bờ vực của cái chết nhiều lần, bất chấp mưa đạn nhiều lần. Có hai loại tình huống, một là Dương Tiêu đã sớm nhận thấy đối phương sắp bóp cò, vì vậy Dương Tiêu đã tránh được đòn chí mạng của đối phương trước khi bóp cò. Một loại khác là đối phương khóa chặt mình, dù khoảng cách rất xa nhưng Dương Tiêu có mắt rồng nền, có thể nắm rõ được đường bay của viên đạn, Dương Tiêu có thể dùng kỹ năng phi thường tránh được. Giống tình huống vừa nãy, Dương Tiêu có thể làm được, nhưng không hề dễ dàng. Anh là người, không phải thần. Anh không thể giống như Hỏa Vân Tà Thần trong bộ phim công phu của tỉnh ra có thể hứng đạn bằng tay không. Ngay cả khi Dương Tiêu toàn lực ở thời kỳ đỉnh cao cũng không thể bắt được viên đạn bằng tay kia ống ở cự ly gần. Nếu ở khoảng cách xa thì khi uy lực của viên đạn giảm xuống đáng kế thì còn có thể. Vừa nãy Dương Tiêu chỉ muôn chân động đám người này, viên đạn suýt chút nữa bắn chúng ra đâu của Dương Tiêu. Dương Tiêu biết rằng kỹ năng của anh chỉ đạt đến giới hạn của một con, người, anh không phải siêu nhân Saiyan. Đây là nơi Hoa Mộ Tranh sống, Dương Tiêu không muôn đổ máu ở đây, cho nên vừa nãy Dương Tiêu đã không đại khai sát giới. Nhóm người này tới là vì mình, không phải Hoa Mộ Tranh. Vậy phần lớn những người này không phải là sát thủ do nhà họ Liễu phái tới, rất có thể là người đến từ nhà họ Dương hoặc là hung thủ giết bố mình. Dương Tiêu lầm bậm một mình. Một khúc nhạc dạo ngắn, Dương Tiêu cũng không nghĩ nhiều, anh biết ngày mai tại khách sạn Thần Phong mới là sự kiện chính. Đến lúc đó, sẽ tra ra mọi manh mối. Nằm trên giường, trước tiên Dương Tiêu gọi điện cho Đường Mộc Tuyết báo anh đã an toàn, sau đó Dương Tiêu liên lạc với Lý Thần Chiến. Điện hại Lý Thần Chiến rất bất ngờ khi nhận ni điện thoại của Dương Tiêu. Dương Tiêu hỏi thẳng, tôi đã gặp Liễu Như Yên con gái của nhà họ Liễu ở Đề Đô trên máy bay. Chủ nhà họ Liễu, Liễu Cầm Văn có vẻ không có ấn tượng tốt về anh. Tôi muốn hỏi, anh và Liễu Như Yên có quan hệ gì? Điện hạ gặp Liễu Như Yên, Lý Thần Chiến ngạc nhiên. Dương Tiêu có thể cảm nhận được, khi nhắc đến tên Liễu Như Yên, Lý Thần Chiến rất kích động. Dương Tiêu trả lời, đúng vậy. Tôi đã gặp Liễu Như Yên bị sát thủ ám sát trên máy bay, nhưng không cần lo lắng đâu, tôi đã giải quyết mọi chuyện rồi. Tôi hy vọng anh có thể nói thật cho tôi biết anh và con gái của nhà họ Liễu có quan hệ gì. Tôi, Điện Hạ, tôi, Lý Thần Chiến nghiến răng, giọng nói có chút đau buồn. Nghe thấy trong giọng nói do dự của Lý Thần Chiến mang theo nỗi đau, Dương Tiêu hiểu Lý Thần Chiến cũng là người có chuyện xưa. Lý Thần Chiến đã đi theo mình nhiều năm như vậy. Nhưng Dương Tiêu thực sự chưa từng nghe Lý Thần Chiến kể về cuộc đời và kinh nghiệm của anh ta. Mỗi người đều có chuyện riêng, Lý Thần Chiến có lời khó nói, Dương Tiêu cũng không ép hỏi Lý Thần Chiến, được rồi, anh không cần nói, hãy tự suy nghĩ kỹ. Nếu muốn nói cho tôi, suy nghĩ xong rồi hãy nói với tôi. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ ở Đề Đô, sẽ chú ý đến các động thái của Liễu Như Yên. Cảm ơn Điện Hạ, Lý Thần Chiến cảm kích. Dương Tiêu gật đầu, được rồi. Vết thương của anh còn chưa lành hẳn, chú ý giữ gìn sức khỏe. Cúp điện thoại, Lý Thần Chiến ôm đầu rơi vào những ký ức tràn đầy đau thương trong lòng.
Xin lỗi Như Yên, là anh bắt tài phụ tắm chân tình của em, xin lỗi, Túc xin lỗi, Lý Thần Chiến này quá vô dụng. Đôi mắt Lý Thần Chiến phủ một tầng sương nước. Tí tách, cuối cùng, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi trên khóe mắt của Lý Thần Chiến. Nếu Dương Tiêu nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ rất sốc, bởi vì Dương Tiêu chưa bao giờ nhìn thấy Lý Thần Chiến khóc. Trong ấn tượng của Dương Tiêu, Lý Thần Chiến luôn là hình ảnh của một người đàn ông mạnh mẽ và cứng cỏi, anh ta chảy máu không chảy nước mắt. Đàn ông không dễ rơi nước mắt, chỉ là chưa rơi vào nỗi buồn mà thôi. Nằm ở trên giường, Dương Tiêu lẩm bẩm, thật sự không nhận ra. Xem ra anh chàng này cũng là người có chuyện xưa ồ. Lý Thần Chiến không muốn nói quá nhiều, Dương Tiêu cũng thật sự không ép hỏi Lý Thần Chiến quá nhiều. Đơn giản, Dương Tiêu cũng không nghĩ nhiều như vậy, ánh mắt anh hơi lạnh, nghĩ đến cuộc gặp gỡ tại khách sạn Thân Phong và nhà họ Dương ở Đề Đô ngày mai. Cùng lúc đó, nội bộ nhà họ Dương ở Đề Đô rồi ghen. Cái gì, các người không giết được Dương Tiêu, lại còn bị thương. Vô dụng, đúng là một lũ vô dụng, khi biết Dương Tiêu chưa chết, mũi của Dương Bân Hàn gần như bốc khói. Ánh mắt anh ta đầy lạnh lùng, Dương Tiêu, chưa chết thì sao? Nói cho cậu biết, chỉ cần ngày mai cậu dám đến khách sạn Thần Phong, tôi sẽ khiến cậu mất mặt và trở thành trò cười của Đề Đôi. Đêm dài, cuối cùng thì bình minh cũng ló dạng. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Tiêu chắp tay đứng trên ban công, quan sát, Dương Bân Hàn, tôi Dương Tiêu đã trở lại. Nhà họ Dương ở Đề Đô, tôi Dương Tiêu cuối cùng đã trở lại. Các người đã sẵn sàng cho sự trở lại của tôi chưa? Dứt lời, một tia sáng từ trong mắt Dương Tiêu bùng lên. Hào quang rộng lớn bộc phát. Mặt trời mới mọc thống trị thế giới. Đêm đen lại rút quân. Thanh kiếm chiến thắng mang theo lòi thê đang bắt đầu thể hiện lợi thế của nó, những mảnh vỡ vụn phá vỡ xiềng xích của giấc mơ kim phút trên tháp đồng hồ đã chỉ giờ tạm biệt. Cho dù đồng hồ cắt chôn vùi mọi thứ, cho dù vinh quang của trận chiến đẫm máu cuối cùng cũng bị cát bụi làm loãng đi. Cuộc hành trình ở phía xa đã bị khói ồ run giấy đi. Những kẻ mang tội lỗi kia ồ tôi, Dương Tiêu lần này thực sự đã trở lại. Lúc này, tại nhà họ Dương ở Đề Đô, bà cụ nhà họ Dương ăn mặc lông lẫy, chống gậy khí thế bất phàm dẫn đầu nhìn quản gia Trịnh Thu, quản gia Trịnh, cháu trai nhỏ kia của tôi đã về rồi à? Quả thật hôm qua cậu chủ nhỏ đã trở lại Đề Đô. Quản gia Trịnh Thu đáp. Bà cụ nghe vậy, trên mặt già nua lộ ra vẻ tức giận, thật sự quá hỗn. Nếu đã trở về, tại sao không tới gặp tôi? Coi tôi không tồn tại hả? Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của bà cụ, quản gia Trịnh Thu thở dài trong lòng. Bà chủ à bà chủ, xem ra bà thật sự cho rằng cậu chủ nhỏ rất bát tài. Quả thật năm đó cậu chủ nhỏ không quyền không thê, chỉ có thê bị các người ức hiếp. Bây giờ cậu chủ nhỏ đã sớm xưa đâu bằng nay, làm sao có thể bị bà khống chế nữa. Bà chủ, thứ cho tôi nói thẳng, cậu chủ nhỏ của ngày hôm nay đã không phải cậu chủ nhỏ của năm đó nữa rồi. Trịnh Thu thấp giọng nói. Bà cụ hừ lạnh. Không phải thì sao? Chẳng lẽ trên người nó không chảy dòng máu của nhà họ Dữ Ti ở Đề Đô tôi hả? Nhìn bà cụ ngồi tít trên cao, trên mặt Trịnh Thụ lộ ra vẻ phức tạp, tôi rất muốn biết, lần này. Cậu chủ nhỏ quay về, bà định để cậu chủ nhỏ ở đâu? Thuận tôi thì sống, nghịch tôi thì chết. Chỉ cần nó ngoan ngoãn nghe lời, tôi không ngại bồi dưỡng nó làm người thừa kế tương lai của nhà họ Dương ở Đề Đô. Nếu nó không vâng lời tôi không ngại tiêu diệt nó. Vẻ mặt bà cụ dày đặc vẻ ảm đạm. Đúng vậy, sở dĩ bà cụ nhà họ Dương ở Đề Đô gọi Dương Tiêu quay về lần này là muốn kiểm soát Dương Tiêu trong tay. Trước đây bà ta đã giao cho Dương Bân Hàn một trọng trách nặng nề, nhưng bà ta không ngờ Dương Bân Hàn lại ngâm ngâm bồi dưỡng quyền lực, muốn cướp quyền lực của bà ta. Bà cụ cô độc, kiêu ngạo cả đời, sao có thể trợ mắt nhìn Dương Bân Hàn đoạt quyền lực mà lại thờ ơ được. Chỉ là, bây giờ Dương Bân Hàn đã trở nên nổi tiếng. Bà ta muốn lợi dụng Dương Tiêu để chân áp và ngăn chặn Dương Bân Hàn. Trịnh Thu nghe vậy cười lắc đầu, bà thật sự đã xem thường cậu chủ nhỏ. Sao, ông còn muốn đứng về phía cháu trai nhỏ của tôi? Bà cụ nhìn Trịnh Thu lạnh lùng hỏi. Trịnh Thu mỉm cười, mấy năm trước tôi đã nói sẽ không tham gia vào toàn bộ quá trình của nhà họ Dương ở Đế Đô. Năm đó là tôi thất trách để các người ép cậu chủ nhỏ phải rời đi, nhưng hôm nay tôi tỏ rõ thái độ. Lần này ai dám tổn hại cậu chủ nhỏ, đừng trách tôi trở mặt vô tình. Phút, vừa dứt lời, trên người Trịnh Thu bùng phát ra một luồng hơi thở khổng lồ. Nhìn thấy Trịnh Thu mạnh mẽ như vậy, sắc mặt bà cụ chợt lạnh, đồ ngu muội.
Thái độ của tôi đã rất rõ ràng. Hồi đó tôi theo lệnh của ông cụ, canh giữ. Nhà họ Dương ở Đề, canh giữ huyết thống trực hệ của nhà họ Dương ở Đề Đô. Đã nhiều năm như vậy, nội bộ của nhà họ Dương ở Đề Đô đã tan thành mây khói, tôi rất thất vọng. Nếu các người dám động đến cậu chủ nhỏ, tôi không ngại lật bài với nhà họ Dương ở Đề Đô, Trịnh Thu nghiêm nghị nói. Người bình thường không hề hay biết quản gia nhà họ Dương ở Đế Đô. Là cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ vô song. Kể từ sau cái chết của ông cụ nhà họ Dương ở Đề Đô, nhà họ Dương ở Đề Đô do con trai Dương Thiên Khung của ông cụ kiểm soát. Dương Thiên Khung tràn đầy khát vọng, mưu trí kinh người, dẫn dắt nhà họ Dương đến đỉnh vinh quang. Dưới sự dẫn dắt của ông, nhà họ Dương ở Đề Đô đã trở thành gia tộc số một ở Đề Đô, gia tộc lớn nhất trong Thiên Phủ Trị Quốc. Theo sự biên mắt của Dương Thiên Khung, nhà họ Dương ở Đệ Đô phải chịu sự đàn áp của Võ Xô gia tộc giàu có khác, từ hạng nhất tụt xuống hạng sáu. Cho dù là như vậy, không biết có bao nhiêu người vẫn đang nghĩ về nhà họ Dương ở Đệ Đô, muốn sớm tống khứ bọn họ. Tuy nhiên, vì sự tồn tại của Trịnh Thu, những kẻ đó chỉ quanh quần không dám manh động. Rất nhiều người biết Trịnh Thu rất mạnh, nhưng không hề hay biết thân phận thực sự của Trịnh Thu. Thân phận thực sự của Trịnh Thu là Thái Võ Châu Á, tổng thanh tra đời thứ nhất của Long Ảnh trong Thiên Phủ Chi Quốc. Bà cụ nhìn dáng vẻ của Trịnh Thu, bà ta phất tay áo, hừ lạnh, vậy chúng ta cứ chờ xem L. Hôm nay đón gió tẩy trần cho cậu chủ lớn ở khách sạn Thần Phong, tổ chức long trọng như vậy, bà có muốn chứng kiến sự quyết đoán của cậu chủ nhỏ không? Muốn chứng kiến thì có thể, nhưng, tôi tuyệt đối không cho phép các người giở trò trong tôi. Trịnh Thu cảnh cáo, bà cụ rất không cam lòng, lạnh lùng nói, ông bạn, ông quan tâm quá nhiều rồi đây. Đúng vậy, hôm nay bà cũng muốn uy hiếp Dương Tiêu ở khách sạn thân bíp đi, từ đó vừa ban ân vừa đe dọa, khiến Dương Tiêu phải nghe lời mình. Những lời nói của Trịnh Thu đã khiến bà cụ phản cảm. Bà cụ mạnh mẽ cả đời, bà ta ghét nhất là người khác can thiệp quá nhiều vào chuyện của mình, nhưng từ khi nhà họ Dương ở Đề Đô được thành lập, người duy nhất bà ta không dám xé mặt là Trịnh Thu. Bà ta hiểu rõ một khi Trịnh Thu rời khỏi nhà họ Dương ở Đề Đô, thì e rằng nhà họ Dương ở Đề Đô sẽ nhanh chóng bị những kẻ tham lam đó nhấn chìm. Thánh Võ Châu Á, tổng thanh tra đời thứ nhất của Long Ảnh không phải chỉ là danh xưng, không biết đã răn đe bao nhiêu người. Nhìn bóng dáng cô độc của bà cụ rời đi, Trịnh Thu khẽ thở dài, cậu chủ nhỏ, tôi chỉ có thể làm như vậy, bước tiếp theo phải. Xem kỹ năng và sự quyết đoán của cậu. Lúc Dương Tiêu rời cảm lý viên đã gần 11 giờ sáng, anh vây tay gọi xe, bác Tài, đến khách sạn Thân Phong. Được, người lái xe đáp lại, đạp ga đi nhanh về phía khách sạn Thân Phong. Lúc này, trong khách sạn 6 sao Thần Phong ở Đề Đô, vô số danh nhân từ Đề Đô đều tới. Dương Bân Hàn, cậu chủ lớn của nhà họ Dương ở Đề Đô bước ra từ chiếc Rolls Royce Phantom trị giá gần 100 triệu tệ. Vừa mới bước ra ngoài, một nhóm nhân vật nổi tiếng ở Đề Đô đã tiến lên chúc mừng. Ôi, anh Dương, cuối cùng cũng đợi được anh trở về. Nghe nói việc nhất triển thị trường nước ngoài của anh Dương lần này rất thuận buồm xuôi gió. Xem ra vị trí chủ nhà tương lai của nhà họ Dương chắc chắn là của anh Dương rồi, không thê là ai khác nữa ồ. Đúng, đúng thê, tôi còn nghe nói con chó nhà có tang nhà Dương Tiêu kia cũng trở về. Muốn tranh vị trí chủ nhà, loại người này còn không xứng xách giày cho anh Dương, cậu ta có tư cách gì tranh vị trí chủ nhà tương lai của nhà họ Dương với anh Dương? Đây là sự thật, anh Dương là rồng giữa mọi người. Người tên Dương Tiêu kia chỉ là đứa con rơi của nhà họ Dương nhiều năm trước. Ở trước mặt anh Dương chẳng đáng nhắc tới. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Quả thật Dương Bân Hàn đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi ở trong nước Mây năm gần đây. Thêm vào đó, nhà họ Dương vốn là một trong 6 gia tộc lớn ở Đề Đô, không biết có bao nhiêu doanh nhân giàu có nổi tiếng muốn có được sự ưu ái của Dương Bân Hàn. Dương Bân Hàn nắm chặt tay, cười to, mượn lời nói tốt của mọi người. Nếu tôi có thể ngồi vững vị trí chủ nhà họ Dương, tôi nhất định sẽ tới thăm, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Trong những năm qua, tuy Dương Bân Hàn ở nước ngoài nhưng từ lâu đã có mối quan hệ tốt với một nhóm doanh nhân nổi tiếng giàu có ở trong nước. Hôm nay, những doanh nhân nổi tiếng giàu có này đều có mặt ở đây để ca ngợi anh ta. Bằng cách này, anh ta gián tiếp nói với bà cụ nhà họ Dương ở Đề Đô rằng anh ta Dương Bản Hàn hiện có quan hệ quyền lực ở trong nước. À đúng rồi, anh Dương, em trai Dương Tiêu của anh đâu? Nghe nói cậu ta cũng đã về, sao không thấy cậu ta? Một người hỏi. Một doanh nhân giàu có nói đùa, tôi thấy thằng phế vật đó sợ xấu hổ đã chui vào khe nứt trên mặt đất rồi,
không dám ra gặp người ta. Ha 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 hét. Trong chốc lát, mọi người lấy Dương Tiêu ra trêu đùa, tất cả mọi người đều cười phá lên. Dương Bân Hàn khinh thường cười nói, hôm nay mở tiệc đón giỏ tẩy trần cho tôi, phế vật này dám tới sao? Thái độ của anh ta cao ngạo, như thể Dương Tiêu không dám ló mặt ra bữa tiệc linh đình này. Dương Bân Hàn, anh cả tốt của tôi, ai bảo tôi không dám đến? Anh nói lời này có phải quá sớm rồi không? Đột nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, Dương Tiêu không giận mà uy bước xuống taxi. Dương Tiêu, nhìn thấy người tới, sắc mặt Dương Bân Hàn chợt chàm xung. Bốn mắt nhìn nhau, nhiệt độ không khí giảm mạnh. Cuộc chiến rất căng thẳng. Đây, đây là, nhìn thấy Dương Tiêu xuống xe, một luồng hơi thở khổng lồ lan tỏa từ phía, tất cả doanh nhân giàu có nổi tiếng đứng bên cạnh Dương Bân Hàn đều kinh ngạc. Gương mặt của Dương Tiêu lạnh như tuyết tháng 2. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Dương Tiêu, con người của một doanh nhân giàu có nổi tiếng vừa mới chạm vào mắt Dương Tiêu liền co rút lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khủng hoảng. Dường như người trước mặt là thần chê đen từ vực thẳm địa ngục, hoàn toàn có thể quét sạch sinh mệnh của bọn họ bất cứ lúc nào. Nhìn thấy Dương Tiêu đen, Dương Bân Hàn đột nhiên nhíu mày, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, hôm nay. Dương Bân Hàn thật sự không ngờ, Dương Tiêu lại tới hiện trường tổ chức yến tiệc của mình. Tên khốn kiếp nhà cậu còn có mặt mũi tới, đáy mắt Dương Bân Hàn phẫn hận như rắn độc. Nếu có thể, Dương Bân Hàn thực sự muốn đập xương của Dương Tiêu thành tro, đập xác anh thành hàng vạn mảnh. Dương Tiêu nhìn chằm chằm Dương Bân Hàn lạnh nhạt nói, sao hả? Anh sợ à? Bốn mắt đối diện nhau, từ tứ phía tỏa ra một làn khói thuốc súng vô hình. Sợ, cậu thật sự cho rằng tôi sợ cậu? Cậu đi taxi đến đây, có tư cách gì mà khiến cho tôi sợ? Dương Bân Hàn khinh thường nói. Nghe Dương Bân Hàn nói vậy, nhóm doanh nhân giàu có nổi tiếng mới hoàn hồn, họ dần dần nhìn Dương Tiêu với vẻ khinh thường. Đúng, Dương Tiêu này còn không biết lái xe, tới đây EA taxi, có gì mà khiến bọn họ phải sợ? Căng lắm là sự thù địch quá lớn khi phải lang thang bên ngoài nhiều năm, điều đó không đáng để họ chú ý chút nào. Dương Tiêu liếc mắt, giễu cợt, đi taxi thì sao? Có tin hay không, tôi có thể giết anh dễ dàng. Cậu, Dương Bân Hàn nghe vậy, anh ta tức giận đến mức suýt nữa sùi bọt mép. Nhớ lại lúc trước tới Trung Nguyên, anh ta mang theo một nhóm vệ sĩ quốc tế, bị Dương Tiêu lật mặt, thậm chí lúc ở sân bay anh ta còn suýt bị Dương Tiêu tiên về châu trời. Lót miệng lưỡi sắc bén ở đây đi, Dương Tiêu, nhớ kỹ, đây là đề đội. Cậu chỉ là đứa con rơi của nhà họ Dương ở đề đô nhiều năm trước. Cho dù cậu trở về thì sao, với dế nhũi thì có gì khác nhau, đấu với tôi, cậu còn non lắm. Theo sau thái độ cứng, rắn của Dương Bân Hàn đối với Dương Tiêu, nhóm doanh nhân giàu có nổi tiếng nhìn Dương Tiêu với vẻ khinh thường. Đúng vậy, đấu với anh Dương, cậu chỉ là đom đóm, anh Dương là ánh trăng sáng. Trước đây các người cũng đã không so được, thật sự không biết sao cậu còn có can đảm xuất hiện ở trước mặt anh Dương. Một doanh nhân giàu có chế nhạo. Một người nổi tiếng khác nhìn chằm chằm Dương Tiêu nói, cậu chủ nhỏ của nhà họ Dương ở đế đô này, nghe nói cậu đến Trung Nguyên làm người ở rễ, đúng không? Dù sao cậu cũng xuất thân từ nhà họ Dương ở đế đô, vậy mà lại đến nhà người khác ở rễ, thật sự làm mất mặt nhà họ Dương ở đế đô mài. Ha 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 ha. Sau khi rời khỏi nhà họ Dương ở đế đô, cậu ta là chó nhà có tang, ngoài ăn bám vợ thì còn có thể làm gì? Tất cả mọi người đều cười phá lên, như thể Dương Tiêu là trò cười trong một trò đùa, một máy bay chiến đấu trong sự sâu hỗ của một người đàn ông. Thật không, nghe giọng nói châm chọc của nhóm người này, Dương Tiêu cười khờ ầy. Khoảnh khắc tiếp theo, Dương Tiêu kiên quyết đi về phía nhóm doanh nhân giàu có nổi tiếng. Bộp bộp, nhìn thấy Dương Tiêu nổi lửa giận. Đám doanh nhân giàu có nổi tiếng đều kinh hãi, thân thể lảo đảo lui về phía sau. Mặc dù bọn họ dám chế nhạo Dương Tiêu, nhưng cũng không dám làm gì Dương Tiêu. Dù sao thì Dương Tiêu cũng là cậu chủ nhỏ của nhà họ Dương ở đế đô. Cho dù Dương Tiêu là trò cười như thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải là người bọn họ có thể nhúng tay vào. Dương Bân Hàn lập tức ngăn ở trước mặt Dương Tiêu, Dương Tiêu, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Miệng của mấy người này quá thối. Tôi muốn sửa cho bọn họ. Dương Tiêu nhìn Dương Bân Hàn với vẻ mặt lạnh băng. Ánh mắt Dương Bân Hàn u ám nói, hừ, hôm nay là yên tiệc đón gió Tây Trần cho tôi trở về, nào có thể để cậu láo xược. Mau thu tay về, mau cút khỏi đây, nếu không, tin hay không bây giờ tôi sẽ lây mạng chó của cậu.
Trên người anh ta rào rạt sát khí, nếu không phải kiêng kỵ bà cụ, anh ta thật sự không ngại lập tức phái số lượng lớn sát thủ ra giết Dương Tiêu. Cho dù Dương Tiêu có thể chiến đấu như thế nào, một người không đủ thì 10 người, 10 người không đủ thì 100 người, luôn có thể sẽ giết được Dương Tiêu. Tiếc rằng mục đích gọi Dương Tiêu về của bà cụ là để gây sốc cho mình, Dương Bân Hàn biết rất rõ điều đó. Khi chưa hoàn toàn khống chế quyền lực của nhà họ Dương ở Đế Đô, Dương Bân Hàn sẽ không dễ dàng xe rách ra mặt với bà cụ. Nếu không tránh ra, có tin hay? Không, tôi sẽ dâm lên thi thể của anh trước, sau đó giết chết đám người này. Dương Tiêu trầm giọng nói. Cảm nhận được hơi thở cuồng bạo trong cơ thể Dương Tiêu, đám doanh nhân giàu có nổi tiếng đều sửng sốt, có thể cảm giác được lửa giận trong cơ thể Dương Tiêu đang sôi trào như núi lửa, có thể sắp phun trào bất cứ lúc nào. Nhìn thấy Dương Tiêu dám hỗn láo trên sân nhà của mình như vậy, Dương Bân Hàn vô cùng tức giận, anh ta túm cổ áo Dương Tiêu tức giận, em trai tốt của tôi, cậu thật sự cho rằng đây là thành phố Trung Nguyên hả? Cậu nhìn kỹ đi, ở đây tất cả đều là người của tôi, tin hay không chỉ một suy nghĩ của tôi sẽ dê cậu ngay bây giờ không? Đây là Đế Đô, là sân nhà của tôi muốn giết cậu dễ như giết một con kiến. Cậu nên cảm ơn bà cụ, nếu không có bà cụ che chở cho cậu, từ khi cậu bước chân vào Đế Đô thì cậu đã biến thành người chết rồi. Dương Bân Hàn, anh thật sự cho rằng mình bắt khả chiến bại sao? Khóe mắt Dương Tiêu tràn đầy lạnh lùng. Vẻ oan khoảnh khắc tiếp theo, trong mắt Dương Tiêu lóe lên tia sáng lạnh, một luồng hơi thở trào dâng hoàn toàn trào ra, tay phải của anh nắm lấy cổ Dương, Bân Hàn nhanh như in, cậu chủ lớn. Nhìn thấy Dương Tiêu dám ra tay với Dương Bân Hàn, vẻ mặt của nhóm vệ sĩ xung quanh khách sạn Thần Phong thay đổi lớn. Bị Dương Tiêu giữ chặt cô, trên mặt Dương Bân Hàn lộ ra vẻ kinh hãi. Thậm chí khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Dương Tiêu, Dương Bân Hàn không khỏi sởn cả tóc gáy. Như thể chỉ cần Dương Tiêu nhẹ nhàng ra sức, anh ta sẽ hoàn toàn về châu ông bà. Trong phút chốc, một luồng khí lạnh từ gót chân đánh thẳng vào đỉnh đầu. Nhanh, nhanh hạ gục tên này, mau bảo vệ anh Dương. Nhóm doanh nhân giàu có nổi tiếng kinh hãi hét lên. Từng người đều sững sờ, hiển nhiên đám người này không ngờ đòn công kích của Dương Tiêu lại có tính sát quyết đoán như vậy. Dương Bân Hàn cả kinh, tức giận trừng mắt nhìn Dương Tiêu, phế vật, cậu dám ra tay với tôi. Tôi không chỉ dám động vào anh, Dương Bân Hàn, hôm nay tôi sẽ giết anh. Hồi đó tại nhà họ Dương ở Đế Đô anh đã câu kết với bọn sâu hãm hại tội, trấn áp mẹ tôi, nỗi hận lớn này đã đến lúc nên trả lại rồi. Dương Tiêu căm hận nói. Sát khí, bay ngút lên trời. Trong người, máu đang sôi lên. Để giết Dương Bân Hàn, Dương Tiêu đã nủ đợi ngày này quá lâu. Bao năm qua, Dương Tiêu căn răng chịu đựng không ngừng mạnh mẽ hơn chỉ vì bắt Dương Bân Hàn phải trả giá bằng máu, lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, đòi lại công bằng cho mẹ con mình. Ngủ yên bao nhiêu năm, cuối cùng ngày này cũng tới. Một luồng sát khí mênh mông trào ra từ trong cơ thể Dương Tiêu, Dương Bân Hàn kinh hãi nói, Dương Tiêu, cậu dám. Dương Bân Hàn, anh nợ tôi, im lặng bấy nhiêu năm giờ đã đến lúc anh phải trả rồi. Dương Tiêu hét lên một tiếng như dã thú rồi hung hăng ra tay. Cậu chủ lớn, vẻ mặt của hàng trăm vệ sĩ ưu tú thay đổi điên cuồng. Bọn họ muốn ngăn cản, nhưng không thể theo kịp tốc độ của Dương Tiêu. Dương Tiêu đột nhiên ra sức, muốn tiêu diệt toàn bộ sinh lực của Dương Bân Hàn. Đồ khốn, dừng tay lại cho tôi. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang lên. Không biết từ lúc nào, một bà cụ ăn mặc sang trọng. Chống gậy đầu rộng đứng sau lưng Dương Tiêu với vẻ mặt uy nghiêm, khí thế cao vút quét ngang khắp nơi. Bà cụ, một doanh nhân giàu có vội vàng nói. Bà cụ, một nhóm doanh nhân giàu có nổi tiếng lần lượt hô lên. Đúng lúc Dương Tiêu chuẩn bị giết Dương Bân Hàn, bà cụ của nhà họ Dương ở Đế Đô chính thức đến hiện trường của khách sạn Thần Phong. Dương Tiêu lạnh lùng liếc nhìn bà cụ đang cầm gậy đầu rồng, hồi đó bà không phân rõ trăng đen, chỉ nghe lời Dương Bân mà đuổi tôi ra khỏi nhà họ Dương ở Đế Đô. Bây giờ tôi muốn giết Dương Bân Hàn, tôi ngược lại muốn nhìn xem ai dám ngăn cản tôi. Nhớ lại việc mình bị bà cụ tàn nhân đuổi ra khỏi nhà, lại nhớ lại cảnh mình nghèo khó không bằng chó bị Dương Bân Hàn cười điên cuồng vào mặt, sát khí trên người Dương Tiêu càng ngày càng mạnh. Bà cụ, không phải bà bảo vệ cháu trai cả của bà sao? Tốt, xem hôm nay tôi sẽ giết cháu trai cả của bà như thế nào. Bà nội, cứu cháu, bị Dương Tiêu túm cô. Linh hồn Dương Bân Hàn rét run vội vàng hét lên. Bà cụ lạnh giọng mắng, nghiệp chướng, mau dừng tay lại cho tôi. Bà bảo tôi dừng tay, nhưng tôi có tình muốn giết anh ta.
Dương Tiêu không còn do dự, ngang tàng tấn công. Một luồng sức mạnh cực lớn ập tới, Dương Bân Hàn dùng mình, anh ta chỉ cảm thấy mình thở dốc, dưới sức lực khổng lồ kia anh ta gần như không thở nổi. Bộp! Ngay lúc Dương Bân Hàn gần như bị Dương Tiêu bóp chê, một bóng dáng già nua đã nhanh chóng túm lấy cổ tay của Dương Tiêu. Cậu chủ nhỏ, dừng lại đi! Quản gia Trịnh Thu nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu không bao giờ ngờ tới Trịnh Thu luôn cưỡng chiêu mình lại ngăn cản anh giết Dương Bân Hàn, anh lạnh lùng nhìn Trịnh Thu, ông nội Trịnh, chẳng lẽ ông cũng muốn ngăn cản tôi? Chẳng ý lẽ ông đã quên cảnh tượng năm đó rồi sao? Cậu chủ nhỏ, cậu đã bị thù hận che mờ mắt, uy nghiêm của nhà họ Dương ở Đê Đô không thể xâm phạm, trật tự không thể bị giẫm lên. Trịnh Thu nói lời thâm thía. Dương Tiêu nghe vậy, anh không thông cảm mà cười điên cuồng một tiếng. Uy nghiêm của nhà họ Dương ở Đề Đô không thể xâm phạm. Trật tự không thể bí giảm lên. Chuyện đã đến bước này, tôi còn nhi quan tâm đến những chuyện này. Ông nội Trịnh, nếu ông ngăn cản tôi, thì ông đã đứng về bên đối diện với tôi. Xin lỗi, hôm nay Dương Bân Hàn phải chết. Dứt lời, Dương Tiêu lại dùng sức, cố gắng muôn dê Dương Bân Hàn. Ông nội Trịnh, cứu tôi, ông nội Trịnh cứu tôi. Dương Bân Hàn đỏ mồ hôi lạnh kêu cứu. Tuy nhiên, khi Dương Tiêu sử dụng sức mạnh, anh lại phát hiện ra có một sức mạnh cuồng bạo đang chống lại mình. Dương Tiêu nhíu mày, anh lại dùng sức chín châu hai hỗ tấn công. Tuy nhiên, anh nhận thấy theo sau sức mạnh của mình sức mạnh này đã tăng trở lại, cánh tay phải của anh dường như bị kìm chặt bởi một chiếc kìm lớn, không thể tự thoát ra được. Lúc này, Dương Tiêu nhìn Trịnh Thu, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Dương Tiêu thực sự không ngờ. Ông nội Trịnh mà anh Vân luôn kính trọng và yêu thương lại là một cao thủ vô song không xuất hiện. Hôm nay Dương Tiêu đã dùng 80% sức mạnh, nhưng Vân có thể bị Trịnh Thu cưỡng chế, đây nhất định không phải chuyện người thường có thể làm được. Trong lòng Dương Tiêu biết rõ, anh biết nếu lại muốn giết Dương Bân Hàn, e rằng sẽ bật hết hỏa lực toàn thân. Trịnh Thu theo ông nội, sau đó tận trung với cha mình, hết lòng bảo vệ nhà họ Dương ở Đề Đô, chưa từng hài lòng. Dương Tiêu biết Trịnh Thu coi vinh quang của nhà họ Dương ở Đề Đô là tất cả, anh thực sự không muốn xé rách ra mặt với Trịnh Thu. Trịnh Thu nhìn Dương Tiêu, nghiêm nghị nói, người, cậu có thể giết, nhưng không phải hôm nay. Cậu chủ nhỏ, qua hôm nay, cậu muôn trong, lối ngoài sáng giết cậu chủ lớn như thế ban tôi sẽ không xen vào. Chỉ có hôm nay là không được, nhà họ Dương ở Đề Đô không thể trở thành trò cười cho thiên hạ. Ông nội Trịnh, tôi thật sự đã đánh giá thấp, thực lực của ông. Sau đó Dương Tiêu từ từ buông Dương Bân Hàn ra. Anh biết Trịnh Thu sẽ không làm anh bị thương, anh biết nếu hôm nay anh tự tay giết Dương Bân Hàn, nhất định sẽ gây ra sóng gió ở Đề Đô. Một khi Dương Bân Hàn chết, nhà họ Dương ở Đề Đô nhất định sẽ trở thành trò cười, truyền ra tai tiếng anh em tàn sát lẫn nhau. Trịnh Thu nhìn Dương Tiêu trầm giọng nói, bổn phận của tôi là phải giữ vững danh tiếng của nhà họ Dương ở Đề Đô. Cậu chủ nhỏ yên tâm. Tôi sẽ không bao giờ cho phép chuyện tương tự năm đó xảy ra tiếp. Hôm nay trong yến tiệc, cậu chủ nhỏ có thể phát huy hết sức, nếu có chuyện gì tôi sẽ lo liệu. Dương Tiêu thả Dương Bân Hàn, Trịnh Thu cũng bỏ Dương Tiêu ra. Hy vọng là như vậy, ánh mắt Dương Tiêu càng ngày càng lạnh. Phù, đi dạo quanh rìa địa ngục, Dương Bân Hàn như chút được gánh nặng, anh ta nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, khốn kiếp, dám ra tay với tôi trước mắt mọi người, Dương Tiêu. Sau khi tiệc tàn, mẹ kiếp cậu cứ chờ chết đi. Giữa tôi và cậu, không chết không nghỉ. Mắt mặt trước nhiều người như vậy, không cần nói Dương Hân Hàn tức giận như thế nào. Nếu có thể, anh ta thật sự muốn tát Dương Tiêu vào tường, kéo cũng không kéo ra được. Tôi chúc anh sống lâu, Dương Tiêu lạnh lùng nói. Cái gì, chúc anh sống lâu? Nghe thấy những lời của Dương Tiêu, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều vô cùng sốc trước lời nói của Dương Tiêu. Một câu nói đơn giản nhưng lại ẩn chứa sát khí mạnh mẽ. Dương Bân Hàn nghe vậy, mũi gần như cong lên, tức giận phát tay áo đi tới chỗ bà cụ, bà nội, không còn sớm nữa, chúng ta mau vào thôi. Hừ, bà cụ liếc mắt nhìn Dương Tiêu, sau đó cất bước đi về phía khách sạn. Cảm nhận được ánh mắt chán ghét của bà cụ, Dương Tiêu chế y oi thật nực cười. Anh biết lần này bà cụ gọi mình về là vì anh cả Dương Bân Hàn đã uy hiếp đến sự tồn tại của bà cụ. Bà cụ gọi anh về không phải để anh thừa kế vị trí chủ nhà tương lai của nhà họ Dương ở Đề Đô, mà là muốn biến mình thành con rồi của bà ta, để bà ta chắn chỉnh Dương Bân Hàn. Dương Tiêu quá hiểu rõ về người bà nội này, hiểu rõ bà cụ của nhà họ Dương ở Đề Đô này. Hồi đó bà ta thích lời ngon tiếng ngọt của anh cả Dương Bân Hàn, nên thầy mẹ con anh không vừa mắt.
Bởi vì cuộc hôn nhân đầu tiên của cha anh là một cuộc hôn nhân sắp đặt, Dương Bân Hàn được sinh ra, mà cuộc hôn nhân này được bà cụ công nhận, cho nên năm đó bà cụ chỉ yêu chiêu Dương Bân Hàn. Mẹ anh là cuộc hôn nhân thứ hai của cha, cha và mẹ lưỡng tình tương duyệt rồi sinh ra anh. Chính vì vậy mà bà cụ rất có thành kiến với mẹ con nhà anh, cho rằng Dương Bân Hàn là con nói dõi tông đường, anh và mẹ chỉ là tồn tại dư thừa. Năm đó trong nhà họ Dương ở Đề Đô, cuộc sống ban đầu khá thoải mái. Khi cha anh ra ngoài không rõ tung tích, bà cụ đã hoàn toàn kiểm soát quyền lực của nhà họ Dương trong tay, làm giảm đáng kể điều kiện sống của hai mẹ con anh. Dương Tiêu nhớ rõ, cuối cùng anh và mẹ ăn cơm với người giúp việc trong nhà, dậy sớm thức khuya cùng người giúp việc trong nhà. Mọi thứ giống như ngày hôm qua ở ngay trước mắt, không thể nào quên được. Cậu chủ nhỏ, cùng đi dự tiệc với tôi. Trịnh Thu Võ vai Dương Tiêu đang trầm tư. Nhớ lại cảnh tượng năm đó ở trong nhà họ Dương ở Đề Đô không bằng chó, hai mắt Dương Tiêu đỏ ngâu, bừng bừng sát khí nói, ông nội Trịnh, ông nói tôi mặc sức biểu diễn trong yến tiệc phải không? Tốt, hôm nay Dương Tiêu này lên sân khấu, hoàn toàn lật đổ nhóm người coi thường tôi. Hôm nay, Dương Tiêu này trở về, mây bay tứ phía. Chân trước vừa bước vào khách sạn 6 sao Thần Phong, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Dương Tiêu. Đây là Dương Tiêu, đứa con rơi của nhà họ Dương ở Đề Đô đúng không? Vốn dĩ lần này bà cụ gọi cậu ta trở về, tôi còn tưởng cậu là rồng giữ người, nhưng nghe nói vừa nãy cậu ta đi taxi tới, thật sự khiến người khác thất vọng. Một tên khốn đáng thương lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, còn có cái gì đáng mong chờ? Nói chăng ra, ai cũng biết ý của bà cụ nhà họ Dương, chẳng qua trong lòng ai cũng hiểu. Điều này có lý, bà cụ nhà họ Dương có dã tâm giàu có. Cho dù gọi Dương Tiêu này về cũng chỉ là để kiềm chế Dương Bân Hàn, cố gắng nam quyền của nhà họ Dương ở Đê Đô mà thôi. Nhìn chăm chăm vào Dương Tiêu, một nhóm các gia đình giàu có địa phương ở Đê Đô lần lượt đánh giá bàn luận về Dương Tiêu. Ở Đê Đô, chỉ cần ai có chút danh tiếng đều biết bà cụ nhà họ Dương ở Đê Đô mạnh mẽ cả đời, sẽ không bao giờ để cho quyền lực của mình bị người khác động đến. Những năm qua, Dương Bân Hàn đã bí mật củng cố địa vị, giờ đây khí thế đã trở thành hiện thực. Sở dĩ bà cụ gọi Dương Tiêu về là để trần áp Dương Bân Hàn mà thôi. Khi Dương Tiêu bước vào khách sạn Thần Phong, Dương Tiêu hoàn toàn không kìm được lửa giận, ngồi vào chiếc bàn bắt mắt nhật. Lui, mau tránh ra. Nhìn thấy Dương Tiêu ngồi xuông, đám người ngồi bàn trên chạy tán loạn như lũ chim hoảng sợ. Bọn họ sợ ngồi với Dương Tiêu, bị Dương Bân Hàn ghim, cá trong chậu gặp nạn. Dương Tiêu cầm ly rượu lên rót cho mình một ly, anh ngắng đầu uống cạn ly rượu. Rượu vào bụng càng kích thích ý nghĩ giết người trong lòng Dương Tiêu. Hai mắt Dương Bân Hàn lạnh lẽo, anh ta giễu cợt, đồ vô dụng ngu ngốc, cậu cho rằng mình làm như vậy là có thể thu hút sự chú ý. Như vậy sẽ chỉ khiến bà cụ càng thất vọng về cậu. Dương Bân Hàn liếc nhìn bà cụ đang ngồi trên ghế chính, anh ta chế giễu trong lòng không thôi. Bà già sống, dai, đây là đứa cháu út mà bà gọi về đó. Sao hả, thất vọng lắm đúng không? Trong mắt Dương Bân Hàn, Dương Tiêu càng nổi loạn, càng kiêu căng ngạo mạn, càng có lợi cho anh ta. Rốt cuộc, Dương Bân Hàn hiểu rõ sở dĩ bà cụ gọi Dương Tiêu trở về là để kiềm chế đà tăng mạnh trong gia tộc của mình. Chỉ cần Dương Tiêu cho bà cụ một loại cảm giác không khống chế trong tay được, thì Dương Tiêu sẽ chẳng có tác dụng gì. Ít nhất, theo quan điểm của Dương Bân Hàn, Dương Tiêu mất đi sự hỗ trợ của bà cụ thì không khác gì một con chó hoang. Hừ, nhìn chăm chăm Dương Tiêu đang sát khí bừng bừng. Bà cụ nhìn chằm chằm Dương Tiêu với ánh mắt càng ngày càng lạnh. Ban đầu bà cụ cho rằng Dương Tiêu đi nhiều năm như vậy, sẽ có thể tôi luyện được tính ương ngạnh trong người Dương Tiêu, nhưng không ngờ, vẻ khó tính trong người Dương Tiêu lại giống như trước. Bà ta vốn tưởng rằng việc bà ta gọi Dương Tiêu trở về sẽ khiến Dương Tiêu cảm kích, nhưng không ngờ Dương Tiêu lại không hề cho bà ta thê diện. Về Đề Đô không đến gặp mình bảo dừng tay Dương Tiêu này lại dám chống lại mình. Trong nháy mắt, bà cụ càng không thích Dương Tiêu. Đúng vậy, mục đích chính của bà cụ gọi Dương Tiêu về là để hỗ trợ Dương Tiêu răn đe Dương Bân Hàn, không phải để bù đắp những gì mà bà ta mắc nợ hồi đó. Bây giờ, dáng vẻ của Dương Tiêu thực sự cần phải được trau chuốt. Bà cụ làm việc cả đời, sắm rền gió cuôn, thủ đoạn độc ác. Thuận tôi thì sống, nghịch tôi sẽ chết. Bà ta định hôm nay sẽ cho Dương Tiêu một cú sốc lớn, nhưng không ngờ quản gia Trịnh Thu xen vào. Khiến cho bà cụ không thể kiểm soát được Dương Tiêu. Về phần Trịnh Thu, bà cụ vẫn luôn rất không vừa lòng, nhưng Trịnh Thu uy danh lừng lẫy,
nhà họ Dương ở Đề Đô vẫn cần Trịnh Thu răn đe những kẻ lòng dạ có ý sâu với nhà họ Dương ở Đề Đô. Mã Bân, chủ nhà họ Mã ở Đề Đô, chúc mừng cậu Dương Bân Hàn trở về. Đúng lúc này, bên ngoài khách sạn Thân Phong vang lên một tiếng hô lớn, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt hồng hào đi về phía Dương Bân Hàn. Nhìn thấy người này, Dương Bân Hàn cười đắc ý, chủ nhà Mã khách sáo rồi, ngồi đi, mau ngồi đi. Cậu Dương, chúc mừng. Người trung niên đỏ mặt chắp tay. Nhà họ Mã thực sự đứng về phía Dương Bân Hàn. Dương Bân Hàn này thật đúng là cao tay. Nhìn chằm chằm vào người trung niên, tất cả mọi người tại hiện trường đều kinh ngạc. Nhà họ Mã là gia tộc giàu có hàng đầu ở Đề Đô, ảnh hưởng vô cùng sâu rộng trong Đề Đô. Sự xuất hiện của người đứng đầu nhà họ Mã đã lập tức gây náo động tại hiện trường, rõ ràng mọi người không ngờ Mã Bân sẽ đến. Nhà họ Mã, sắc mặt của bà cụ hơi thay đổi. Không hề hay biết, ở Đề Đô tổng cộng có 6 gia tộc quý tộc và 12 đại gia. Thực lực toàn diện của 6 gia tộc quý tộc này không thua kém gì các nhà tài phiệt đăng cấp thế giới, 12 đại gia này còn có bối cảnh thâm sâu hơn, đặt ở bên nào thì cũng là bá vương ở nơi đó. Dương Bân Hàn lại có thể gọi một trong những nhà giàu tới, điều này thực sự khiến bà cụ ngạc nhiên. Dương Bân Hàn lạnh lùng quét về phía Dương Tiêu, vẻ mặt đầy khiêu khích. Dương Tiêu không hề gợn sóng, uông hệt ly này đến ly khác, không thèm để ý đến Dương Bân Hàn. Dương Bân Hàn cười khinh thường, có tỏ vẻ huyền bí. Ngay sau đó, một âm thanh chúc mừng khác vang lên. Chu Quảng Khôn, chủ nhà họ Chu ở Đề Đô chữ, mừng cậu Dương trở về Đề Đô. Triệu Minh, chủ nhà họ Triệu ở Đế Đô, chúc mừng cậu Dương từ nước ngoài trở về. Miêu Tĩnh Thu, chủ tịch tập đoàn Thiên Hồng chúc mừng cậu Dương trở về sau thắng lợi ở thị trường nước ngoài. Dưới ánh mặt chăm chú của mọi người, những nhân vật không giận mà uy soát hiện đi về phía bọn họ, những người này đều tràn đầy khí thế, đều là đại gia có tiếng tăm ở Đế Đô. Nhà họ Chu, nhà họ Triệu, tập đoàn Thiên Hồng. Trời ạ, những nhân vật có tên tuổi lớn như vậy. Không phải 2 năm qua Dương Bân Hàn ở nước ngoài sao? Anh ta lấy đâu ra sức triệu tập mạnh mẽ như vậy? Không biết, ảnh hưởng này thật sự rất đáng sợ. Xem ra DIG Bân Hàn là người sắp thắng trong cuộc chiến vô hình giữa Dương Bân Hàn và bà cụ ở Đề Đô rồi. Đúng vậy, Dương Bân Hàn gọi nhiều tên tuổi lớn như vậy tới, đây là định làm gì? Ép bà cụ nhường vị trí à hai? Dường như rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở Đề Đô đã xuất hiện. Gần 1.000 người có mặt tại hiện trường đã vô cùng kinh ngạc trước ảnh hưởng của Dương Bân Hàn. Mặt mày bà cụ cứng lại, bà ta nghiêm nghị nói, nhà họ Chu, nhà họ Triệu đều tới đây, ngay cả công ty lâu đời như tập đoàn Thiên Hồng cũng tới chúc mừng. Dương Bân Hàn muốn gây sốc cho mình sao? Ngoài nhà họ Chu, nhà họ Triệu, cộng thêm một nhà họ Mã, có 3 trong số 12 đại gia ở Đế Đô. Ngoài ra, ở Đế Đô còn có một nhóm xí nghiệp lâu năm, đủ sức cạnh tranh với bà ta. Đúng vậy, đây là gây sốc. Dương Bân Hàn liếc nhìn bà cụ ngồi trên ghế chính với vẻ mặt âm hiểm lạnh lẽo như ma cà rồng. Vì lần này anh ta trở lại với thái độ cao ngạo, anh ta đương nhiên muốn tạo cho bà cụ một cú sốc, chuẩn bị cho việc nắm quyền tiếp theo. Nhìn thấy người của mình đã đến gần đủ, Dương Bân Hàn đi tới khu vực trung tâm nhất, nhìn Dương Tiêu, phê vật, biết điều thì né qua một bên, bớt mắt mặt ở đây không phải chỗ cho cậu ngồi. Hôm nay tôi ngồi ở đây. Nếu tôi không đi, anh có thể làm gì tôi? Dương Tiêu nhíu mày, không vui nhìn Dương Bân Hàn. Vẻ mặt Dương Bân Hàn giữ tọt, hừ hừ. Đây là sân nhà của tôi, bên ngoài khách sạn có hàng trăm vệ sĩ, nếu còn không cút thì đừng trách tôi không khách sáo với cậu. Anh Dương đã trở lại, tôi là em trai cũng nên dân theo một nhóm người đến chúc mừng. Chẳng lẽ anh trai tốt của tôi định để tôi và bạn bè của tôi không có chỗ ngồi à? Hai Dương Tiêu câm ly rượu nhẹ nhàng nói. Dương Bân Hàn khinh thường cười, cậu dẫn người tới chúc mừng. Cậu có thể bót làm trò, loại người như cậu, ở Đề Đô có bạn bè gì? Anh ta tỏ vẻ kiêu ngạo, như thể Dương Tiêu đang nói vớ vẩn, như thể lát nữa bạn bè của Dương Tiêu tới sẽ có vấn đề. Ngay lúc Dương Bân Hàn đang khinh thường, một giọng nói đột ngột vang lên. Hoa Mộ Tranh của nhà họ Hoa ở Trung Nguyên đến chúc mừng cậu chủ nhỏ nhà họ Dương trở về. Cái gì? Chúc mừng cậu chủ nhỏ nhà họ Dương trở về. Vừa rút lời, giống như có tiếng sấm nổ vang, gần 1.000 người trong khách sạn Thần Phong đã vô cùng bàng hoàng. Như đã biết, hôm nay nhà họ Dương ở Đề Đô tổ chức yên tiệc đón gió Tây Trần cho Dương Bân Hàn cậu chủ lớn của nhà họ Dương ở Đề Đô. Cậu chủ nhỏ Dương Tiêu bị bỏ rơi nhiều năm được nhà họ Dương gọi về, chuyện này rất nhiều người biết,
nhưng trong mặt mọi người Dương Tiêu là người không có thế lực, hầu như ai cũng không coi trọng Dương Tiêu. Nhưng không ngờ ngay trước khi yến tiệc chuẩn bị bắt đầu, đã có người tới chúc cậu chủ nhỏ Dương Tiêu trở về. Đây rõ ràng là tới phá đám chứ gì nữa. Gương mặt của Dương Bân Hàn đanh lại, anh ta không ngờ ngay lúc mâu chốt sẽ có người đến phá rồi. Chúc mừng cậu chủ nhỏ trở về, đây là đang đánh vào mặt mình sao? Mọi người đều vô thức ngẩng đầu lên, mắt họ nhìn chằm chằm vào lồi vào của khách sạn Thần Phong. Chỉ nhìn thấy một người đẹp vô song trong bộ vest xám bạc bước vào từ cửa. Hôm nay Hoa Mộ Tranh ăn mặc chỉnh tề, tóc được chải tỉ mỉ và gọn gàng. Cô đặc biệt trang điểm cho mắt với màu vàng kim tỉnh xảo, trên chiếc cô trắng như tuyết là một chiếc vòng cô kim cương bạch kim chói lóa. Chiếc quần ren đen cũng được phôi với giày cao gót màu xám bạc càng làm tôn lên đôi chân ngọc thon gọn và quyến rũ lạ thường, vừa trí thức vừa quyến rũ lại thêm một chút uy nghiêm nữ tính. Người phụ nữ này đẹp thật đây. Đây là ấn tượng đầu tiên mà mọi người cảm nhận được khi nhìn Hoa Mộ Tranh. Khuôn mặt ngọc bích của Hoa Mộ Tranh tràn đầy uy nghiêm mạnh mẽ, trên mặt lộ ra vẻ tự tin của một người phụ nữ, cả người đều là anh hùng, hào kiệt, tài hoa hơn người. Có người nhận ra Hoa Mộ Tranh, Hoa Mộ Tranh của nhà họ Hoa ở Trung Nguyên. Đây, đây không, phải là người có chỉ số IQ cao trên thế giới sao? Sao, sao cô ấy lại đến chúc mừng Dương Tiêu trở về? Không, không biết, Hoa Mộ Tranh rất nổi tiếng ở trong nước. Rất nhiều công ty trong danh sách Hyochun 500 đã mời cô vào vị trí quản lý cấp cao với mức lương hàng năm hơn 100 triệu tệ, nhưng người phụ nữ này đã từ chối họ. Làm sao một người phụ nữ thông minh như này lại quen biệt với một đứa con rơi như Dương Tiêu được? Đúng vậy, chắc chắn có vấn đề. Nhiều người kinh ngạc, vẻ mặt khó hiểu, không hiểu tại sao Hoa Mộ Tranh lại quen biết Dương Tiêu. Trong những năm gần đây, chỉ số IQ của Hoa Mộ Tranh đã đè bẹp tất cả những người đương thời và trở thành ngôi sao mới sáng giá nhất có chỉ số ố trong nước, có vô số người biết Hoa Mộ Tranh. Phế vật, cậu có ý chứ gì? Bị Hoa Mộ Tranh nhìn diện chăm, Dương Bân Hàn nhìn Dương Tiêu, ánh mắt gần như bùng cháy. Dương Tiêu nhập một ngụm rượu mạnh, mặt mày anh nhợt nhạt nhìn Dương Bân Hàn nói, tôi nói rồi, hôm nay tôi sẽ dẫn bạn đến chúc mừng anh Dương trở về từ nước ngoài. Cậu, nhìn chằm chằm vẻ mặt khiêu khích của Dương Tiêu, Dương Bân Hàn tức giận gần như bùng nổ, anh ta hít một hơi thật sâu giả vờ bình tĩnh, tốt. Tốt, rất tốt, người có chỉ số IQ cao trên thế giới, đúng. Không, trước mặt tôi thì có là gì? Sau lưng cậu còn gì thì cứ dẫn ra hết đi. Anh Dương, Hoa Mộ Tranh tài trí ưu nhã đi tới bên cạnh Dương Tiêu. Dương Tiêu bình tĩnh nói, cô Hoa không cần khách sáo đâu, ngồi đi. Hoa Mộ Tranh khẽ gật đầu, cô nhìn Dương Bân Hàn rồi cười nhẹ, ngồi bên cạnh Dương Tiêu, thái độ thù địch của cô khá rõ ràng. Hoa Mộ Tranh, người phụ nữ này có chút thủ đoạn, tuy nhiên không đủ để thu hút sự chú ý của tôi. Bà cụ liếc mắt lắm bẩm. Sắc mặt của Dương Bân Hàn trở nên lạnh như băng, lạnh lùng nói, sao? Cậu chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Trân Khải, cậu chủ nhà họ Trân. Gia tộc số 1 ở Tây Song Bản Nạp đến chúc mừng cậu chủ nhỏ nhà họ Dương trẻ về. Dương Bân Hàn vừa dứt lời, một giọng nói không thân thiện khác bùng nổ. Nhìn xung quanh, Trần Khải mặc một bộ vest lịch lãm, đi về phía khu vực trung tâm của khách Ni Thần Phong với một nụ cười. Nhà họ Trần, gia tộc mạnh số 1 ở Tây Song Bản Nạp cũng tới đây. Sắc mặt bà cụ chợt dao động. Bà ta cho rằng Dương Tiêu chỉ có chút tài. Nhưng bà ta không ngờ đứa cháu út lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy lại chấn động đến gia tộc quyền lực nhất Tây Song Bản Nạp. Nhìn chằm chằm Trần Khải, vẻ mặt Dương Bân Hàn dần dần trở nên nặng nề, Miêu Cương, nhà họ Trần. Tây Song Bản Nạp thuộc Miêu Cương, nhà họ Trần không chỉ là một dòng họ địa phương ở Tây Song Bản Nạp, mà còn là một trong những dòng họ tốt nhất ở Miêu Cương. Sự xuất hiện của Trần Khải hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Dương Bân Hàn, điều này khiến ánh mắt của Dương Bân Hàn nhìn Dương Tiêu hoàn toàn thay đổi. Xin chào, anh cả Dương. Trần Khải bước tới, cười kha kha. Dương Bân Hàn nhìn Trần Khải nói, Miêu Cương, nhà họ Trần, các người duỗi tay quá xa rồi nhỉ. Rốt cuộc thằng em trai phế vật của tôi đã cho cậu ích lợi gì, lại có thể bắt cậu tới giúp. Vãi à, đội trưởng, anh nói đúng, anh cả của anh chẳng tốt đẹp gì cả, mặt mũi hung dữ như chó. Trần Khải trực tiếp bỏ qua Dương Bân Hàn, kéo ghế ngồi bên cạnh Dương Tiêu. Hung dữ, như chó. Phụt. Nghe Trần Khải dám làm nhục mình như vậy, Dương Bân Hàn suýt bị nội thương. Dương Tiêu thờ ơ nói, đã biết đó là một con chó hung ác thì bót nói lại đi. Được rồi, Trần Khải cười nhếch mép. Tức chết mật,
tức chết mật. Nghe đến đây, Dương Bân Hàn thực sự muốn tát vào mặt Dương Tiêu, lại tung cái bàn Dương Tiêu đang ngồi. Dám công khai mắng mình là chó hoang, đơn giản là không thể chịu đựng được. Vẻ mặt già của quản gia Trịnh Thu không có gì khác thường, ông nhìn cảnh tượng này, muốn xem Dương Tiêu có bao nhiêu chiêu sau. Hơn nghìn người có mặt tại hiện trường càng kinh ngạc hơn, bọn không ngờ Dương Tiêu còn có chiêu sau, vừa mở miệng đã dương cung bạt kiếm. Vẻ mặt Dương Bân Hàn dữ tợn, âm u nói, Dương Tiêu, cậu chỉ dùng mỗi thủ đoạn này thôi sao? Thủ đoạn nữa đâu, còn thủ đoạn gì thì cứ lấy ra hết đi. Lý Minh Hiên, cậu chủ nhà họ Lý ở Đồng Hải tới chúc mừng cậu phủ. Nhỏ nhà họ Dương ở Đề Đô bão táp trở về. Trong tích tắc, một giọng nói khác đâm vào tìm Dương Bân Hàn như một nhát búa nặng nề. Nhà họ Lý ở Đông Hải. Dương Bân Hàn chợt kinh ngạc. Bà cụ nhà họ Dương ở Đề Đô nâng cao tinh thần, cái đê. Ngay cả cậu chủ nhà họ Lý ở Đông Hải cũng tới. Không thể không nói, nhà họ Lý ở Đông Hải là một trong 10 gia tộc hàng đầu ở Thiên Phủ Chi Quốc, có bối cảnh toàn diện, gần như có thể so sánh với nhà họ Dương. Dương Bân Hàn và bà cụ nhà họ Dương ở Đề Đô không ngờ tới Dương Tiêu lại có thể báo động cả nhà họ Lý ở Đông Hải. Ngồi đi, Dương Tiêu nhẹ giọng nói với Lý Minh Hiên. Vâng, điện hạ. Lý Minh Hiên cung kính đáp. Điện hạ, cậu chủ nhà họ Lý ở Đông Hải lại gọi thằng nhóc này là điện hạ. Vãi à, tình huống gì vậy? Nghe thấy cách xưng hô của Lý Minh Hiên với Dương Tiêu, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều bị sốc. Điện hạ, Dương Bân Hàn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý Minh Hiên là ai? Đó là cậu chủ của nhà họ Lý ở Đông Hải, một trong 10 gia tộc lớn ở Thiên Phủ Chi Quốc. Một người cao quý như vậy lại gọi Dương Tiêu là điện hạ, cảnh tượng này đơn giản là quá máu chó. Dương Tiêu nhìn Dương Bân Hàn đang có vẻ mặt kinh hãi, khinh thường nói, sợ chưa? Còn vội chuyện gì nữa? Đây mới chỉ là bắt đầu. Mới chỉ bắt đầu, nghe Dương Tiêu nói vậy, gần 1.000 người có mặt tại hiện trường đều sững sờ. Họ nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu đang nhấp một ngụm rượu mạnh, muốn xem tiếp theo Dương Tiêu sẽ làm gì. Dương Bân Hàn nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, mới chỉ bắt đầu. Dương Tiêu, cậu đúng là biết khoác lác, không sợ ra mặt dày cứ khoác. Lác đi. Ngay cả cậu chủ nhà họ Lý ở Đông Hải, một trong 10 gia tộc hàng đầu ở Thiên Phủ Chỉ Quốc cũng đền, Dương Bân Hàn không tin Dương Tiêu còn có những thế lực chồng lưng đắc lực hơn. Anh cho rằng tôi đang khoác lác. Chậc, Dương Tiêu chế nhạo. Dương Bân Hàn hung hăng trừng mắt nhìn, chẳng lẽ không phải khốt lác? Ngay giây tiếp theo, một giọng nói không giận mà uy vang lên. Chiến thần Son tới chúc mừng cậu chủ nhỏ nhà họ Dương ở Đề Đô bão táp trở về. Cái gì? Chiến thần Son? Nghe thấy cái tên này, khung cảnh hiện trường to lớn giống như có tiếng sâm nô vang, tất cả mọi người đều gần như trợn mắt há hốc mồm. Vẻ mặt của Dương Bân Hàn càng thay đổi hơn. Son chiến thần số 1 nước Nga. Sao, sao anh chàng này lại đến đây? Chiến thần Son, bà cụ nhà họ Dương ở Đề Đô kinh ngạc đột nhiên đứng lên. Với sự xuất hiện của chiến thần Son, vẻ mặt của bà cụ và Dương Bân Hàn kinh ngạc thay đổi, cả hai nhìn Dương Tiêu không còn bình tĩnh được nữa. Hôm nay Son mặc một bộ quần áo giản dị bình thường, nhưng không giấu được thần thái hung bạo. Đôi mắt Son sắc bén, anh ta liếc nhìn mọi người tại hiện trường, sự uy nghiêm vô hình nở rộ. Tất cả những ai nhìn vào mắt Son đều run rẩy. Đây chính là chiến thần Son. Đây chính là thế hệ truyện thuê thân thoại. Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, Son đi về phía Dương Tiêu. Nhìn chằm chằm vào hướng Son đi, mọi người trong khách sạn Thần Phong không khỏi kinh ngạc thốt lên. Thế hệ chiến thần, Son đến vì Dương Tiêu đứa con rơi của nhà họ Dương này. Điều này quá không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Dương Tiêu này có lai lịch gì kinh hãi sao? Vừa dứt lời, gần 1.000 người tại hiện trường đều rơi vào im lặng, vừa mới bắt đầu không biết có bao nhiêu người đang xem trò đùa của Dương Tiêu, nhưng không ngờ Dương Tiêu lại là một quả bom hẹn giờ, đột ngột bùng cháy ngay khi bữa tiệc sắp bắt đầu. Sức mạnh của quả bom hẹn giờ này càng lúc càng trở nên cuồng bạo, đủ khiến người đó toát mồ hôi lạnh. Sự xuất hiện của Hoa Mộ Tranh, một ngôi sao mới sáng giá với chỉ số IQ cao ở trong nước đã đủ gây sốc. Sau đó Trần Khải cậu chủ nhà họ Trần ở Miêu Cương và Lý Minh Hiên cậu chủ của gia tộc quyền lực số 1 ở Đông Hải, một trong 10 gia tộc đứng đầu ở Thiên Phủ Chỉ Quốc gọi Dương Tiêu là điện hạ, từng chuyện khiến người khác kinh hãi. Son đi thẳng tới chỗ Dương Tiêu, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn Dương Bân Hàn. Bị Son nhìn chằm chằm, Dương Bân Hàn loạng choạng lùi lại, trán đổ mồ hôi lạnh, cả người kinh hãi dựng hết tóc gáy.
Dường như người trước mặt không phải là người, mà là một ác quỷ vực thắm có thể cướp đoạt mạng sông mong manh của anh ta bất cứ lúc nào. Liếc nhìn Dương Bân Hàn, Son nhìn Dương Tiêu, tôi đến rồi. Không cần khách sáo đâu, ngồi đi. Dương Tiêu nhẹ giọng nhấp một ngụm rượu. Cái gì? Không cần khách sáo đâu, ngồi đi. Đôi mặt với Chiên Thân Son, lời nói của Dương Tiêu lại đơn giản như vậy. Điều này khiến mọi người có mặt tại SS trường không khỏi hít một hơi lạnh. Son có thể đền đã đủ khiến người khác kinh hãi, ai mà ngờ được thái độ của Dương Tiêu đối với Chiến Thần Son lại đơn giản đến vậy, như thể hai người là bạn cũ đã gắn bó nhiều năm với nhau. Nhìn thấy Chiến Thần Son ngồi xuống, vẻ mặt Dương Bân Hàn kinh hoàng, trong lòng anh ta rất điên cuồng. Mẹ kiếp, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Ngay cả Chiến Thần Son cũng đến chúc mừng Dương Tiêu trở về, cảnh tượng này hoàn toàn vượt qua dự đoán trước đó của Dương Bân Hàn. Đừng quên, hôm nay là đại tiệc đón gió Tây Trần của anh ta, chứ không phải đại tiệc đón gió Tẩy Trần của Dương Tiêu. Hoa Mộ Tranh, Trần Khải và những người khác đến thì cũng thôi, không thể ảnh hưởng đến địa vị của anh ta trong lòng mọi người. Với sự xuất hiện của Chiến Thần Son, chỉ riêng con người này thôi cũng đủ khiến mọi người choáng ngợp. Trong phút chốc, Dương Tiêu hung hăng trần áp anh ta khiến Dương Bân Hàn vô cùng tức giận. Con người của bà cụ co rút lại, bà ta không kìm được thấp giọng nói, xem ra mình đã thật sự nhìn nhầm, Dương Tiêu, lần này cậu quả thực đáng để tôi coi trọng. Vừa nãy bà cụ hoàn toàn không để Dương Tiêu vào mắt, khi Son tới, bà cụ không thể bỏ qua được sự tồn tại của Dương Tiêu nữa. Bởi vì bà ta hiểu sâu sắc, có một nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới như Victor đứng sau, đã vậy còn ý à Chiến Thần Son. Nếu gia đình Victor ủng hộ Dương Tiêu, bà ta thực sự sẽ rất coi trọng Dương Tiêu, vì điều đó càng có lợi cho việc bà ta trần áp Dương Bân Hàn. Tuy nhiên, cả Dương Bân Hàn và bà cụ đều đánh giá thấp nguồn năng lượng mà Dương Tiêu sở hữu lúc này. Tiếp theo, một giọng nói khác khiến mọi người trong hiện trường rộng lớn bị sốc. Lý Vân Long, người phụ trách của Long Ảnh đến chúc mừng cậu chủ nhỏ nhà họ Dương Bão Táp trở về. Nghe thấy Lý Vân Long người phụ trách của Long Ảnh đến. Tất cả mọi người tại hiện trường đều cảm thấy cơ thể như bị điện giật, lần lượt kinh hãi nhìn về phía lối vào của khách sạn Thần Phong. Chỉ nhìn thấy một ông già với tinh thần phần chắn đang đứng ở cửa. Ông già đẹp trai, mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc của Givenchy với nền trắng, trên tay là chiếc đồng hồ Rolex bộ siêu tập bạc. Trông giống như một người già bình thường ở thành thị lâu năm, khí chất của ông hoàn toàn không giống như một quan chức chính phủ phụ trách sinh tử của vô số người. Bà cụ kinh ngạc đứng lên khỏi ghế chính, Lý Vân Long, người phụ trách của Long Ảnh. Lý Vân Long, chuyện này, làm sao có thể, Dương Bân Hàn kêu lên, anh ta suýt căn vào lưỡi mình. Lý Vân Long là ai? Đó là quan lớn chính phủ trong nước, người phụ trách của Long Ảnh, tổ chức chiến đấu mạnh nhất ở Thiên Phủ Chỉ Quốc. Sự tồn tại của Long Ảnh là gì? Truy ên duy trì sự ủy nghiêm tối cao của Thiên Phủ Chỉ Quốc, chuyên vệ ổn định trật tự xã hội của Thiên Phủ Chi Quốc. Chính vì sự tồn tại của Long Ảnh mà những bọn côn đồ ở trong nước mới không dám hỗn láo. Chính vì sự tồn tại của Long Ảnh mà những ông lớn không lồ chỉnh trị nước ngoài đó mới không dám dễ dàng xúc phạm Thiên Phủ Chi Quốc. Trong Long Ảnh có vô số cao thủ, tất cả đều sở hữu những kỹ năng độc nhất vô nhị, tùy tiện lầy ra một người cũng có thể trần thủ một nơi. Với tư cách là người phụ trách của Long Ảnh, một siêu nổi tiếng như Lý Vân Long đến, mọi người như bị sét đánh, tất cả đều vô thức căng thẳng. Họ nhìn Lý Vân Long với vẻ mặt kinh hoàng, họ hoàn toàn không biết tại sao một người siêu nổi tiếng như vậy lại đến chuộc mừng Dương Tiêu trở về. Tất cả mọi người đều không đoán được, Dương Tiêu bị bọn lồ coi thường chính là thần chết điện hạ bậc nhật trong lịch sử Thiên Phủ Chi Quốc. Lý Vân Long nhàn nhã đi về phía Dương Tiêu, Lý Vân Long trao đổi ánh mắt với Trịnh Thu quản gia nhà họ Dương, đầu tiên quản gia Trịnh Thu kinh ngạc, sau đó gật đầu với Lý Vân Long. Hai người đều là người quen cũ. Một người là người phụ trách đời thứ nhất của Long Ảnh, người còn lại là tổng sĩ quan huấn luyện đầu tiên của Long Anh. Chỉ là điều khiến quản gia Chính Thu kinh ngạc là lão già Lý Vân Long này cũng đệt, đã vậy còn là vì cậu chủ nhỏ, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Chính Thu. Không thể không nói, kể từ khi Chính Thu rời Long Ảnh, Chính Thu không còn chú ý đến thông tin bên chính phủ nữa. Vốn Long Ảnh đã là một tồn tại đặc biệt, sự ra đi của Chính Thu giống như quân nhân xuất ngũ. Không có quyền biệt những bí mật của chính phủ. Vì vậy, Trịnh Thu không hề hay biết Dương Tiêu là thần chết. Và thầy của Dương Tiêu, dịch tháp chủ cũ của Long Môn đã chào hỏi lãnh đạo cấp cao của Thiên Phủ Chi Quốc, nên thân phận của Dương Tiêu không được tiết lộ. Lý Vân Long và quản gia Trịnh Thu lạ, quen biết nhau.
Có người nhận. Gia Lý Vân Long và Trịnh Thu trao đổi ánh mắt thì ngạc nhiên. Có người biết chuyện hạ giọng nói, anh bạn, anh không biết đúng không? Trịnh Thu có vẻ là quản gia của nhà họ Dương ở Đề Đô, nhưng thực ra thân phận của ông ấy đã từng là Thánh Võ Châu Á, Long Ảnh đặc biệt mời tới làm tổng sĩ quan huấn luyện đầu tiên, bọn họ đương nhiên quen biết nhau. Vãi à, Thánh Võ Châu Á, tổng sĩ quan huấn luyện đầu tiên của Ý Ông Ảnh, đỉnh như vậy. Chẳng trách nhà họ Dương ở Đề Đô đang suy tàn mà y cũng không ai dám xúc phạm. Không ít người kinh ngạc. Dương Bân Hàn giật mình, sau đó hai mắt âm hiểm, Trịnh Thu, lão già này vì Dương Tiêu mà bỏ ra cả vốn. Tháng phế vật này là con ngoài giá thú của ông hả? Dương Bân Hàn điên cuồng cực độ, thân là con trai trưởng của nhà họ Dương ở Đề Đô, Dương Bân Hàn đương nhiên biết Trịnh Thu có thân phận gì, anh ta đương nhiên biết Trịnh Thu dõi theo Dương Tiêu trưởng thành. Vì vậy, theo quan điểm của Dương Bân Hàn, đây vốn là Trịnh Thu mời Lý Vân Long đến Trần Thủ, hỗ trợ Dương Tiêu. Hừ, Trịnh Thu, ông đúng là giỏi giỏ thủ đoạn, bà cụ có cùng ý kiến với Dương Bân Hàn. Trịnh Thu lạnh nhạt nói, bà nghĩ nhiều rồi, Lý Vân Long không phải do tôi mời tới, như tôi đã nói, các người Vân luôn xem thường cậu chủ nhỏ. Hừ, thật sự cho rằng tôi không đọc được suy nghĩ của ông sao? Ông đang bảo vệ thằng nhóc này chứ gì? Vẻ mặt bà cụ lạnh lẽo. Thấy bà cụ đã tức giận, Trịnh Thu không nói gì nữa, ông biết bà cụ đã hoàn toàn bị sốc trước thủ đoạn của Dương Tiêu. Cho dù ông bảo vệ nó thì như thế nào, chỉ cần tôi không gật đầu, nó vẫn là chó nhà có tang. Bà cụ nhìn về phía Trịnh Thu đang im lặng. Như thể bọn Lý Vân Long là do Trịnh Thu tìm đến, NS thể Dương Tiêu không có năng lực gì cả, chỉ được Trịnh Thu yêu ái mà thôi. Kít đúng vào lúc này, hàng nghìn chiếc xe Việt dã màu đen hùng hồ xông đến khách sạn Thần Phong. Bộp 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 bộp. Hai bên đường, hàng chục nghìn người theo sát phía sau, mặc đồng phục, đeo kính râm, oai phong lẫm liệt. Nhân vật này là ai mà tạo ra trận chiến lớn như vậy? Vô số công dân ở Đề Đô nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi hét lên. Họ không hề biết rằng, tuyệt thế Long Môn tổ chức bí ẩn in nhất thế giới đã chính thức đến. Không biết, má ơi, có hàng nghìn chiếc xe Việt dã, loại rẻ nhất cũng phải 5 triệu tệ. Giá của cả nghìn chiếc thì là bao nhiêu? Quá khủng bó. Nhìn kìa, chỉ riêng chiếc Rolls Royce Phantom đã hơn 100 triệu tệ rồi. Vãi ạ, các anh nhìn xem, ở giữa có chiếc xe thể thao vàng. Thấy rồi, đậu xanh rau má, đây thực sự là một chiếc xe thể thao bằng vàng. Nhìn rõ cảnh tượng này, vô số người ở hai bên đường đều sững sờ, bị cảnh tượng trước mắt làm cho vô cùng kinh ngạc. Đôi mắt của họ lần lượt dán vào chiếc xe thể thao màu vàng ở trung tâm. Trợn mắt há hốc mồm. Chiếc xe thể thao vàng được đồn đoán là chiếc xe mạnh nhất và đắt nhất thế giới do một người giàu ở nước ngoài chế tạo với giá trị 280 triệu euro, với tổng số tiền mềm là 209 LV, nhân dân tệ. Trung bình cứ 100 km thì có 50 gram vàng, là chiếc duy nhất trên thế giới. Trước sự kinh hoàng của người dân ở Đề Đô, chiếc xe thể thao bằng vàng số 1 và đắt nhất thế giới lại thực sự xuất hiện ở Đề Đô. Hàng nghìn chiếc xe Việt dã chạy trên đường, chiếc xe thể thao vàng trị giá 2,03 tỷ nhân dân tệ đi giữa, hàng chục nghìn người chạy theo, cảnh tượng này quá kinh hãi. Ngang nhiên không bị cản trở, không có bất kỳ cảnh sát giao thông nào cản đường. Thậm chí ngay cả toàn bộ Đề Đô đều bị báo động, đông đảo gia tộc giàu có nghe được chuyện này, trong lòng đều nổi sóng gió. Bởi vì họ biết rằng người đó đã trở lại, người nổi tiếng siêu kinh hoàng trên thế giới đã trở lại. Bên trong chiếc xe thể thao vàng, một ông già ngáp dài ngáp ngàn, chiếc xe hỏng này chạy chậm quá, lái nhanh lên, lát nữa tôi còn có hẹn với bạn cũ ở Đề Đô. Vâng, thầy Dịch, người lái xe kính cân nói. Nếu có người nghe được lời của người nọ e rằng sẽ choáng váng. Chiếc xe thể thao rát vàng đắt nhất thế giới lại bị ông già gọi là xe hỏng, đơn giản là cảnh tượng này quá sốc. Bên trong khách sạn Thần Phong, Lý Vân Long cười khà khà nhìn Dương Tiêu, nhóc Dương, không đến muộn chứ. Vừa đúng lúc, ngồi đi. Dương Tiêu chỉ vào chỗ ngồi đối diện. Lý Vân Long kéo ghế ra, ngồi ngay đối diện với Dương Tiêu, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người ở hiện trường. Lý Vân Long thập giọng nói, thằng nhóc nhà cậu đúng là sẽ biết gậy chuyện, tôi biết cậu sẽ không trở về khiêm tôn, đây mới là phong cách của cậu. Trần Khải, đưa đồ cho ông ấy. Dương Tiêu thấp giọng nói. Trần Khải cười xấu lấy ra một ô USB flash từ trong túi, ném cho Lý Vân Long. Lão Lý, chú ý sức khỏe của ông Thiêu dinh dưỡng trên phương diện khoái cảm à? Có cần tôi nhờ người gửi cho ông mấy hộp không?
nhìn chằm chằm vào ổ USB flash máy tính để bàn, mi mắt Lý Vân Long nhảy loạn xạ, làm gì có chuyện ông không biết trong USB flash có gì, nên ông nhanh chóng cắt nó đi. Nhóc Dương, cậu hơi quá đáng quá. Rồi, nhiều người nhìn như thế, cậu đề mặt mũi của lão già này ở đâu? Vẻ mặt Lý Vân Long hiếm khi xấu hổ. Dương Tiêu không trả lời, nhưng Trần Khải lại thắp giọng cười khà khà nói, lão Lý, đây là bộ phim kinh điển nhất thế giới trong 6 tháng qua, không có bất kỳ cảnh ghép nào, ông có muốn không? Không muốn thì trả cho tôi. Bộ phim kinh điển nhất, muốn. Đương nhiên muốn rồi, Lý Vân Long suýt nữa chảy nước miếng. Nghe thấy giọng nói phần khích của Lý Vân Long, ánh mặt Lý Minh Hiên và Hoa Mộ Tranh nhìn Lý Vân Long thay đổi. Lý Vân Long nhận ra mình hơi không lễ phép, ông ho khan một tiếng, e hèm. Các người đừng suy nghĩ nhiều. Sở dĩ tôi nghiên cứu cái này, chỉ là muốn đóng góp cho sự nghiệp vĩ đại của nhân loại, làm công hiến các người hiểu không? Nhìn chằm chằm dáng vẻ trơ trến của Lý Vân Long, miệng Dương Tiêu co giật dữ dội. 5 năm rồi, tròn 5 năm, lão già này vẫn không thay đổi tí nào. Dương Tiêu, ngay cả Long Ảnh cũng đã phái người tới. Quả thực rất thú vị, quả thật chuyên động mọi hướng, vậy thì sao? Đây là thế mạnh của cậu. Dựa vào Trịnh Thu Thu hút sự chú ý của mọi người, cậu thực sự là phôi thai thô kệch không lên được bàn. Dương Bân Hàn khinh thường. Trong mắt Dương Bân Hàn, đây chắc chắn là thủ đoạn đặc biệt của quản gia Trịnh Thu hỗ trợ cho Dương Tiêu, mục đích là để cho Dương Tiêu có cơ hội nổi bật, là để Dương Tiêu khiến cho bà cụ chú ý xếp ngang hàng với mình. Dương Bân Hàn khinh thường, anh ta thật sự khinh thường. Nếu đây là toàn bộ sức mạnh của Dương Tiêu thì không sao, nhưng đáng tiếc tất cả những gì Dương Tiêu dựa vào đều là ngoại lực. Trong mắt Dương Bân Hàn, nếu không phải có Trịnh Thu giúp Dương Tiêu, thì Dương Tiêu chẳng bằng cả răm. Dương Tiêu nhìn Dương Bân Hàn, ông nội Trịnh giúp tôi. Ha, Dương Bân Hàn, làm sao anh biết tôi mạnh thế nào? Cậu mạnh cái quản. Không có Trịnh Thu giúp cậu. Cậu chỉ là đồng cứt chó, thối không ngửi nổi. Dương Bân Hàn rất khinh thường. Khuôn mặt già nua của bà cụ nhà họ Dương ở Đề Đô tràn đầy lạnh lùng, bà ta chậm rãi ngồi xuống, nhìn Dương Tiêu đã không còn thuận mắt nữa. Vừa nãy bà ta còn tưởng mấy năm nay Dương Tiêu có năng lực kinh người, nhưng ai ngờ Dương Tiêu lại dựa vào thực lực của Trịnh Thu. Ít nhất, trong mắt bà cụ, đây là sức triệu tập của Trịnh Thu. Mặc dù những năm gần đây, Trịnh Thu ít xuất hiện trên đầu trường quốc tế, nhưng danh tiếng của Trịnh Thu với tư cách là Thánh Võ Châu Á, tổng sĩ quan huấn luyện đầu tiên của Long Ảnh trong thiến. Phủ Chi Quốc vẫn còn vang dội ở trong nước. Chỉ cần Trịnh Thu đứng bên cạnh ủng hộ Dương Tiêu, rất nhiều nhân vật hơn người đương nhiên sẽ đến chúc mừng Dương Tiêu trở lại. Nhìn Dương Bân Hàn đang nổi điên, Hoa Mộ Tranh cười nhẹ, anh cả Dương, anh tin hay không, tiếp theo Dương Tiêu vẫn có thêm mang, đến cho anh những bất ngờ không ngờ tới. Không, nói chính xác thì phải là kinh hãi. Kiều kinh hãi dọa người khác sợ chết khiếp. Kinh hãi kiểu dọa người khác sợ chết khiếp. Những lời này thốt ra từ trong miệng Hoa Mộ Tranh, một người phụ nữ có chỉ số IQ cao, khiến gần 1.000 người có mặt tại hiện trường phải kinh ngạc. Cho đến bây giờ, Di Tiêu còn có thể có chiêu sau gì? Nhà họ Trần ở Miêu Cương, nhà họ Lý ở Đông Hải, đây quả thực là những tồn tại nặng ký. Thêm vào đó là chiến thần Son, quả thực như dệt hoa trên gắm. Ngoài ra còn có Lý Vân Long người phụ trách của Long Ảnh, đủ đề khiến mọi người phải sửng sốt. Dù không có nhiều người nhưng cũng đủ đề nâng Dương Tiêu lên một chiều cao siêu khủng. Đây không còn là bữa tiệc đón gió Tây Trần của Dương Bân Hàn, cậu chủ cả của nhà họ Dương nữa, mà là bữa tiệc đón gió Tây Trần của Dương Tiêu. Với sự trợ giúp của những người này, Dương Tiêu hoàn toàn có thể đổi khách thành chủ. Lúc này, viền tối cao của Dương Bân Hàn đã bị Dương Tiêu bao phủ hoàn toàn. Kết thúc đại tiệc hôm nay, tên của Dương Tiêu chắc chắn sẽ làm chấn động toàn bộ Đề Đô, thậm chí là toàn bộ Thiên Phủ Chi Quốc. Có thể chấn động nhiều ông lớn như vậy tới, đây thật sự không phải là một nét chữ bình thường. Hoa Mộ Tranh, cô Hoa đúng không? Tốt xấu gì cô cũng là người thuộc nhóm chỉ số IQ cao, dọa tôi chết khiếp. Cô đúng là coi trọng phế vật Dương Tiêu này quá rồi. Dù sao tôi, Dương Bân Hàn cũng là người đứng đầu trong số tài năng trẻ ở trong nước. Chuyện lớn gì mà chưa từng thấy. Doa tôi chết khiếp, dựa vào thằng phế vật này. Tiếp sau đi. Dương Bân Hàn nhìn chằm chằm vào Hoa Mộ Tranh với vẻ mỉa mai, như thể Dương Tiêu có thể dọa anh ta sợ chết khiếp thì sẽ thấy ma. Anh chắc chứ? Dương Tiêu cầm ly rượu với ánh mắt sắc bén nhìn Dương Bân Hàn. Dương Bân Hàn cười rộ lên, khinh thường nói, chắc chắn.
Đương nhiên tôi chắc chắn, thằng phê vật nhà cậu còn có thủ đoạn gì có thể dọa tôi chết khiếp. Đến, có bản lĩnh thì dọa tôi chết khiếp đi. Tới tới tói đi, có bản lĩnh thì dọa tôi chết khiếp đi. Cậu chỉ là tên hề. Tên hề, Dương Tiêu nhấp một ngụm rượu, anh chế giễu, trên mặt tràn đầy vui đùa. Tuyệt thế Long Môn chúc mừng cậu chủ nhỏ nhà Le Dương, Dương Tiêu bão táp trở về. Đột nhiên, trước sự khinh bỉ mạnh mẽ của Dương Bân Hàn, một giọng nói uy nghiêm âm vang vang lên. Cái gì? Tuyệt thế Long Môn, nghe đến đây, biểu cảm của gần 1.000 người trong khách sạn Thần Phong thay đổi dữ dội, thậm chí nhiều người còn cho rằng họ bị ảo giác thính giác. Bộp 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 bộp. Ngay sau đó, một loạt tiếng bước chân ngay ngăn và trật tự vang lên, chỉ thấy một loạt bóng đen với khí thế bừng bừng đang tiến về phía khách sạn Thần Phong. Người đi đầu là Ám Kim Long Vương, một trong tứ đại Long Vương của tuyệt thế Long Môn, đằng sau ông là hàng ngàn thành viên hùng mạnh của Long Môn. Nhìn rõ logo đầu rồng đen trên ngực của Ám Kim Long Vương, tất cả mọi người tại hiện trường đều vô cùng kinh ngạc. Lại nhìn đám người áo đen phía sau Ám Kim Long Vương, trên ngực áo có khắc một cái đầu rồng màu đen, trong chốc lát ai cũng không bình tĩnh được. Tuyệt thế Long Môn, vãi ạ, một ông lớn ở Đề Đô không nhịn được chửi thê. Vãi, vãi, vãi ạ, đây, đây hình như là tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới, tuyệt thế Long Môn. Trong phút chốc, nhóm người bên trong khách sạn Mi Phong đều sững sờ. Tuyệt thế Long Môn là tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới, làm thế nào mà sự tồn tại nặng ký này lại tới đây? Người ta đồn rằng vũ khí hạt nhân và tuyệt thế Long Môn là bất tử. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được tuyệt thế Long là tồn tại vững chắc như thế nào trên thế giới này. Hơn nữa, theo thời đại này, về cơ bản sẽ không huy động được vũ khí hạt nhân. Một khi vũ khí hạt nhân xuất hiện, nó sẽ không chỉ phá hủy tuyệt thế Long Môn, mà là toàn bộ thế giới. Bà cụ lại đột nhiên đứng lên, vẻ mặt già nua tràn đầy kinh hãi, tuyệt thế Long Môn. Tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới. Tuyệt thế Long Môn, làm sao có thể? Sao tồn tại bí ẩn này lại tới đây? Dương Bân Hàn kinh hãi lùi về phía sau, trên trán toát mồ hôi lạnh. Ám Kim Long Vương bước tới trước mặt Dương Tiêu, trước ánh mắt của mọi người, Ám Kim Long Vương quỳ một gôi xuông, chắp tay hét lớn, Ám Kim Long Vương của tuyệt thế Long Môn kính chào điện hại. Phịch phịch phịch. Theo sau Ám Kim Long Vương quỳ một chân xuống, hàng ngàn người phía sau Ẩm Kim Long Vương cũng quỳ một chân xuống, nhìn Dương Tiêu bằng ánh mắt trang nghiêm. Chúng tôi kính chào điện hạt. Vèo 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 on bên ngoài cửa khách sạn Thần Phong, gần 10.000 người nhìn vào bên trong khách sạn với vẻ mặt ngưng trọng, tất cả đều há hốc mồm. Chúng tôi kính chào điện hại. Chúng tôi kính chào điện hại. Trong chốc lát, giọng nói này đến giọng nói khác vang lên như sấm sét cửu thiên, khiến tất cả mọi người chóng mặt choáng váng. Quỳ xuống, tất cả những người này đều quỳ xuống. Má ơi, người trong Long Môn kính chào Dương Tiêu. Làm sao có thể? Đúng thế. Siêu huyệt thế Long Môn, đó là tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới. Làm sao tồn tại như vậy lại có thể kính chào một đứa con rơi của nhà họ Dương ở Đề Đô được? Chẳng lẽ? Đột nhiên, trong đầu nảy ra một ý tưởng táo bạo. PT đột nhiên, gần 1.000 người tại hiện trường, không khỏi há hốc mồm, trong đầu cũng xoát hiện một ý tưởng táo bạo. Người trong Long Môn kính chào thẳng phế vật này, có nhầm lẫn gì không? Dương Bân Hàn không còn kìm chê được nội tâm sợ hãi. Nếu người trong Long Môn kính chào Dương Tiêu, thì Dương Tiêu sẽ có thân phận gì? Như mọi người đã biết, bên trong tuyệt thế Long Môn có tứ đại Long, Vương, tám vị đại thiên sứ, đứng đầu là Long Chủ Long Môn tôn quý nhất. Cách đây không lâu, Long Chủ cũ Dịch Thấp đã thoái vị, Long Chủ mới kê vị. Tuy nhiên, Long Chủ mới là ai vẫn chưa được tiết lộ. Bây giờ người của Long Môn đều tới chúc mừng Dương Tiêu trở về, chẳng lẽ thân phận của Dương Tiêu là... Một ý tưởng táo bạo xuất hiện một cách ngẫu hứng, Dương Bân Hàn như bị sét đánh suýt đã sẩy chân, suýt ngã nhào xuống đất. Long Môn tới, kính chào Dương Tiêu, bà cụ không thể bình tĩnh được nữa. Khuôn mặt già nua của bà ta đầy vẻ kinh hoàng, như thể đã nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ. Giống như mọi người nghĩ, bà cụ cũng cho rằng Dương Tiêu là chủ mới của Long Môn. Nghĩ rằng Dương Tiêu là chủ mới của Long Môn, bà cụ như bị trúng mây chục nghìn điểm sát thương. Toàn thân giả nua run lên, trong lòng dâng lên cảm giác vô lực. Vốn dĩ bà ta còn muốn huấn luyện Dương Tiêu làm con rồi của mình để điều khiển nhà họ Dương ở Đề Đô. Nếu Dương Tiêu là Long Chủ mới, đừng nói là biến Dương Tiêu trở thành con rồi của bà ta, nếu Dương Tiêu nhớ thù, báo thù chuyện năm đó, bà ta là người đứng đầu khó mà giữ được mạng. Trần Khải bị sốc nói,
Vãi ạ, đội trưởng, đây. Đây hình như là người trong Long Môn thật. Tràn Khải biết Dương Tiêu là thần chết, nhưng anh ta không biết Dương Tiêu là Long Chủ mới. Và theo phán đoán của Trần Khải, nhóm người này chắc chắn đến từ Tuyệt Thế Long Môn, bởi vì có quá nhiều người tham gia, nhìn chung toàn thế giới không ai dám lây Tuyệt Thế Long Môn ra đùa. Trong ấn tượng của Trần Khải, bá chủ số một thế giới đã từng cử người đóng giả người trong Long Môn, sau khi bị Long Môn phát hiện ra, Tuyệt Thế Long Môn cử cao thủ ra mặt, không chỉ chặt đầu nhóm kẻ mạo danh này, mà tất cả các quan chức hàng đầu của nước họ cũng phải xin lỗi. Vụ việc này ngay từ đầu đã gây chấn động quốc tế một thời, bởi vì nó liên quan đến Long Môn, truyền thông các nước không đưa tin vì sợ Long Môn tức giận. Kể từ đó, các ông lớn trên khắp thế giới đều tránh người của Long Môn như tránh ma, tránh làm cho Hồng Môn không vui. Long Môn tức giận, chịu xác chết năm la liệt, máu chảy vạn dặm cũng không phải là lời nói gì. Tuyệt Thế Long Môn, Chiến Thần Son nhíu mày vẻ mặt đột nhiên ngưng trọng. Anh ta có thể cảm giác được rõ nhóm người này có sức chiến đấu phi thường, tất cả đều là tầng lớp ưu tú. Am Kim Long Vương dân đâu, điều này mang đến cho anh ta cảm giác khủng hoảng. Nhưng Dương Tiêu không trả lời, ánh mắt càng ngày càng lạnh, nhấp một ngụm rượu mạnh, càng kích thích sát khí trên người Dương Tiêu. Hoa Mộ Tranh nhìn Dương Bân Hàn đáng tái nhọt, lúm đồng tiền của cô đẹp như hoa, người khác không biết thân phận của Dương Tiêu, nhưng cô biết rất rõ. Biểu hiện của Lý Minh Hiên cũng không dao động quá lớn, năm đó nhà họ Lý ở Đông Hải được Dương Tiêu nâng đỡ, nhà họ Lý đương nhiên biết Dương Tiêu là Long Chủ. Tí te chi tí te trồ nhìn mấy ngàn người trước mặt cúi đầu nhìn Dương Tiêu, trên trán Dương Bân Hàn chảy mồ hôi lạnh, mờ u bàn chân cũng cảm thấy ớn lạnh. Không ngờ Dương Tiêu sẽ chân động đến Tuyệt Thế Long Môn. Một người nổi tiếng ở Đề Đô liếc mắt nhìn bên ngoài khách sạn Thần Phong, run giọng nói, xe sang tụ tập, mấy chục nghìn người cúi chào, thật đúng là kinh hãi lòng người. Đúng thể, hàng chục nghìn người kính chào, chẳng lẽ Dương Tiêu này thực sự là Long Chủ mới của Long Môn? Nếu Dương Tiêu không phải Long Chủ mới của Long Môn, thì nên giải thích cảnh tượng trước mặt này như thế nào? Nhìn chằm chằm vào hàng nghìn chiếc xe hơi hạng sang bên ngoài cửa khách sạn Thần Phong, hàng chục nghìn người tụ tập vây xem. Trên mặt mỗi người chỉ có vẻ kinh hãi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Giả, tất cả đều là giả. Trong lòng Dương Bân Hàn nổi sóng, anh ta suy sụp tỉnh thần, cả người điên cuồng cực độ. Giả, tất cả đều là giả, mơ, tất cả đều là mơ. Mặt của Dương Bân Hàn đỏ bừng hét lên như điên. Nhìn thấy Dương Bân Hàn gục cả, tất cả mọi người đều ử vô cùng bàng hoàng. Không tốn bất kỳ sức lực nào đã khiến Dương Bần Hàn thế hệ trẻ tuổi giỏi giang ở Đề Đô thành dáng vẻ như vậy, đơn giản là quá kinh khủng. Trong phút chốc, mọi người đều nhìn Dương Tiêu với ánh mắt trang trọng và kính nể hơn. Còn Dương Tiêu đang nhấp ngụm rượu mạnh, một luồng khí mạnh của cấp trên quét qua xung quanh. Như tôi đã nói, khi Dương Tiêu này trở về, nhất định sẽ sóng gió ngập trời. Hôm nay, tôi Dương Tiêu bão táp trở về, không chỉ sóng gió ngập trời, mà còn vang dội cả quá khứ và hiện tại. Dương Tiêu không giận mà uy, trên người toát ra sát khí như có như không khiến cho tất cả những ai đến chúc mừng đều phải dùng mình. Dương Bân Hàn tức giận xông lên, Dương Tiêu, cậu đúng là giỏi. Cậu thật sự rất giỏi. Tuyên, chiến với tôi đúng không? Tốt tốt ti ti, mẹ kiếp tôi sẽ diệt cậu ngay trước mặt mọi người. Người đâu, chặt tên khốn này thành tám khúc cho tôi, người đâu, đốt tên khốn này thành cho tôi. Bùng nổ. Dương Hân Hàn tức giận hoàn toàn rơi vào trạng thái bùng nô. Hôm nay rõ ràng là đại tiệc đón gió Tây Trần của anh ta, theo sau là các ông lớn tụ tập, bữa tiệc đón gió Tây Trần này đã hoàn toàn bị phá hủy, mà anh ta Dương Bân Hàn sẽ hoàn toàn trở thành trò cười. Giờ phút này, hai mắt Dương Bân Hàn đỏ ngầu, anh ta thật sự hận Dương Tiêu đến tận xương tủy, anh ta không ngờ Dương Tiêu của bây giờ lại có sức mạnh kinh người như vậy. Nghe thầy lệnh của Dương Bân Hàn, tất cả các vệ sĩ tỉnh nhuệ mà Dương Bân Hàn đã bổ trí từ trước nhìn nhau, họ đều nhìn thấy sự sợ hãi sâu sắc trong mắt nhau. Lúc này bảo bọn họ đối phó với Dương Tiêu, tìm chết à. Tuyệt Thế Long Môn đã đến, bọn họ đối. Phó Dương Tiêu là chê sống lâu sao? Lên, tôi bảo các người lên, tay các người mọc lên hết rồi hả? Thầy đám vệ sĩ thở ơ, Dương Bân Hàn như sắp phát điên. Tuy nhiên, cho dù Dương Bân Hàn có hét lên như thế nào, những vệ sĩ này cũng giống như những con chim sợ cành cong, họ không dám làm gì Dương Tiêu, thậm chí họ còn nhìn Dương Tiêu với vẻ kính sợ. Dương Bân Hàn giận dữ thân thể run rẩy, khốn kiếp, các người không dám làm gì cậu ta hả? Tốt, ông đây tự làm. Vẻ on ngay sau đó,
Dương Bân Hàn nổi điên cầm một chiếc ghế dài đập mạnh vào đầu Dương Tiêu. Đại tiệc bị phá, anh ta trở thành trò cười, Dương Bân Hàn hoàn toàn rơi vào trạng thái bùng nổ, giờ anh ta chỉ muốn dê Dương Tiêu để rửa hận. Vẻ mặt Dương Tiêu bình tĩnh, vẫn nhấp ngụm rượu mạnh, hoàn toàn không để ý tới Dương Bân Hàn. Hừ, ngay lúc Dương Bân Hàn vác ghế tấn công Dương Tiêu, ánh mắt của ông già luộm thuộm bên trong chiếc xe thể thao màu vàng bên ngoài khách sạn Thần Phong lóe lên tia sáng lạnh. Sau đó, vẻ không hài lòng trên khuôn mặt của ông già lâm lì, ông chợt vẫy tay, một làn sóng không khí lập tức quét vào bên trong khách sạn Thần Phong. Bóp! Dương Bân Hàn chưa kịp đập ghê vào đầu Dương Tiêu, một cái tát vô hình đã tát vào khuôn mặt già của Dương Bân Hàn. Phụt! Dương Bân Hàn mất cảnh giác, một cú tát trời giáng tát vào mặt anh ta, dưới ánh mặt của mọi người, cơ thể của Dương Bân Hàn bị văng ra xa 7-8 mét như diều bị đứt dây. Trên đường đi, máu của Dương Bân Hàn dâng trào, lập tức nôn ra một ngụm máu, hai con răng bên trong cũng rơi ra. Phụt, thân thể nặng, nề ngã xuống, Dương Bân Hàn rên rỉ, lại nôn ra một ngụm máu khác. Hít, nhìn thấy trạng thái thê thảm của Dương Bân Hàn, vô số người ở hiện trường to lớn không khỏi há hốc mồm hít một ngụm khí lạnh. Khoảng cách 100 mét, cách không trung tát vào mặt Dương Bân Hàn một cách dữ dội, đây là loại sức mạnh kinh người nào? Những sự tồn tại như vậy không khác gì thân thánh và ma quỷ. Khi nhìn thấy cảnh tượng, này chiến thần Son đột nhiên thay đổi sắc mặt, thực lực đáng sợ, ai là người ra tay? Trên toàn thế giới này chỉ có một số ít người có thể cách không khí làm tổn thương người khác, các tinh hoa của Long Môn đều tới, chẳng lẽ ông ta cũng tới đây? Lý Vân Long, người phụ trách của Long Ảnh nhìn mà kinh hãi. Vẻ mặt của quản gia Trịnh Thu, Thánh Võ Châu A ngưng trọng, ông lẩm bẩm nói, người đàn ông đó đã trở lại. Cho em cơ hội biểu diễn được không? Nhìn trạng thái thê thảm của Dương Bân Hàn, Dương Tiêu không nhịn được nói. Ông già dịch thập luộm thuộm trong xe thê thao màu vàng tức giận, chê tiệt. Thằng nhóc nhà em lằng nha lằng nhãng, xem thầy đã tức đến mức nào rồi, có biết lát nữa thầy còn có hẹn riêng không hả? Em cứ lằng nhằng như vậy, đang lãng phí thời gian của thầy hả? Dịch thấp sút lời, âm thanh truyền đi hơn 100 mét, toàn bộ khách sạn Thần Phong đều có thể nghe thấy rõ âm thanh này. Trời ạ, nội lực của người này mạnh thật đây. Tất cả doanh nhân giàu có nổi tiếng ở Đế Đô đều kinh hãi. Rõ ràng là người ở cách xa 100 mét, mà giọng nói lại rất rõ ràng, đó là điều NS, phải người bình thường có thể làm được. Nghe những gì dịch thấp nói, khóe miệng Dương Tiêu co giật, anh biết người thầy tuyệt vời này. Của mình thích đi thăng vào vận đê, không thích lãng phí quá nhiều thời gian. Nội lực từ đâu ra? Giả, tất cả đều là giả. Dương Tiêu, tôi phải giết cậu. Dương Bần Hàn tức giận gầm lên. Dịch thấp cách không khí tát vào mặt Dương Bân Hàn, không những không gây sốc cho Dương Bân Hàn, mà còn kích thích sâu vào não của Dương Bân Hàn. Với lòng căm thù, anh ta muốn đứng dậy khỏi mặt đất, tung ra một đòn chí mạng vào Dương Tiêu một lần nữa. Nghiệp chướng, quỳ xuống, nhận thấy Dương Bân Hàn muốn đứng, dậy, trong đôi mắt già của dịch tháp lóe lên tia sáng lạnh. Ngay lúc Dương Bân Hàn chuẩn bị đứng dậy, một sự cưỡng chế đáng sợ ập xuống. Dương Bân Hàn lập tức cảm thấy như có một tảng đá nặng ngàn cân đang đè lên mình, đầu gối anh ta mềm nhũ, khuỵu gối xuống đất, làm một tư thế quỳ tiêu chuẩn. Đậu phộng, rốt cuộc người ra tay là thần thánh phương nào? Nhìn thấy Dương Bân Hàn quỳ vững vàng trên mặt đất, người tới chúc mừng chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Bà cụ nhà họ Dương ở Đế Đô vừa kinh ngạc vừa tức giận, rốt cuộc ông là ai? Tôi là ai không quan trọng, dù sao cũng không phải nhân tình của bà. Bà cứ ngồi yên tại chỗ, nếu không, chết. Giọng nói không mặn không nhạt của dịch thấp lập tức vang lên. Cái gì, dù sao cũng không phải nhân tình của bà. Nghe những lời của dịch tháp, mọi người có mặt tại hiện trường lập tức bị sốc bởi những lời nói như sấm của dịch tháp. Người ra tay này tốt xấu gì cũng là cao thủ vô song, nhưng không ngờ lại nói ra một lời vô liêm sỉ và nóng nảy như vậy. Bà cụ tức giận suýt hộc máu, từ khi chồng chết. Bà ta đã khống chế toàn bộ nhà họ Dương ở Đế Đô với tốc độ cực nhanh, thân phận cao quý, ai dám lây bà ta ra trêu đùa. Người ngoài cửa lại dám chế nhạo bà ta như vậy, không cần nói bà cụ căm hận đến mức nào. Hỗn láo, bà cụ tức giận đứng thẳng dậy. Chát, bà cụ vừa rút lời, dịch thập lại phát tay, một làn sóng vô hình quét qua, y hệt Dương Bân Hàn, một cái tát vô hình tát vào mặt bà cụ. A cụ nào có thể chịu được lực lượng này? Thân thể già lảo đảo ngã xuống đất, khóe miệng lập tức tràn ra một vệt máu đỏ ngâu. Sờ khóe miệng, nhìn vết máu trên tay, hai mắt bà cụ đỏ ra, bà ta điên cuồng hét lên,
đồ khốn kiếp, ông dám động vào tôi. Động bà là cái thá gì? Bà già sông lâu, ông đây không chỉ điểm động bà, mà còn dám giết bài. Vẻ không kiên nhẫn trên mặt Dịch Thấp càng ngày càng đậm. Trong tích tắc, Dịch Thấp đột nhiên phát tay áo, một luồng khí cuồng bạo ập tức quét về phía vị trí của bà cụ trong khách sạn Thần Phong. Phù vèo vèon với luồng không khí cuồng bạo tràn vào khách sạn Thần Phong, toàn bộ khách sạn Thần Phong đột nhiên nổi lên một cơn gió, thổi bay quần áo của những người có mặt. Dưới ánh mắt của mọi người, một lực lượng hung bạo và hủy diệt mạnh mẽ bắn về phía đầu bà cụ. Bà cụ xong đời rồi. Gần nghìn người tại hiện trường trợn mắt ngoác mồm, dựng tóc gáy. Dương Tiêu cầm ly rượu, mặt không hề thay đổi. Như thể bà cụ nhà họ Dương ở đế đô chết cũng không liên quan gì đến anh. Cảm nhận được lực lượng hủy diệt điên của ông đang lao đến, bà cụ kinh hãi, không ổn, mình xong đời. Nắm quyền nhà họ Dương ở đế đô nhiều năm như vậy, bà cụ Vân luôn ngồi tít trên cao, không để người thường vào mắt. Theo ý của bà ta, những người bình thường đó không khác gì dâu ria xôm xoàm, không ai có thể lay chuyên địa vị của bà ta trong nhà họ Dương ở đế đô, cũng không ai có thể phỉ báng uy nghiêm của bà ta. Điều khiến bà cụ kinh hoàng là giờ lại có người dám giết bà ta. Đúng vậy, đó là giết bà ta. Dưới làn sóng dữ dội này, lần đầu tiên bà cụ nhận ra rằng mình đang tiếp cận với tử thần. Bà ta muốn né tránh, nhưng sợ hãi chân không thể cử động được, cảm giác vô lực tái nhọt mạnh mẽ khiến bà cụ rất hoảng sợ. Ngay lúc làn sóng tàn khốc này sắp ập xuống bà cụ, quản gia Trịnh Thu không thể không ra tay. Âm ly Trịnh Thu tấn công ngang ngược, một lực lượng cuồng bạo trào ra khỏi cơ thể Trịnh Thu như ngọn núi lửa phun trào. Hai luồng lực lượng cuồng bạo va chạm, tạo thành một luồng gió mạnh quét tứ phía. Luồng khí, mạnh mẽ. Sóng gió, hoành hành. Phù vèo vèon dưới làn sóng dữ dội này, bàn ghê trong toàn bộ sảnh của khách sạn Thần Phong bị lật úp, nhiều người bất ngờ bị thổi bay ngã xuống đất. Con mẹ nó, nhìn thầy trong nháy mắt mặt đất hỗn độn, tất cả những người tới chúc mừng đều ngắn ra. Bọn họ biết người ngoài cửa rất mạnh, nhưng không ngờ người ngoài cửa lại mạnh đến vậy. Mặt đối mặt, thân thể Trịnh Thu đứng yên, nhưng sắc mặt rõ ràng đã tái nhọt. Chiến thần Son sửng sốt, trên đòi này còn tồn tại cao thủ như vậy. Chuyện này, làm sao có thể? Không hồ là Dịch Tháp cao thủ số một thế giới, qua nhiều năm như thế. Công lực này chỉ mạnh hơn trước, Lý Vân Long thầm kinh ngạc. Ông biết người đến là Dịch Tháp chủ cũ của Long Môn, một huyền hoa truyền kỳ. Lý Vân Long còn nhớ rõ mấy chục năm trước, Dịch Tháp bay trên không xuất thế. Cựu cao thủ số một thế giới vẻn vẹn, bị Dịch Thấp giết chết trong nháy mắt. Từ đó, Dịch Thấp ngồi vững trên vị trí cao thủ số một thế giới. Dịch Thấp, có bản tính tự do, làm việc theo ý muốn, từng làm mất lòng tất cả các cường quốc trên thế giới. Bá chủ thế giới rất tức giận, đã thuê nhóm lính đánh thuê số một thế giới bao vây và trấn áp Dịch Thấp. Trong trận chiến đó, đoàn lính đánh thuê số một thế giới đã điều động toàn bộ quân đội, điều động đầy đủ 100.000 quân tinh nhuệ. Mang theo vũ khí hạng nặng. Không tới một giờ, hoàn toàn không tới một giờ. Đoàn lính đánh thuê số một thế giới một thời đã hoàn toàn trở thành lịch sử, hoàn toàn tan thành cát bụi. Cho đến nay, trận chiến đó đã làm nên tên tuổi của Dịch Thấp khốc liệt tột bậc. Dịch Thấp thoái vị, nhiều người đồn đoán chăng lẽ Dịch Thấp đã già, chuẩn bị về châu trời. Bây giờ xem ra Dịch Thấp này chẳng những không héo tàn, mà sức mạnh của ông còn ngày càng bùng nổ hơn. Trịnh Thu, tốt xấu gì ông cũng là truyền kỳ. Một thế hệ, sao hả? Ông muốn ngăn cản tôi. Dịch Thấp hơi tức giận. Ánh mắt Trịnh Thu khóa chặt chiếc xe thể thao vàng ngoài cửa, tôi cũng không muốn ngăn cản, nhưng bất lực, dù gì bà ấy cũng là vợ của người đã khuất, cậu chủ nhỏ là con cháu trực hệ, mong hãy thông cảm. Đúng vậy, Dịch Thấp muốn giết bà cụ Trịnh Thu không thể không ngăn cản. Đáng tiếc, bà cụ là vợ của ông cụ đã khuất của nhà họ Dương ở Đế Đô. Là bà nội của Dương Tiêu, điều này khiến Trịnh Thu rất khó xử. Nhà họ Dương ở Đế Đô có ơn với ông đã hứa đời này sẽ bảo vệ toàn bộ nhà họ Dương ở Đế Đô. Đối mặt với Dịch Thấp, Trịnh Thu không còn cách nào khác là phải cắn răng ra tay. Nếu tôi không thông cảm thì sao? Đôi mắt Dịch Thấp trở nên lạnh lùng. Trên tay cầm ly rượu, Dương Tiêu nhẹ giọng nói, tạm ổn rồi, mọi chuyện tiếp theo hãy giao cho y mồ. Hừ. Thầy biệt ngay là thằng ếch thì thôi, nhà em mềm lòng mà, người làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết, loại người như này nên giết quách cho xong. Dịch Thấp tức giận nói. Nghe những gì Dịch Thấp nói, khóe miệng Dương Tiêu lại co giật, anh biệt Dịch Thấp cả đời này không lo lắng gì, giết người dứt khoát. Tiếc là,
Dương Tiêu có chỗ lo lắng, có chỗ sợ hãi. Dù sao bà cụ cũng là bà nội của anh, mặc dù Dương Tiêu muốn đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc giết chết bà cụ. Mặt khác, Dương Bân Hàn căm hận Dương Tiêu sâu sắc, người này nhất định phải chết. Nhưng, ông nội Trịnh Chính Thu hiển nhiên là đang duy trì sự uy nghiêm của toàn bộ nhà họ Dương ở Đế Đô, Dương Tiêu rất tôn trọng Trịnh Thu, lần này anh sẽ chọn cho Trịnh Thu thể diện. Trịnh Thu cũng đã nói rõ, chỉ cần bữa tiệc hôm nay kết thúc, anh có thể trong tối ngoài sáng giết Dương Bân Hàn bất cứ lúc nào. Dừng một chút, Dịch Thấp nói tiếp, mau giải quyết đi. Vâng, Dương Tiêu đáp. Nhìn đồng hồ, Dương Tiêu lẩm bẩm, lúc này chắc những người nọ cũng đã tới rồi. Tạch 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 chi khi lời nói của Dương Tiêu vừa dứt, cách đó không xa trên bầu trời, một chiếc trực thăng bay về phía khách sạn Thần Phong. Trực thăng, vãi à, ở ngay trong Đế Đô lại có người lái máy bay trực thăng. Không phải chứ, nhìn thấy trực thăng tới gần, mí mắt của mọi người nhảy loạn xạ. Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, chiếc trực thăng hạ cánh, những người tóc vàng lần lượt bước ra từ trực thăng. Người nước ngoài từ đâu đến? Nhiều người kinh ngạc. Như đã biết, Đế Đô vốn là thủ đô của Thiên Phủ Chỉ Quốc, ở thủ đô không cho phép máy bay trực thăng bay. Bây giờ không chỉ có máy bay trực thăng tới, mà còn là người nước ngoài tới, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Dưới sự chú ý của mọi người, ông già Âu Mỹ cúi đầu chào Dịch Tháp trên chiếc xe thể thao vàng trước, sau đó ông già bước vào đại sảnh, Ronan kính chào điện hạt. Cái gì, Ronan? Hai Âu vừa dứt lời, hiện trường bỗng nhiên nổ tung như bom khiến ai cũng choáng váng. Ronan, đây không phải là chủ nhà cũ của gia tộc Chris, một tập đoàn tài phiệt tầm cỡ thế giới ở châu Âu sao? Tại sao ông ấy lại tới đây? Đờ mờ, không biết, chẳng lẽ Ronan cũng là người của Dương Tiêu? Đò mò, chắc chắn là thế rồi, không nghe thấy Ronan gọi Dương Tiêu là điện hạ hả? Sự kinh ngạc trên gương mặt của gần 1.000 người không còn có thể lay chuyển được nữa. Họ biết Dương Tiêu có thực lực, nhưng lại không biết Dương Tiêu có uy lực đến mức có thể khiến nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới kính chào. Như đã biết, tuyệt thế Long Môn không bao giờ can thiệp vào cuộc chiến giữa các nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới. Thậm chí có thể nói, tuyệt thế Long Môn có địa vị cao cả, bọn họ thậm chí không thèm kết bạn với các nhà tài phiệt tầm cỡ thế giới. Vì vậy, Ronan này chắc chắn đến vì Dương Tiêu, và không liên quan gì đến tuyệt thế Long Môn. Sau đó, một âm thanh khác bùng nổ. Tôi Stephen kính chào điện hạ. Một ông già khác bước tới, nghiêm nghị nói. Stephen, đậu xanh rau mái. Stephen không phải là chủ của gia tộc Robert nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới sao? Đúng vậy, chủ của nhà Robert là. Stephen, hai nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới, sức hấp dẫn của Dương Tiêu này quá kinh người rồi nhỉ? Còn nữa không, còn có những nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới khác đến nữa không? Vô số người trợn mắt há hốc mồm, trong lòng bọn họ vô cùng kinh ngạc trước sự chấn động của Dương Tiêu. Lúc này, Dương Tiêu đang lắc nhẹ ly rượu, trong mắt càng ngày càng lạnh. Anh liếc mắt nhìn Dương Bân Hàn và bà cụ đang quỳ trên mặt đất, trong lòng tràn đầy âm đạm. Chẳng phải các người vẫn luôn nghĩ tôi là chó nhà có tang sao? Chẳng phải các người vẫn luôn nghĩ tôi là thằng hề nhảy nhót sao? Tốt, hôm nay tôi sẽ cho các người thấy. Chó nhà có tang trong mắt các người có năng lượng như thế nào? Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, hết bóng người này đến bóng người khác xuất hiện. So của đại gia tộc Alexander nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới kính chào điện hạ. Tony của gia tộc Roosevelt nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới kính chào điện hạ. Alice, chủ của gia tộc Kép nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới kính chào điện hạ. Trong nháy mắt, hơn 10 chủ nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới đích thân tới, bọn họ đều kính chào Dương Tiêu. Các nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới đều ra mặt, chuyện này làm sao có thể? Bà cụ và Dương Bân Hàn đều chết lặng, gần 1.000 người có mặt tại đây cũng sững sờ. Trong chốc lát, mọi người đều nhìn về phía Dương Tiêu chỉ còn lại là kinh ngạc. Người duy nhất có thể chấn động lòng môn, kêu gọi các nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới, nhìn chung toàn thế giới, sợ là cũng chỉ có người này. Hôm nay, Long Chủ đã trở lại, gây chấn động cả quá khứ và hiện tại. Thần chết kêu gọi, mọi hướng đều tới thăm. Hàng chục ông chủ nhà tài phiệt tầm cỡ thế giới đã đến, trong phút chốc cảnh tượng này đã gây chấn động mạnh. Nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hôm nay tam quan của bọn họ. Hính toàn bị Dương Tiêu làm sụp đổ. Nhiều nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới từ khắp nơi đến, rốt cuộc cậu chủ nhỏ nhà họ Dương này là người như thế nào?
Không, biết, tuy nhiên, lời kêu gọi này quá đáng sợ rồi nhỉ. Lần này Dương Bân Hàn thực sự xong đời rồi. Đúng vậy, đây đâu phải bữa tiệc đón gió Tây Chân của Dương Bân Hàn nữa, đây là bữa tiệc trở về của Dương Tiêu. Gần 1.000 người xì xào bàn tán, vẻ kinh ngạc trên gương mặt của họ kéo dài rất lâu không xua tan được. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Dương Bân Hàn tức giận gầm lên. Anh ta không hiểu tại sao một đứa con rơi bị nhà họ Dương đuổi ra khỏi Đế Đô nhiều năm lại có năng lượng kinh người như vậy. Dương Bân Hàn chỉ cảm thấy tỉa xì những điều này như một giấc mơ, anh ta chỉ cảm thấy thời buổi này mèo đã làm phù dầu cho chuột. Tí tách, tí te chi chứng kiến cảnh tượng này, trán của bà cụ nhà họ Dương ở Đế Đô đổ đầy mồ hôi lạnh. Vốn dĩ bà ta nghĩ việc Tuyệt Thế Long Môn xuất hiện đã là rất sốc, ai ngờ đằng sau sẽ có hàng chục nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới. Dương Bân Hàn và bà cụ không hề hay biết Dương Tiêu là lưỡi dao sắc bén của đất nước mạnh nhất trong Thiên Phủ Chi Quốc, và được mệnh danh là chiến thần số một phương Đông. Năm đó khi rong ruổi trên đầu trường quốc tế, Dương Tiêu không biệt đã diệt bao nhiêu nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới, đồng thời cũng đích thần hỗ trợ không ít nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới. Bây giờ Dương Tiêu trở về Đế Đô, mệnh lệnh ban ra, các anh hùng tự nhiên sẽ đến thăm. Thằng nhóc thối này đúng là biết tạo bật ngò. Giả vờ giỏi thật, nhưng mình thích cái giả vờ này, ha 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 hai. Dịch Thấp Ngôi trong, chiếc xe thể thao vàng cười vui vẻ. Mặc dù đã biết thân phận của Dương Tiêu, nhưng cuối cùng khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Mộ Tranh vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc. Để có thể huy động hàng chục nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới đến, quả thật là một người tài giỏi. Lý Vân Long cũng ngạc nhiên không kém, ông biết Dương Tiêu ủng hộ rất nhiều nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới, nhưng không ngờ sau bao nhiêu năm. Dương Tiêu vẫn có sức hấp dẫn triệu tập được nhiều nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới như này. Trần Khải và Lý Minh Hiên thì tự nhiên không cần phải nói, họ cơ bản biết rõ những việc làm của Dương Tiêu. Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, Dương Tiêu cầm ly rượu từ từ đứng dậy. Anh thờ ơ liếc nhìn hiện trường, trong đó có một sự cưỡng chế mờ nhạt khiến người khác không thể bỏ qua. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của đám người, Dương Tiêu chậm rãi nói, một ô lòng đầy phẫn nộ. Dường như mỗi sợi tóc đều dựng đứng đẩy mũ cao lên. Trận mưa gấp vừa tạnh, giữa lan can nhìn ra xa, sóng lòng trào dâng, ngửa mặt nhìn trời cao hét lớn. Mãn Giang Hồng của Nhạc Phi. Nghe Dương Tiêu nói, mọi người đều kinh ngạc. Dương Tiêu không hề quan tâm đến ánh mắt của mọi người, anh nhìn vẻ mắt tái nhợt của bà cụ, rồi lại nói, năm nay đã 30 tuổi, mà công danh có được chỉ như bụi đất. Vào sống ra chết, đội trăng sao. 8.000 dặm đường chỉnh chiền duỗi dòng Nam Bắc, một lòng báo quốc. Mong đừng để thời gian trôi phí, đến lúc bạc đầu chỉ biết than thở bi thương. Cuối cùng, Dương Tiêu nhìn chằm chằm vào Dương Bận Hàn đang quỳ trên mặt đất thân thể phát run, cuối cùng nói, nỗi nhục tỉnh khang đến nay vẫn chưa rửa sạch. Làm một bề tôi, không ngày nào là không đau đầu, oán hận chứa đây, biết đến bao giờ mới dẹp tan. Ta nhất định phải thống lĩnh ngàn vạn chiến xa, vung roi thẳng tiến. Đạp bằng từng cửa khâu ở núi Hạ Lan nơi mà quân Kim chiếm đóng. Thè răng trong tiếng nói cười thăng lợi, sẽ ăn gan quân thù lấy no, uống máu quân thù giải khát. Đợi đến ngày thu phục lại được trọn vẹn Giang Sơn, sẽ dẫn binh báo tiệp về kinh thành Triều Kiên Hoàng Đề. Lời Dương Tiêu nói là trong Mãn Giang Hồng của Nhạc Phi. Google cảm nhận được áp lực nhàn nhạt trên người Dương Tiêu, trong lòng tất cả mọi người như có một nhát phữa nặng nề rơi xuống, khiến bọn họ không khỏi rùng mình. Mọi người đều nhận ra một cách sâu sắc, cậu chủ nhỏ của nhà họ Dương ở Đế Đô đã hoàn toàn trở về, một suy nghĩ đã có thể quyết định sinh tử của bọn họ. Ưng ực một hơi, Dương Tiêu uống hệt rượu trong lỉ, ánh mắt nhìn về phía bà cụ, Đế Đô, tôi Dương Tiêu đã trở lại. Bà cụ, tôi Dương Tiêu đã trở lại. Cậu, bà cụ vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhưng trong lòng tái nhọt và vô lực nhiều hơn. Ánh mắt bà ta nhìn Dương Tiêu chỉ cảm thấy càng, ngày càng xa lạ. Thậm chí năng lực của đứa cháu trai út trước mặt này khiến bà ta cảm thấy sợ hãi chưa từng có. Ban đầu, bà ta triệu tập Dương Tiêu trở lại với ý định huấn luyện Dương Tiêu trở thành một con rồi kiêm chê ánh đèn sân khấu của Dương Bân Hàn, nhưng bây giờ có vẻ như ý tưởng này quá vô lý. Đứa cháu út bị bà ta đuổi đi năm đó, thực sự đã mạnh đến mức khiến bà ta run sợ. Nhìn chằm chằm bà cụ tái mặt, Dương Tiêu nói tiếp, hồi đó mẹ con tôi chịu nhục trong nhà họ Dương. Bà cụ. Món quà này tôi sẽ đòi lại từng cái. Từ khi tôi rời khỏi nhà họ Dương ở Đế Đô, mẹ tôi lưu lạc bên ngoài, bà không quan tâm không hỏi han, món quà này, tôi Dương Tiêu cũng sẽ đòi lại từng cái. Hiện giờ,
thi thể của bố tôi được đưa về, bà không những không đau thương, mà ngay cả hung thủ cũng không tra. Tôi Dương Tiêu, cũng sẽ đòi lại món quà này. Lây lại ba thứ liên tiếp, cứ như một nhát búa nặng nề giáng vào lòng bà cụ, cảm giác lạnh lão khiến máu bà ta đông lại. Bà ta có thể cảm nhận rõ lửa giận lạnh trong cơ thể Dương Tiêu, bà ta biết hành động tiếp theo của Dương Tiêu sẽ điên cuồng như thế nào. Sau đó, Dương Tiêu nhìn Dương Bân Hàn chế nhạo, anh cả tốt của tôi, hôm nay là tiệc đón gió tẩy trần của anh, là em trai, tôi chúc mừng anh trở về từ nước ngoài. Phụt! Nghe những lời của Dương Tiêu, Dương Bân Hàn gần như hộc máu. Theo lý mà nói, hôm nay là một ngày trọng đại của anh ta, Dương Bân Hàn sẽ chấn động cả đế đô, nhưng không ngờ, bởi vì Dương Tiêu mà toàn bộ bữa tiệc đã bị phá hủy. Quỳ làm gì, anh cả, hôm nay là sân nhất của anh, đừng quỳ, đứng dậy đi. Trong mắt Dương Tiêu lộ ra vẻ giễu cợt. Dương Bân Hàn hận đến mức nghiền răng muốn đứng dậy khỏi mặt đất, nhưng một áp lực vô hình đang đè chặt vào người khiến anh ta không thể thoát ra được. Quá tàn nhẫn, quá sắc bén, gần 1.000 người đều kinh ngạc khi thấy thái độ của Dương Tiêu đối với bà cụ và Dương Bân Hàn. Họ không biết Dương Tiêu đã phải chịu đựng những đau khổ gì tin những năm qua, và họ khổng biệt. Dương Tiêu đang tức giận như thế nào? Nhà họ Dương ở đế đô, tàn nhẫn. Anh Dương Tiêu, sẽ càng tàn nhẫn hơn. Cha bị giết, mẹ lưu lạc bên ngoài, từng chuyện một kết hợp lại đã kích thích thần kinh não của Dương Tiêu. Sau đó, Dương Tiêu nhìn những người ở đế đô tới chúc mừng, mọi người, yên tiệc đã bắt đầu rồi, sao mọi người không động đũa? Chuyện này, nghe Dương Tiêu nói, gần 1.000 người sợ tới mức nhìn nhau. Không ai trong số họ là kẻ ngốc, họ biết lúc này Dương Tiêu đang tức giận như thế nào. Dương Tiêu không nhúc nhích đũa, ai dám động. Cho dù Dương Tiêu dám dùng đũa, thì ai đủ can đảm dùng đũa. Ai dám động, người đó chết. Dương Tiêu liếc nhìn mọi người với cái nhìn lạnh lùng nói, mọi người, hôm nay là ngày trọng đại của anh cả tôi trở về đế đô, đừng ngây ngốc nữa, mau động đũa đít. Dưới ánh mắt thiêu đốt của Dương Tiêu, tất cả mọi người chỉ cảm thấy ón lạnh từ gót chân bay vút lên bội ngay sau đó, một người đàn ông trung niên mồ hôi nhễ nhại không kìm được sợ hãi bước tới nói. Bà cụ, cậu Dương, tôi chợt nhớ hôm nay vợ tôi sắp sinh, tôi phải về nhà xem thế nào, chào tạm biệt trước. Vừa dứt, cơ thể người đàn ông trung niên gần như hóa thành một tia chớp, biến mất tại hiện trường khách sạn Thần Phong. Không phải chứ, nhìn chằm chằm bóng lưng người trung niên sâu hỗ biên mật, mọi người sững sờ. Như đã biết, người đàn ông trung niên chạy trốn chính là Mã Bân, chủ nhà họ Mã, một trong 12 gia tộc lớn ở Đế Đô. Ngay cả chủ nhà giàu ở đế đô cũng bôi rồi chạy chôn, điều này đơn giản là quá kinh hoàng. Một áp lực vô hình lần nữa quét qua xung quanh, Dương Tiêu giơ tay phải lên, mọi người, còn chần chừ gì nữa? Sao không động đũa, chẳng lẽ các người coi thường anh trai Dương Bân Hàn của tôi à? Nhìn chằm chằm vẻ mặt nghiêm nghị của Dương Tiêu, gần 1.000 người sợ. Hãy nuốt nước bọt vào trong. Ngay sau đó, Chu Quảng Khôn chủ nhà họ Chu ở đế đô nhanh chóng đứng lên, bà cụ, cậu Dương. Thật sự xin lỗi, con chó Husky nhà tôi sắp sinh rồi, tôi phải về nhà xem L. Vẻ on vừa dứt lời, Chu Quảng Khôn chủ nhà họ Chu gần như biên thành tia chớp, hoảng sợ bỏ chạy. Đờ mờ, tàn nhẫn, nhìn thấy một nhà giàu khác chạy trốn, nét mắt của không ít người đều tan vỡ. Đặc biệt là khi nghe Husky sắp sinh, ông nội ông cần qua loa đến thế hả? Sau đó, Triệu Minh chủ nhà họ Triệu ở đế đô vội vàng tiền lên nói, à. Tôi quên mất một chuyện, chó Husky, nhà tôi cũng sắp sinh, tôi cũng phải về nhà xem sao, mọi người, tạm biệt. Vẻ on nói xong, ba nhà giàu ở đế đô đã bỏ trốn. Ba nhà giàu ở đế đô liên tiếp chạy trốn khỏi hiện trường, đám người còn lại cũng không dám ở lại. Vãi à, tôi chợt nhớ, ra hôm nay mẹ tôi đã sắp xếp một buổi gặp mặt họ hàng cho tôi cũng phải đi trước. Một ông già R nhà giàu nổi tiếng chạc 60 tuổi nói. Nhìn ông cụ trạc tuổi 60, ai cũng sững sờ nhồn nháo. Mẹ kiếp, ông nội ông có thể bịa ra một lý do lây lệ khác không? Đờ mời, trước khi đến đây tôi quên tắt ga ở nhà, xin lỗi mọi người, tôi phải đi đây. AI tôi đột nhiên nhớ ra lúc trước tôi đến đại bảo kiện không làm biện pháp an toàn, không tốt, tôi phải đến bệnh viện xét nghiệm máu xem mình có bị ết không. Trước mặt mọi người, hết bóng người này đến bóng người khác nhanh chóng trốn khỏi khách sạn Thần Phong. Bọn họ có thể cảm nhận được sát ý đến từ Dương Tiêu, bọn họ biết hôm nay tới chúc mừng Dương Bân Hàn là đứng đối diện với Dương Tiêu. Nhìn thấy tất cả mọi người ở đế đô đều chạy trốn,
trong lòng bà cụ và Dương Bân Hàn không khỏi chấn động. Một người ba câu, nhóm anh hùng kinh hãi, chấn động hiện trường cực lớn. Nhìn mọi người rời đi, Dương Tiêu chế nhạo, anh cả tốt của tôi, tình huống gì đây? Sao người tới chúc mừng anh trở về đi hệt thế? Xem ra thể diện của anh ở đế đô không có giá trị lắm. Dương Tiêu, cậu tàn nhẫn, cậu đủ tàn nhân. Ánh mắt Dương Bần Hàn hẳn học gần như bùng cháy. Anh ta đã sai một cách khủng khiếp. Anh ta luôn cho rằng Dương Tiêu là phế vật, nhưng không ngờ thủ đoạn của Dương Tiêu lại kinh người như vậy. Dưới áp lực cưỡng chế của Dương Tiêu, gần 1.000 người buộc phải rời đi, thủ đoạn như vậy thực sự rất tàn nhân. Dương Tiêu nhìn về phía bà cụ nói, muốn tôi làm con rối. Có thể không? Bà cụ, không phải hôm nay bà muốn thấy chuyện cười của tôi, muốn chấn động tôi sao? Từ nhỏ bà đã thiên vị anh cả đánh giá thấp tôi. Thật đáng tiếc, nay khác xưa khác, trò đùa ép ti no mắt bà cuối cùng sẽ khiến tâm hồn bà rét run. Nghe Dương Tiêu nói, trái tim của bà cụ run dây mạnh, bà ta phải thừa nhận, thực lực của Dương Tiêu, sức triệu tập của Dương Tiêu thật sự rất đáng sợ. Tôi thật sự đã nhìn lầm, bà cụ bắt đắc dĩ phải thừa nhận. Dương Tiêu giễu cợt, bà cho rằng tôi sẽ quan tâm đến vị trí chủ nhà nhỏ nhoi của nhà họ Dương ở đề đô kia. Nói cho bà biết, tôi chỉ muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Trịnh Thu nhìn cảnh tượng này, trên khuôn mặt già nua tràn đầy nhẹ nhõm. Thủ đoạn hay, thực sự giống với cha anh khi còn trẻ. Trong nhà họ Dương ở đề đô, ngoại trừ bà cụ, địa vị của ai cũng không thể so sánh với Trịnh Thu. Trịnh Thu là nguyên lão ba đời của nhà họ Dương ở đề đô, ông đã chứng kiến sự trưởng thành và suy tàn của ba thế hệ. Đúng lúc này, điện thoại di động của Trịnh Thu rung lên, có tin nhắn đến. Sau khi đọc tin nhắn xong, vẻ mặt của Trịnh Thu thay đổi, ông đến gần Dương Tiêu thấp giọng nói, cậu chủ nhỏ, tra được tung tích của bà chủ rồi. Hả, mẹ tôi ở đâu? Dương Tiêu nghe thấy thế vẻ mặt lập tức thay đổi. Mẹ bị kẻ xấu bắt, Dương Tiêu đã vô cùng lo lắng. So với việc chấn động bà cụ, giết Dương Bân Hàn, an toàn tính mạng của mẹ anh là quan trọng nhất. Cha anh đã chết, anh không thể để mẹ anh có thêm bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Trịnh Thu trịnh trọng nói, Bạch Long xã, tổ chức lớn nhất ở đề đội. Bạch Long xã, ánh mắt Dương Tiêu chợt lạnh. Biết được tung tích của mẹ, tảng đá lớn trong lòng Dương Tiêu rơi xuống, chỉ cần tính mạng của mẹ không gặp nguy hiểm, mọi chuyện khác đều dễ nói. Dương Tiêu lạnh lùng nhìn bà cụ, nhớ kỹ, thứ tôi từng đánh mất nhất định sẽ lấy lại hết. Nhìn Dương Tiêu, vẻ mặt già nua của bà cụ không còn chút máu, bà ta biết chuyện tiếp theo sẽ là ác mộng của nhà họ Dương ở đề đô. Dứt lời, Dương Tiêu đến trước mặt Dương Bân Hàn. Cậu muốn làm gì? Dương Tiêu, cậu muốn làm gì? Tôi là anh cả của cậu dám giết tôi? Nếu cậu giết tôi, cậu sẽ giải thích với người bố đã chết của cậu như thế nào? Dương Bân Hàn bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm. Đó là nỗi sợ hãi vô hạn. Dương Tiêu khinh thường nói, Dương Bận Hàn, anh thật sự không biết xấu hổ, chuyện đã đến lúc này, anh còn có mặt mũi nhắc về bố trước mặt tôi. Anh và Dương Bân Hàn là anh em cùng cha khác mẹ, từ nhỏ Dương Bân Hàn nhìn anh ngứa mặt, được bà cụ yêu ái, đây là điều mà Dương Tiêu không thể làm được. Về phần người anh trai này, Dương Tiêu Vân luôn không có ấn tượng tốt. Nói xong, Dương Tiêu cúi xuống, vỗ mặt Dương Bân Hàn, anh cả. Tắm rửa sạch sẽ sống thật tốt. Chờ tôi xử lý việc xong, tôi sẽ đích thân tiễn anh về châu trời. Cậu, bị Dương Tiêu vỗ vào mặt, Dương Bân Hàn vừa kinh ngạc vừa tức giận. Tiếc là Dương Tiêu quá mạnh, mạnh đến mức khiến anh ta suýt chê ngạt. Sau đó Dương Tiêu quay đầu nhìn hàng chục nghìn người quỳ một gối, thấp giọng nói, đứng dậy. Vâng, điện hạ, ám kim Long Vương đáp lời trước. Vâng, điện hạ. Hàng chục ông chủ nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới N lượt đứng lên. Vâng, điện hại. Hàng chục nghìn tỉnh hoa của tuyệt thế Long Môn đồng thanh hét lên, thủy triều cuộn trào, vút thẳng lên trời cao. Dương Tiêu nhìn Hoa Mộ Tranh, Trần Khải và những người khác ra hiệu với họ, anh cho Trịnh Thu mặt mũi, anh biết ông nội Trịnh đang bảo vệ uy nghiêm của nhà họ Dương ở đề đô. Một khi hôm nay anh tự tay giết chết Dương Bân Hàn, thì vụ bê bối giết anh em trong hào môn chắc chắn sẽ bị phanh phui trong thiên phủ chi quốc. Điều này không tốt cho danh tiếng của nhà họ Dương ở đề đô, cũng không tốt cho uy thế của nhà họ Dương ở đề đô. Trịnh Thu dõi theo anh từ thời thơ ấu đến lúc trưởng thành, âm thầm chăm sóc mẹ anh ở đề đô nhiều năm, phần tình nghĩa này Dương Tiêu nhận. Vị trí khác nhau, sự lựa chọn khác nhau, Dương Tiêu có thể hiểu được. Chiến thần Son đứng dậy nhìn Dương Tiêu,
cần giúp không? Sức chiến đấu của anh ta đã lăn tặn, như thế chỉ cần Dương Tiêu gật đầu, thực lực của một mình anh ta cũng đủ để khuây động cục diện ở Đế Đô. Son, huyền thoại truyền kỳ một thế hệ, nhìn trong toàn bộ Đế Đô to lớn, có thể ngăn cản, chồng. Lại Son hầu như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không cần, việc nhà, tôi sẽ tự xử lý. Dương Tiêu thấp giọng nói. Nghĩ đến mẹ mình bị giam cầm trong Bạch Long Ma, trong lòng Dương Tiêu tràn đầy sát khí. Dưới con mắt quan sát của bà cụ và Dương Bân Hàn, Dương Tiêu sải bước về phía bên ngoài khách sạn Thần Phong. Cung tiễn điện hạ, ám kim Long Vương cung kính nói. Chúng tôi cung tiễn điện hạ. Hàng chục nghìn người trong Long Môn và các nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới đồng thanh hét lên. Sóng âm cuộn tròn, cao vút mạnh mẽ, đỉnh tai nhức óc. Nhìn Dương Tiêu rời đi, vẻ mặt của bà cụ và Dương Bân Hàn như cho tàn, bọn họ biết Đế Đô sắp thay đổi. Cùng lúc đó, hành động vĩ đại của Dương Tiêu đã quét qua các gia đình quý tộc lớn ở Đế Đô như một cơn bão. Tại thời điểm này, tên tuổi của Dương Tiêu đã trở nên nổi tiếng ở Đế Đô. Tin tức nóng hỏi, tin tức siêu nóng hồi, cậu chủ nhỏ của nhà họ Dương ở Đế Đô đã trở về, cưỡng, bức phá hủy yên tiệc đón gió Tây Trần của Dương Bân Hàn, áp đảo các quân hùng ở khách sạn Thần Phong. Đúng, đúng, người ta nói rằng có cả chiến thần soi, nhà họ Lý ở Đông Hải, nhà họ Trần ở Miêu Cương, các gia tộc lớn khác đều tới giúp. Nghe nói ám kim Long Vương, một trong tứ đại Long Vương của tuyệt thê Long Môn cũng tới. Còn hơn thế nữa, bạn chưa thấy chiếc trực thăng đó thôi. Hàng chục ông chủ nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới từ khắp nơi trên thế giới đã đến kính chào, bạn không nghe nhầm đâu, không phải chúc mừng mà là kính chào, hàng nghìn người trong tuyệt thế Long Môn đã quỳ xuống. Gọi Dương Tiêu là điện hại. Một viên đá khuây động cả ngàn con sóng, tin tức Dương Tiêu lan nhanh như một con châu chấu vượt qua biên giới vào tầng lớp thượng lưu nổi tiếng giàu có ở Đế Đô. Lý Vân Long, người phụ trách của LNG ảnh gọi điện thoại tới, đưa tin tức, cảnh cáo các gia tộc giàu có không được để lọt tin tức ra ngoài. Vâng, thủ trưởng, một giọng nói cung kính vang lên trong điện thoại. Lý Vân Long đã hợp tác với Dương Tiêu nhiều lần, ông rất hiểu phong cách làm việc của Dương Tiêu. Mục đích của Dương Tiêu là chấn động Đế Đô, mà không phải chấn động Thiên Phủ Chỉ Quốc, cũng không phải chấn động toàn bộ thế giới. Sở dĩ anh lật nhiều thẻ bài như vậy là do Dương Tiêu muốn để bà cụ và Dương Bân Hàn thấy sức mạnh đáng kinh ngạc của người mà họ từng cho là phê vật đứa con rơi. Kim Lân há phải vật tê trong ao, gặp mây gió sẽ biến thành rồng. Nếu Long Ảnh không can thiệp vào chuyện này, không cảnh cáo và răn đe các gia tộc lớn trong Đế Đô, thì e rằng chuyện này sẽ quét qua toàn bộ Thiên Phủ Chi Quốc như một cơn bão, thậm chí còn vươn ra tầm thế giới. Lý Vân Long hiểu Dương Tiêu luôn là người tương đối khiêm tôn, mọi chuyện tiếp theo sẽ do anh kết thúc. Nếu không che đậy, thân phận thần chết của Ố Ương Tiêu chắc chắn sẽ bị bại lộ. Nếu không che đậy, người trong thế giới đều biết Dương Tiêu có quan hệ phức tạp với tuyệt thế Long Môn. Thân phận thần chết của Dương Tiêu đủ làm điên đảo cả thế giới, không biết có bao nhiêu quốc gia, không biết có bao nhiêu cao thủ vô song muốn giết Dương Tiêu. Càng không phải nói đến nội bộ Long Môn, tuyệt thê Long Môn, tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới, nội bộ phức tạp, một khi tung tích của Dương Tiêu bị kẻ có lòng sâu biết được thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Dương Tiêu rất mạnh, mạnh đến mức khiến người khác sợ hãi. Tuy nhiên, trên đời này vẫn có người đáng sợ hơn cả Dương Tiêu. Trong nhà họ Liễu, một trong 6 gia tộc lớn ở Đế Đô. Bob Lee Liễu Cẩm Văn, người đứng đầu nhà họ Liêu nghe được tin đó, tách trà trong tay lập tức rơi xuống, cậu nói gì? Dương Tiêu trấn áp Dương Bân Hàn, tuyệt thế Long Môn xuất hiện, hơn ti ti nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới xuất hiện. Vâng thưa chủ nhà, tin tức chính xác, một tên thuộc hạ trịnh trọng nói. Vẻ mặt Liễu Cẩm Văn đầy kinh hãi, làm sao có thể? Dương Tiêu này không phải là đứa con rơi của nhà họ Dương ở Đế Đô sao? Làm sao cậu ta lại có sức mạnh kinh người như vậy? Là tôi đã nhìn nhầm, thực sự là tôi đã nhìn nhầm. Nếu tin tức thực sự chính xác, có vẻ như cuộc hôn nhân của Như Yên và Lý Thần Chiên thực sự phải xem xét cẩn thận. Liễu Cẩm Văn từ từ ngồi xuống chỗ ngồi, vẻ mặt năm tháng tràn đầy kinh ngạc không thể phai nhạt. Ông ta cho rằng hôm nay mình nhận được tin tức Dương Bân Hàn bão táp trở về, đứa con rơi như Dương Tiêu sẽ bị lu mờ trước mặt anh ta. Tuy nhiên, Liễu Cẩm Văn nằm mơ, cũng không bao giờ ngờ tới Dương Tiêu sẽ có một sức mạnh đáng sợ như vậy. 6 gia tộc lớn ở Đế Đô và 12 gia tộc giàu có lớn khi nghe tin đều chấn động, tên tuổi của Dương Tiêu thực sự khiến toàn bộ Đế Đô chấn động. Đưa tôi đến Bạch Long xã. Dương Tiêu lên xe Việt dã. Vâng, điện hạ,
một thành viên của Long Môn cung kính nói. Nghĩ đến việc mẹ bị bắt, thân thể Dương Tiêu tràn ngập lửa giận vô tận. Một làn sóng hung ác giết người đang dâng trào, sau 5 năm im lặng, đây là lần đầu tiên Dương Tiêu có sát khí mạnh như vậy. Ở trong đề đô, đường Thanh Nguyên, một bóng người mặc đồ đen đứng trên một tòa nhà cao hàng trăm mét. Người mặc đồ đen nhìn chằm chằm hướng mà xe Việt dã đi, anh ta chế nhạo, đây là Long Chử. Điện hạ mới sao, đúng là còn trẻ tuổi thật, lão già Dịch Thập đúng là mù rồi, loại người như này làm sao có đủ tư cách chỉ huy Long Môn. Vì anh còn chưa trở lại Long Môn, nên lần này sẽ để anh không thể trở lại. Dương Tiêu đang đến Bạch Long xã không hề hay biết mình đang bị nhắm tới, bị một siêu cao thủ nhắm tới. Động tác của siêu cao thủ này kỳ lạ đến nỗi ngay cả Lăng Ảnh Huyện đang bí mật canh gác cho Dương Tiêu cũng không thể phát hiện ra. Cứ thử tưởng tượng mà xem, một sự tồn tại có thể tránh được sự phát hiện của tay súng bắn tỉa hàng đầu thế giới, thì thủ đoạn của người này sẽ xuất thần nhập hóa đến mức nào. Bên trong chiếc xe thể thao màu vàng, Ám Kim Long Vương trầm giọng nói với Dịch Thấp, lần này điện hạ xuất hiện với dáng vẻ phô trương, quân phản loạn ở Hứng Môn chắc chắn đã dục dịch. Tám đại thiên sứ ai cũng muốn đưa điện hạ vào chỗ chết. Tôi đoán, lần này bọn phản nghịch nhất định sẽ đến ám sát điện hạ. Không cần đoán, người đã đến rồi. Dịch Thấp cười khẩy. Ám Kim Long Vương sửng sốt, cái gì? Đã có cao thủ ẩn núp ở đề đô rồi. Vậy điện hạ, cậu ấy. Không sao, chỉ cần ông già này ở đề đô, những tên khốn kiếp này sẽ không dám dễ dàng ra tay, trừ khi bọn họ không muốn sống nữa. Khuôn mặt già nua của Dịch Thấp tràn đầy cương quyết. Như thể đám phản nghịch ở Long Môn này không dám ra tay trước mặt ông, chỉ cần có ông ở đây, cuối cùng đám phản nghịch này cũng sẽ cúi đầu như chó sủ. Bạch Long xã, lực lượng lớn nhất ở đề đô được thành lập trong một căn phòng ở một nơi nào đó. Một người phụ nữ mặt cuồng dã trách mắng một người phụ nữ trung niên mặt tái mắt, đồ đĩ, qua đây xoa bóp lưng cho tôi. Bị người phụ nữ cuồng dã khiển trách, khuôn mặt quyền rũ của người phụ nữ trung niên đầy vẻ sợ hãi. Người phụ nữ trung niên tên là Hứa Tuệ Nhàn, chính là mẹ ruột của Dương Tiêu, Dương Thiên Khung cha của Dương Tiêu đã yêu người phụ nữ này từ cái nhìn đầu tiên. Trong những năm đầu, Hứa Tuệ Nhàn và Dương Thiên Khung gặp nhau, hai người nhanh chóng yêu nhau, sinh ra một cậu con trai tên là Dương Tiêu. Chồng bà Dương Thiên Khung có tham vọng lớn, muốn phát triển nhà họ Dương ở đề đô thành gia tộc hàng đầu thế giới. Tiếc là, kể từ khi Dương Thiên Khung ra ngoài lần đó, chồng bà Dương Thiên Khung đã không bao giờ quay trở lại. Bà cụ nhà họ Dương ở đê đô thấy. Bà và con trai Dương Tiêu không vừa mắt đủ kiểu, giảm bớt sự đối xử của mẹ con họ như người giúp việc trong gia đình. Sau đó, con trai bà Dương Tiêu bị Dương Bân Hàn người anh cùng cha. Khác mẹ hãm hại, cưỡng ép bị ruồi ra khỏi đê đô. Và bà cũng bị ảnh hưởng, cuối cùng Hứa Tuệ Nhàn cũng rời khỏi nhà họ Dương ở đê đô trong tuyệt vọng. Trong hai ngày qua, bà đột nhiên bị đánh bắt tỉnh, sau khi tỉnh lại bà đã xuất hiện trong phòng tạm giam này. Đây là địa bàn của Bạch Long xã, thế lực lớn nhất ở đề đô, trong phòng giam toàn những kẻ sâu xa ở đề đô hoặc một số gia tộc đáng ghét bị bắt. Nhìn thấy Hứa Tuệ Nhàn không động, người phụ nữ cuồng dã thẹn quá hoa giận, bà ta bước đến trước mặt Hứa Tuệ Nhàn, túm tóc Hứa Tuệ Nhàn, tức giận nói, đồ đĩ, coi lời bà đây như dăm hả. Tôi... Hứa Tuệ Nhàn vốn có bản chất là một người phụ nữ dịu dàng, bà chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ. Tôi cái gì mà tôi? Người phụ nữ cuồng dã nổi trận lôi đình. Cha ti. Ngay sau đó, người phụ nữ cuồng dã tát một cái vào má Hứa Tuệ Nhàn, cái. Tát năng nề giáng xuống mặt bà, Hứa Tuệ Nhàn hoàn toàn choáng váng, và cái tát dầu năm ngón tay nhanh chóng xuất hiện trên gò má quyến rũ của bà. Kít. Tuy nhiên, đúng lúc này, một chiếc xe Việt dã dừng trước Bạch Long xã, dáng người nghiêm nghị lạnh lùng của Dương Tiêu lập tức bước xuống xe. Trong phòng tạm giam, Hứa Tuệ Nhàn đang dần khôi phục lại tinh thần, trong lòng tràn đầy đau khổ và tức giận, bà, sao bà có thể đánh người? Ha 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 ha. Nghe những lời của Hứa Tuệ Nhàn, tất cả hàng chục phụ nữ trong phòng tạm giam riêng giam giữ phụ nữ đều cười phá lên. Tất cả bọn họ đều trông rất vui tươi. Nhìn chằm chằm vào Hứa Tuệ Nhàn như thể họ đang nhìn chằm chằm vào một chú hề. Những người có thể bị giam ở đây đều là những người phụ nữ độc ác nổi tiếng ở đề đô. Mỗi người trong số họ đều có lòng dạ răn rê, thủ đoạn độc ác, hoàn toàn sẽ không thương hại Hứa Tuệ Nhàn. Và người phụ nữ ra tay là Lưu Phượng, một quả phụ độc ác từng đứng đầu kẻ gian ác ở đề đô, mọi người trong phòng giam này đều là người hầu của Lưu Phượng. Chị Đại,
tôi thấy người mới này rất đơn giản, có cần chúng tôi giúp chị Đại dạy dỗ bà ta một trận không? Đúng vậy, chị Đại, giao đồ đĩ này cho chúng tôi hứa sẽ làm cho bà ta ngoan ngoãn, biết đối nhân xử thế ở chỗ này. Chậc chậc, có rất ít phụ nữ như thế này, tôi nóng lòng muốn thấy bà ta vò đâu bứt tai. Nhóm phụ nữ độc ác xoa tay nhìn Hứa Tuệ Nhàn, trong lòng họ đã không thể kìm lại những phương pháp tra tấn. Các người, khi nghe những lời của những người phụ nữ độc ác này, khuôn mặt của Hứa Tuệ Nhàn lập tức tràn đầy hoảng sợ. Hứa Tuệ Nhàn không ngốc, bà nhận ra trong nhà giam này không có người phụ nữ nào là người tốt. Cha Ti, anh mất người phụ nữ Lưu Phượng độc ác lạnh lùng, lại tát vào mặt Hứa Tuệ Nhàn, bà ta túm tóc Hứa Tuệ Nhàn nói, các người lên hết cho tôi. Cho con đĩ này biệt thế nào gọi là tôn ti quý tiện, ở đây, tôi là vua ổ. Vâng, chị Đại, hơn chục người phụ nữ cười sâu xa tiên lên. Nhìn thấy nhóm phụ nữ độc ác lao tới. Trước mặt mình, Hứa Tuệ Nhàn kinh hãi nói, các người muốn làm gì? Làm gì, tí nữa bà sẽ biết, các chị em, lên. Đôi mắt người phụ nữ độc ác đầy tia sáng lạnh, bà ta đưa chân phải của mình ra, dẫm mạnh vào bụng Hứa Tuệ Nhàn. Hứa Tuệ Nhàn mắt cảnh giác, bị người phụ nữ độc ác này đá trúng, nhóm phụ nữ độc ác phần chắn lẫn lượt đâm đá Hứa Tuệ Nhàn. Cảm nhận được cơ thể đau đớn, Hứa Tuệ Nhàn vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhưng dù sao bà cũng là một phụ nữ yêu đuổi, hoàn toàn không phải đi thủ của nhóm người phụ nữ độc ác này. Chồng bà mất tích, con trai bà Dương Tiêu bị đuổi ra khỏi nhà, nếu bà không quan tâm đến chồng con, thì sợ rằng Hứa Tuệ Nhàn sẽ không thể bám trụ được Ngân A5. Bà nắm chặt tay, nghiền răng nghiền lợi, không cho phép mình rên rỉ. Bước xuống từ chiếc xe Việt dã, hai người bảo vệ ở công Bạch Long xã Tiền lên hét lớn, đứng lại, nhóc con, cậu là ai? Trong Bạch Long xã các người có một người phụ nữ trung niên tên là Hứa Tuệ Nhàn, cho các người một phút thả bà ấy ra, nếu không, tôi không ngại san bằng toàn bộ Bạch Long xã của các người. Dương Tiêu kiêu ngạo, cả người toát ra vẻ lạnh lẽo. Cái gì? Cho các người một phút để thả người, nếu không, tôi không ngại san bằng toàn bộ Bạch Long xã. Nghe những lời của Dương Tiêu, hãi nhân viên trực ban vô cùng sửng sốt, họ không ngờ Dương Tiêu lại kiêu ngạo như vậy. Phải biết rằng Bạch Long xã là thế lực lớn nhất ở Đề Đô, ngay cả những gia tộc giàu có kia cũng không dám dễ dàng khiêu khích bọn họ. Thằng nhóc trước mặt này lại dám đe dọa sẽ san bằng toàn bộ Bạch Long xài, thằng nhóc này bị điên hả? Nhân viên đứng đầu nhíu mày nhìn Dương Tiêu, anh ta nhìn thấy Dương Tiêu có khí thế phi thường. Trầm giọng hỏi, Hứa Tuệ Nhàn mà cậu nói là ai hai? Đó là mẹ tôi, Dương Tiêu lớn tiếng nói. Mẹ, hai nhân viên trực ban nghe thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trong ấn tượng của họ, chỉ cần có thể bị giam cầm trong Bạch Long xã thì đều là những kẻ độc ác hoặc những người xuất thân từ các gia đình quý tộc không có quyền lực và bị các gia tộc lớn từ chối. Sắc mặt Dương Tiêu càng ngày càng ảm đạm, anh trịnh trọng nói, các người còn có 40 giây. 40 giây. Nhóc con, nói cho cậu biết, đây là Bạch Long xã, mau cút khỏi đây ngay, nếu không, đừng nói cậu sẽ san băng Bạch Long xã, tôi sẽ giết cậu trước. Nhân viên trực ban cầm đầu nhìn Dương Tiêu với vẻ rất khinh thường. Thấy thái độ của đối phương hung hăng như vậy, Dương Tiêu lạnh lùng nói, không thả người đúng không? Giọng nói của anh lạnh lẽo âm hiểm như đến từ vực sâu của địa ngục, ị khiến người ta rợn cả người. Thả người cái quằn, cút ngay, nếu còn không cút, bây giờ tôi sẽ chém cậu. Một nhân viên khác trách mắng. Vèo. Người nọ vừa dứt lời, tay phải của Dương Tiêu bắn ra như một con rồng điên, trực tiếp giữ lấy cổ của người đó. Răng rắc. Một âm thanh chói tai của xương gãy vang lên, người nọ chết ngay tại chỗ. Nhân viên trực ban đứng đầu thấy tên đàn em bên cạnh chết tại chỗ, anh ta mở to mắt, dám ra tay với người của Bạch Long xã, mẹ kiếp cậu chê sống lâu hả? Vẻ on nhìn chằm chằm vào nhân viên trực ban đứng đầu trước mặt. Ánh mắt Dương Tiêu sững lại, anh rút kiếm ra. Một vệt máu bắn ra, nhân viên trực ban ngã xuống đất. Ôn ào, sau khi giết chê hai nhân viên trực ban ở công, Dương Tiêu cầm thanh kiếm nhuốm máu đi về phía bên trong Bạch Long xã. Thanh kiếm này là của tài xế trong Long Môn mang theo, hiện tại được Dương Tiêu trưng dụng. Địch công kích, hai người ở công chết ngay tại chỗ, nhìn thấy cảnh này người ở vị trí chỉ huy cao lập tức hét lên. Cái gì? Địch công kích, nghe thầy mây chữ địch công kích phát ra từ loa phóng thanh, nhóm người trong Bạch Long xã trở nên bồn chồn. Bộp 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 bộp. Trong vòng chưa tới đầy 10 giây, ít nhất 1.000 người từ bên trong Bạch Long xã cầm dao quân dụng bao vây Dương Tiêu.
Khi người đàn ông một, mắt cầm đầu nhìn thấy hai người chết ở cửa, anh ta nổi trận lôi đình mắng, tên khốn, dám xâm phạm Bạch Long xã của tôi, giết người trong Bạch Long xã của tôi, thật sự cho rằng Bạch Long xã của tôi không có người hả? Lên, tất cả lên hết cho tôi ngược lại muốn xem thằng nhóc nào ăn gan hùm mật gâu. Các anh em cùng lên, băm chết cậu ta cho tôi, băm thằng nhóc này thành thịt xay vứt cho chó ăn cho tôi. Chém chết cậu ta, một người đàn ông cao lớn có bộ râu dài nhìn chằm chằm Dương Tiêu với ánh mắt như nứt vỡ. Nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng giờ phút này Dương Tiêu đã biến thành một cái xác lạnh. Chém chết cậu ta. Hơn nghìn người trong Bạch Long xã tức giận hét lên, trong lòng họ tràn đầy lửa giận, như thế Dương Tiêu đã làm chuyện khiến người và thần phẫn nộ. Là bá vương số một trong khu vực màu xám ở Đế Đô, gia tộc của họ có bối cảnh thâm sâu, tất cả các thành viên trong băng, đảng cộng lại lên đến hàng vạn người. Ngay cả 6 gia tộc lớn và 12 gia tộc giàu có ở Đế Đô cũng không dám chọc giận họ một cách dễ dàng. Ai có thể ngờ, hôm nay không chỉ có người xông vào Bạch Long xã, mà họ còn sát hại các thành viên của Bạch Long xã, tương đương với việc chọc phá tổ ong vỏ vẽ. Dương Tiêu hờ hững liếc nhìn những người trong Bạch Long xã, muộn rồi, cùng lên đi. Hôm nay tiến các người về chầu tròi, tạo dựng tên tuổi của Dương Tiêu tôi. Cái gì, cùng lên. Vừa rút lời, hàng ngàn người trong Bạch Long xã nhìn Dương Tiêu với ánh mắt càng ngày càng dữ tợn. Chưa bao giờ thấy một người kiêu ngạo như vậy. Cùng lên, đây là đang lấy một trọi với tất cả bọn họ sao? Giết, người đàn ông một mắt giận dữ gầm lên. Giết, hàng ngàn người khóa chặt Dương Tiêu với vẻ mặt dữ tợn, lao về phía Dương Tiêu. Ánh kiếm xuyên thầu. Ánh sáng lạnh lẽo chiếu khắp nơi đôi mắt của Dương Tiêu gần như không có bất kỳ cảm xúc nào của con người, anh bất động như một ngọn núi. Vẻ on một người đàn ông vạm vỡ của Bạch Long xã cầm một con dao pha hung ác chém vào đầu Dương Tiêu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 31.